chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 801, âm độc cùng bắt bẻ, bổ bốn càng, tác giả, bảo trang thành, hạ tử dục lòng bàn tay nhéo hãng, nàng có cái trực giác đỗ triệu huy chỉ biết cho nàng một lần cơ hội nếu nói sai rồi tùy ý nàng xảo thạch như hoàng đỗ triệu huy cũng sẽ không lại để ý tới nàng lại làm cái gì tiên đoán cũng chưa dùng đỗ triệu huy bước chân dừng đỗ triệu huy xoay người hạ tử dục còn không dám lơi lỏng đỗ lão bản ta nói không sai đi ngươi không nghĩ muốn gia nghiệp chia đều ngươi muốn toàn bộ đỗ gia đỗ triệu huy căn bản không phải cái gì hoa hoa công tử cùng đỗ triệu huy tình huống tương tự chỉ biết nghĩ nhiều lấy gia sản đỗ triệu huy so người khác ác hơn hắn muốn chính là đổ gia toàn bộ hạ tử dục chút nào không nghi ngờ liền tính tương lai đỗ tranh vinh đem gia sản phân cho vợ bé cùng mặt khác nghi nữ chờ đỗ triệu huy cầm quyền vẫn là sẽ nhất nhất đoạt lại hạ tử dục đều không thể không khẩn trương đỗ triệu huy không chỉ có dầu muối không ăn nhìn dáng vẻ còn có thù tất báo đỗ triệu huy còn tưởng rằng nàng phía sau có một cái tổ chức tình báo mới có thể tiên đoán hạ tử dục chính mình rõ ràng nào có cái gì tổ chức tình báo, Đỗ Triệu Huy nâng mi xem nàng, "Hạ tiểu thư, có chút lời nói, trời đi phòng này liền không thể nói, hiểu không?" "Ngươi vẫn là nói một câu, như thế nào có thể giúp đỡ đi, tranh gia sản như thế nào tranh?" Đối nội, muốn thảo đổ tranh vinh thích, Đỗ Triệu Huy đến cùng trong nhà ba cái tiểu mẹ, còn như làm đệ muội cạnh tranh, đối ngoại, muốn bày ra chính mình năng lực, để cho người khác tin phục đi theo làm Đỗ Tranh Vinh cho rằng đem gia nghiệp giao cho Đỗ Triệu Huy trong tay, là chính xác lựa chọn, cho nên Đỗ Triệu Huy lựa chọn tới bằng thành đầu tư. Đỗ lão bản, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút nhà ngươi tình huống đi, ta hiện tại chỉ biết, ngươi ba ba có ba cái vợ bé, đến nỗi hắn trừ bỏ ngươi ở ngoài thích nhất cái nào nhi nữ, này liền muốn Đỗ lão bản chính miệng nói cho ta. Tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi một chút nữ tính góc độ kiến nghị, hạ tử dục ở đánh cuộc. Đỗ Triệu Huy thân mụ qua đời, đổi bạn gái cùng thay quần áo giống nhau cần, nàng ở đánh cuộc Đỗ Triệu Huy bên người không có có thể tính nhiệm, giải ngữ hoa, hai người lặp lại thử, Đỗ Triệu Huy nếu bị nàng nói trúng rồi tâm sự, ít nhất ở cái này trong phòng, nàng có thể phát biểu chính mình cái nhìn, nữ tính gốc độ kiến nghị, Đỗ Triệu Huy có điểm hứng thú, đó chính là ta nhị đệ Đỗ Triệu cơ, còn ở Anh quốc độc thương khoa, Đỗ gia nhất sẽ niệm thương người, Đỗ Tranh Vinh cũng không phải coi trọng bằng cấp cái loại này người đổ gia yêu cầu xem bằng cấp sao, nhiều ít cao bằng cấp người, đều phải thế tranh vinh tập đoàn công tác, đổ tranh vinh muốn chính là có thể quản hảo công ty người. Lão nhị đổ triệu cơ năm nay bồi lão nhân tham dự xuân trà sẻ, nhị phòng tâm tư cũng lung lay, Tết âm lịch sau đổ triệu cơ không có phản hồi Anh quốc, mà là ở công ty mưu một cái chức vị, nói muốn từ cơ sở làm khởi. Này có thể so Lưu Thiên Toàn có uy hiếp nhiều. Đem Lưu Thiên Toàn đá vào quảng buôn lậu nghiệp vụ, đối phương ở Đỗ Triệu Huy trong mắt đã là nửa cái người chết. Lưu Thiên Toàn có vài phần năng lực, Đỗ Triệu Huy căn bản không lo lắng, lão nhân liền tính lại hồ đồ, cũng không có khả năng đem đổ gia giao cho họ khác người. Lão nhị liền bất đồng, Đỗ Triệu Huy cảm thấy dù sao không vừa mắt, ở lão nhân xem ra, bất đồng mẫu không quan trọng, đều là hắn huyết mạch, nhất được sủng ái vợ bé là Tứ Di Thái, nhất có uy hiếp tính chính là Đỗ Lão bản nhị đệ, cái này khấu muốn như thế nào giải. Hạ Tử Dục giống như ở nơi nào xem qua cùng loại cốt truyện, là một bộ hào môn phim Hồng Kông, vẫn là cung đấu kịch, đổ lão bản, ta đứng ở nữ tính góc độ cho ngươi đề cái kiến nghị, đổ nhị thiếu gia đều có thể công tác tuổi tác, có phải hay không nên tìm cái bạn gái, tứ di thái xuân phong đắc ý, cũng nên có người trị một trị nàng uy phong, ngươi muốn xen vào toàn bộ đổ gia, liền phải đối người trong nhà nhiều quan tâm, cấp đổ triệu cơ cùng lão nhân tìm nữ nhân, đây là cái gì chủ ý lão nhị là cái dạng gì hắn không biết, lão nhân nhưng cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân. Hạ tiểu thư, ngươi cái này kiến nghị ta cảm thấy chẳng ra gì, hạ tử dục giống như định liệu trước, đổ lão bản, nếu nhị thiếu gia cùng đổ đổng tân tìm bạn gái là cùng cá nhân, đổ gia chỉ sợ cũng muốn loạn lên, đổ gia càng loạn, ngươi liền càng có cơ hội, ta cái này kiến nghị, không ngừng giá trị một vạn khối đi, đổ triệu huy đều vi lăng. Hắn đích xác không từ phương diện này nghĩ tới, không có hồng nhan tri kỷ cho hắn ra quá như vậy chủ ý, tâm tư lại ác độc nữ nhân, đều phải ở trước mặt hắn trang thiện lương. Hạ tử dục bái hạ ngụy trang quả nhiên muốn thuận mắt chút, nữ nhân này âm độc đâu, âm độc hắn cũng không sợ, thoát ly không được khống chế, nhưng làm đổ triệu huy đầu tư hạ tử dục đầy miệng hồ liệt, thương nghiệp kế hoạch, kia cũng không có khả năng. Hạ tử dục chính là ra cái chủ ý, cụ thể chấp hành còn muốn đổ triệu huy đi an bài, bao lớn giá trị lấy bao nhiêu tiền, Đỗ Triệu Huy móc ra tờ chi phiếu viết cái kim ngạch, đưa cho Hạ Tử Dục, Hạ Tiểu Thư, ta càng chờ mong mặt khác càng thực tế trợ giúp, tỉ như nói tranh vinh tập đoàn ở nội địa kế tiếp đầu tư. Hữu dụng kiến nghị, ta sẽ càng khẳng khái, Hạ Tử Dục nhấp miệng, có thể kiếm đồng tiền lớn, nàng mới sẽ không dễ dàng nói cho Đỗ Triệu Huy, mà là muốn lưu trữ chính mình về sau kiếm tiền, tuy rằng hiện tại tiền vốn không đủ, không đại biểu nàng cả đời cũng chưa tiền đi vận tác. Lúc này đây chi phiếu cùng Đỗ Triệu Huy lần trước đưa tiền, không chỉ có là mức bất đồng, còn có Đỗ Triệu Huy đối nàng thái độ cũng có điều thay đổi, hạ tử dục tràn ngập nhiệt tình cùng tin tưởng. Kinh thành, biết tiếng Anh trận chung kết ghi hình rốt cuộc muốn bá ra, Lưu Phân đều tạm hoãn đi Dương Thành lấy hóa thời gian, một vòng bá hai tập, tuyển ở thứ bảy cùng chủ nhật buổi tối bá, Lưu Phân còn may mắn trong nhà sớm mua tivi, thứ bảy buổi sáng, Hạ Hiểu Lan đi một chuyến ninh gia, ninh ngạn phàm không nhìn thấy, ngược lại đụng phải ninh tuyết mụ mụ. Ninh ngạn phàm ngày thường chính mình mang theo ninh tuyết sống một mình, hàng ngày việc nhà là thỉnh bảo mẫu chiếu cố, con cái thường thường tới nhìn một cái lão gia tử, ninh ngạn phàm ngại bọn họ quá xảo, làm cho bọn họ tận lực thiếu tới cửa, chỉ có ninh tuyết mẫu thân, bởi vì nữ nhi ở nơi này, ba lượng thiên liền phải hướng bên này đi một chuyến, xem ở ninh tuyết phần thường, ninh ngạn phàm mắt nhắm mắt mở, ninh tuyết lãnh ngạo, nàng mụ mụ lại cực kỳ thân thiết, là cái viên mặt trung niên nữ nhân, cùng ninh tuyết khí chất hoàn toàn bất đồng, ngươi chính là Hạ Hiểu Lan đồng học. Ta biết ngươi, A à Di Ngài Hảo, ta, ninh tuyết mẫu thân nháy mắt thu liễm ý cười, đem nàng trên dưới đánh giá, nữ hài tử mềm mại một chút không hảo sao. Làm việc không cần tính toán chi ly, có thể giảm rất nhiều phiền toái, đây là uống lộn thuốc, Hạ Hiểu Lan ngạc nhiên, nàng như thế nào nhớ rõ, Lam Phượng Hoàng khai trương thời điểm, Ninh Tuyết mụ mụ còn bị Ninh Tuyết mang đi tú thủy cửa hàng, bỗng nhiên cùng nàng nói lên nữ hài tử muốn mềm mại, Hạ Hiểu Lan đầu óc vừa chuyển, nghĩ tới Quý Nhã, A à, Di là ở thế Quý Nhã nữ sĩ bất bình, Quý gia cùng Ninh gia là thế giao, Quý Nhã nhận thức Ninh Tuyết mụ mụ cũng không kỳ quái, bất quá có thể làm Ninh Tuyết mẹ như thế trắng ra suốt đầu, hai người giao tình là tương đương không tồi, Quý Nhã có cái gì bất bình, nói là cùng Hạ Hiểu Lan có mâu thuẫn, cứu này căn bản, vẫn là bởi vì quý gia nguyên, cùng thang hoành ân sinh ra mâu thuẫn. Ninh Tuyết mẹ lôi kéo khóe môi cười cười, hạ hiểu lan, ngươi như vậy nữ hài như ta thấy nhiều, ngươi cùng Ninh Tuyết đi gần, vì chính là cái gì, cho rằng ta không biết sao. Trên đời này, không chỉ có nam nữ xử đối tượng muốn chú ý môn đăng hộ đối, làm bằng hữu cũng là đồng dạng đạo lý. 802, Giao bằng hữu muốn môn đăng hộ đối, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, làm bằng hữu muốn môn đăng hộ đối. Hạ Hiểu Lan so với ai khác đều minh bạch, nhưng nàng cùng Ninh Tuyết nói là bằng hữu còn thiếu điểm, hai người vốn dĩ chính là cùng lớp đồng học, đừng động Ninh Tuyết vì cái gì cùng nàng kỳ hảo, Hạ Hiểu Lan không có khả năng không hề đáp lại, nói đến cùng, cũng không phải Hạ Hiểu Lan muốn lý mặt cùng Ninh Tuyết giao bằng hữu, Ninh mẫu khẩu khí này, rất giống muốn chia rẽ leo lên Ninh gia tiểu tử nghèo. Hạ Hiểu Lan ghê tởm quá sức, A à Di, ngài là thật không hiểu biết chính mình nữ nhi, học thần như vậy cao lãnh, hạ hiểu lan sống hai đời điểm này nhãn lực là có ninh tuyết không phải chú ý gia thế bối cảnh cái loại này người học thần giao hữu tiêu chuẩn phỏng chừng là chỉ số thông minh nguyện ý cùng người thông minh nhiều lời hai câu không muốn cùng đồ ngốc lui tới cái này tiêu chuẩn đúng hay không trước không nói ít nhất không phải lấy cái gì gia thế tới phân chia ninh mẫu cách nói hạ hiểu lan cho rằng là đối ninh tuyết một loại làm thấp đi ninh mẫu không dao động ninh tuyết bị trong nhà bảo hộ quá hảo nhìn không ra tới người tâm cơ thâm trầm giống ngươi như vậy xuất thân không hảo muốn liều mạng hướng lên trên bò nữ hài nhi, gặp được đối với ngươi có trợ giúp người, mặc kệ nam nữ, đều muốn lợi dụng. Ngươi không đều dựa vào một trương xinh đẹp khuôn mặt, dựa thượng chu gia sao, hảo hảo đi đem chu gia người hống hảo, đừng tới treo chọc ninh tuyết, ninh tuyết trên người có cái gì nhưng đồ, hạ hiểu lan đều có chu gia đương chỗ dựa, ninh mẫu nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng hạ hiểu lan muốn nương ninh tuyết đương ván cầu, tiếp cận ninh tuyết gia gia. Hạ Hiểu Lan một cái kiến trúc chuyên nghiệp học sinh, hướng ninh ngạn phàm bên người thấu, quả thực quá sẽ tính kế, thành kiến đã gieo, Hạ Hiểu Lan cũng không tính toán tiếp tục cùng ninh mẫu cải cọ, người này rõ ràng chính là đứng ở quý nhã lập trường thượng, liền tính Hạ Hiểu Lan nói làm nước miếng, ninh mẫu cũng sẽ cho rằng nàng ở giảo biện, ninh lão tiên sinh có thể là xem ở chỗ nải nải tình cảm thượng, Hạ Hiểu Lan vẫn là có cảm ơn chi tâm nhưng nếu nói nàng nhất định phải ôm ninh ngạn phàm đùi mới có thể ở kiến trúc này hành đứng vững gót chân ninh mẫu lại có điểm quá chắc hẳn phải vậy xin lỗi về sau ta sẽ không quấy rầy trong phủ hạ hiểu lan tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lại bị người vào đầu đánh một bổng lễ vật là không có khả năng mang về nàng không tay tiêu tiêu sái sái rời đi ninh gia ninh tuyết mẹ nhìn trong phòng khách một đống đồ vật sắc mặt âm tình bất định nàng là tưởng đem mấy thứ này đều ném văng ra nhưng mà Hạ Hiểu Lan như vậy thâm tâm cơ, nói không chừng muốn hỏi Ninh Tuyết có hay không nhìn thấy đưa đồ vật, nàng đến lúc đó ở Ninh Tuyết trước mặt không hảo giải thích, đương mẹ nó, sao có thể không thấy nữ nhi suy nghĩ, Ninh Mẫu sợ Hạ Hiểu Lan cùng Ninh Tuyết đi thân cận quá, không chỉ có là sợ Hạ Hiểu Lan tính kế Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tâm tư, đương mụ mụ nhất biết, nếu là còn tưởng cùng quý gia nguyên hảo, đương nhiên không thể cùng Hạ Hiểu Lan nhiều lui tới, Ninh Mẫu nghĩ nghĩ, Cấp Quý Nhã gọi điện thoại, hiện tại các tiểu cô nương tâm nhãn là thật nhiều, người nói nhà nàng kia bối cảnh, có thể leo lên Chu gia, tâm cơ đến bao sâu. A à, Tuyết từ nhỏ liền đi theo nàng gia gia học kiến trúc, một lòng nhào vào này chuyên nghiệp thượng, nào biết đâu rằng nhân tâm hiểm ác, còn đem người đương bằng hữu đâu. Mấy ngày trước mặt trời mọc từ hướng tây, cuối tuần chủ động ước ta đi dạo phố, ta còn tưởng rằng nha đầu này đổi tính. Kết quả vừa đến địa phương, thiếu chút nữa không đem ta cấp tức chết nguyên lai like là Hạ Hiểu Lan trong nhà khai cửa hàng quần áo, trong tiệm còn có kiến trúc hệ mấy cái nữ học sinh, có thể đem nữ sinh viên lộng tới hộ cá thể trong tiệm hỗ trợ, ninh mẫu âm thầm kinh hải, Hạ Hiểu Lan thủ đoạn thật là quá cao. Bác diện linh lung cái này từ khen chê không đồng nhất, một cái nông thôn nha đầu có như vậy bản lĩnh, ninh mẫu đối hạ hiểu lan thực cảnh giác, nhưng ninh tuyết chủ động kêu nàng đi dạo phố, còn làm trò kiến trúc hệ mấy nữ sinh, Ninh Mẫu còn phải cười thanh khách từ trong tiệm mua vài món quần áo đi, nhắc tới tới thật là nôn muốn mệnh. Quý Nhã Thanh âm lười biếng, còn nói muốn cho ta về sau quỳ gối trường an trên đường hướng nàng xin lỗi, ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh, khai hai nhà cửa hàng quần áo, là có thể làm ta sợ hãi. Ninh Mẫu nhịn không được cười rộ lên, đây mới là khoác lác nói mạnh miệng, đụng vào trong tay của ngươi, cửa hàng quần áo là trang hoàng không tồi, giống tú thủy phố như vậy mặt tiền cửa hàng, Ninh Tuyết nói Tây đang còn có cái, liền tính là dựa chu gia thượng vị, có thể lăn lộn ra trường hợp như vậy cũng coi như có bản lĩnh, nhưng chu gia có thể ở quốc nội ép tới quý gia cúi đầu nhận thua, thật muốn vén tay áo lên đến sinh ý trong sân chém giết, Hạ Hiểu Lan về điểm này của cải, chỉ sợ còn chưa đủ xem đâu, quý nhã lúc trước ở nước ngoài chính là kiếm đô la, quý nhã tiền nếu không đủ, không còn có giấc giờ hỗ trợ sao, giấc giờ cũng là thâm tình, quý nhã không thể xuất ngoại, Giọt giờ nhìn dáng vẻ cũng có ở hoa quốc trường cư tính toán nghĩ đến hạ hiểu lan vừa rồi biểu hiện nên mẫu chọn không ra tật xấu lại cũng bởi vậy mà tức giận nàng cấp quý nhã đánh cái này điện thoại vốn dĩ cũng có chính mình tư tâm ngươi nếu là vẫn luôn không thể xuất ngoại có hay không nghĩ tới đem sự nghiệp dời về nước nội ngày đó ta còn xem tạp chí thượng nói cái gì hoa quốc thời trang nhãn hiệu hiện tại chính sách thật sự không giống nhau điện thoại kia đầu quý nhã thanh âm vốn là lười biếng nghe vậy có điểm tinh thần, người nói cái kia Luna, nó cũng xứng đại biểu hoa quốc thời thượng, một đám đồ nhà quê cũng chưa ra quá quốc, kiểu dáng toàn dựa sao, lung tung rối loạn khâu ở bên nhau, nếu không phải bị Hồng Kông nữ minh tinh ung minh minh ăn mặc thượng xuân vãn, Luna loại này định vị hoa quốc phục sức nhãn hiệu, quý nhã là sẽ không nhiều xem một cái, ninh tuyết mẹ nói lời nói, làm quý nhã có một tia tâm động. Nàng là bực thang hoành ân hạn chế nàng xuất ngoại, ngốc tại quốc nội mọi chuyện không hài lòng, nước ngoài sự nghiệp cũng tạm thời đình trệ, nhưng không đối phó được Thang Hoành Ân, Quý Nhã chỉ có thể xì hơi đến Hạ Hiểu Lan trên người, bởi vì có Chu Gia ở, Quý Nhã còn không thể bên ngoài thượng cùng Hạ Hiểu Lan không qua được, hiện tại hảo, Hạ Hiểu Lan tuyển nào biết không hảo, cố tình phải làm trang phục, chính như Ninh Tuyết mẹ nói như vậy, là đụng vào nàng trong tay. Hạ Hiểu Lan về nhà căn bản không đề Ninh Tuyết mẹ tìm biệt nữ sự, Lưu Phân hỏi, nàng liền nói đi lúc sau Ninh lão không ở nhà, nàng đem đồ vật buông liền đã trở lại, liền vu nải nải cũng chưa nhìn ra hạ hiểu lan khác thường, có thể thấy được hạ tổng tu thân dưỡng tính công phu đích xác có điều tiến bộ, buổi tối hạ hiểu lan cũng bị lưu phân kéo canh giữ ở tivi phía trước, liền chờ tiết mục bá ra. Hạ hiểu lan nghĩ thầm chính mình là 17 hào, đệ nhất kỳ khẳng định không nhiều ít màn ảnh, chính như hạ hiểu lan sở liệu, đệ nhất kỳ tiết mục. Là đối cả nước sinh viên tiếng Anh thi đua tường thuật tóm lược, từ trận chung kết thi viết bộ phận chụp khởi, thi viết bộ phận có 20 danh tuyển thủ trổ hết tài năng, theo thứ tự giới thiệu này 20 danh tuyển thủ cùng thi miệng giám khảo, này một kỳ tiết mục liền đột nhiên im bặt, chính là như vậy, Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy chính mình màn ảnh nhiều quá mức, Hạ Hiểu Lan phỏng chừng là đệ nhất danh ưu đãi cả nước người xem lại không biết thi đấu kết quả, for lao me người xem số đếm có bao nhiêu đại, xem trận chung kết tiết mục người xem liền có bao nhiêu ai kêu Hạ Hiểu Lan lớn lên đáng chú ý đâu, tuy rằng thi viết thành tích chỉ bài 17 vị, đã chịu chú ý lại so với những người khác càng nhiều. Catherine lão sư không khoa trương, Hạ Hiểu Lan thật là muốn vận đỏ, nàng này vừa lên TV, quan hệ thân cận chính là thế nàng cao hứng kiêu ngạo, có thù oán có oán, liền rất khó chịu, tỉ như quý nhã, nguyên bản còn ở lắc lư ý tưởng, lập tức đã đi xuống quyết tâm, giấc giờ, ta tưởng đem chính mình phòng làm việc dời hồi hoa quốc. 803, Bị hại vọng tưởng chứng, hai càng, tác giả, bảo trang thành, thân ái, người xác định muốn làm như vậy sao, dốc giờ là có ở Hoa Quốc trường kỳ dừng lại tính toán, nghe thấy Quý Nhã muốn đem phòng làm việc dời hồi, hắn vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, dốc giờ đối Hoa Quốc có thành kiến, cho rằng Hoa Quốc phong bế lạc hậu, nếu không phải vì âu yếm nữ nhân, hắn là không có khả năng trường cư Hoa Quốc, đáng giận Quý Nhã chồng trước không hề phong độ, hai người bởi vì hài tử sự không thể đồng ý hắn thế nhưng cấm quý nhã xuất ngoại, dốc giờ tưởng đem sự tình nháo đến đại sứ quán đi, lọc vào quý gia kịch liệt phản đối. Hiện tại quý nhã muốn đem phòng làm việc dời hồi hoa quốc, dốc giờ lòng có nghi ngờ, quý nhã ở nước Mỹ là độc lập trang phục thiết kế sư, có được chính mình phòng làm việc, ở nước Mỹ có chút danh tiếng, lúc ban đầu dốc giờ cùng quý nhã kết bạn, chính là trải qua bằng hữu giới thiệu, tìm quý nhã định chế quần áo. Nước Mỹ cùng Hoa Quốc cách hải tương vọng, quý nhã phòng làm việc tuy rằng có trợ thủ nàng ở hoa quốc vẫn cứ không có phương tiện viễn trình thao tác phòng làm việc hơn nữa quý nhã tinh thần trạng thái không tốt ở quốc nội đã lâu vô tân tác sự nghiệp đại đại đình trệ quý nhã biết dốc giờ suy nghĩ cái gì chỉ là nếm thử mà thôi nếu ta ở mấy năm nội đều không thể rời đi hoa quốc tổng phải cho chính mình tìm điểm sự làm không thân ái ta không phải phản đối ngươi ta thật cao hứng ngươi có thể tỉnh lại lên nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương ta rất vui lòng gây dựng sự nghiệp đều là phải bỏ tiền quý nhã phòng làm việc muốn ở hoa quốc khai không nói hoa quốc người có thể hay không tiêu phí quý nhã một người đơn đã độc đấu không có khả năng phòng làm việc yêu cầu nơi sân cần phải có người thế quý nhã liên hệ mở rộng thiết kế tác phẩm muốn biến thành y quý nhã yêu cầu một cái đoàn đội nàng vốn là có một cái đoàn đội đoàn viên tất cả đều là người mỹ dốc giờ cảm thấy lấy hoa quốc lạc hậu nếu không phải vì tình yêu có thể đem quý nhã đoàn đội hấp dẫn tới hoa quốc chỉ sợ chỉ có so ở nước mỹ bản thổ càng cao tiền lương quý nhã cũng tương đối bực bội nàng từ nhỏ học đồ vật tương đối tạp vừa đến nước mỹ khi nàng đương quá dương cầm lão sư đương quá tác phẩm nghệ thuật người đại diện sao lại lại đối trang phục thiết kế cảm thấy hứng thú chính mình đi trang phục thiết kế học viện tiến tu sau ở mổ nhậm bạn trai duy trì hạ tổ chức chính mình phòng làm việc từ sáng lập đến lợi nhuận liền dùng đã nhiều năm thời gian sau lại phòng làm việc kiếm tiền, quý nhã chính mình tiêu tiền so kiếm được nhiều, muốn không có bạn trai giúp đỡ, quý nhã khẳng định duy trì không được cao cấp sinh hoạt, nàng hiện tại muốn đem phòng làm việc dời đi về nước nội, chính mình tích tụ không đến 2 vạn đô la, quý nhã cũng không có khả năng từ nhỏ phòng làm việc làm lên, nàng muốn làm, tự nhiên là muốn đại trường hợp, được giấc giờ lời chắc chắn, quý nhã liền biết việc này có thể thành. Khó được quý nhã bỗng nhiên lương tâm phát hiện, nghĩ đến giấc giờ mỗi ngày ở kinh thành ngốc không có việc gì làm, còn nhắc nhở giấc giờ, giấc giờ, ngươi tưởng ở Hoa Quốc đầu tư sao, đầu tư phòng làm việc của ngươi, chúng ta cùng nhau làm chuyện này nghiệp, không, phòng làm việc ta có thể chính mình tới, ta nói thuộc về chính ngươi đầu tư. Hoa Quốc hiện tại cho phép ngoại thương đầu tư, ở đặc khu liền có thể, lục tục mở ra vài cái thành thị, giấc giờ nghĩ nghĩ, ta cùng đại sứ quán mấy cái bằng hữu nói qua, bọn họ nói hiện tại phát triển nhanh nhất chính là bằng thành đặc khu, nhưng hắn là nơi đó quan viên, ta đi bằng thành đầu tư, thích hợp sao, thang hoành ân ở quý nhã trong lòng, đã là máu lạnh vô tình chính khắc, bởi vì nàng mà giận chó đánh mèo giót giờ, thang hoành ân thật đúng là có thể làm ra tới, thấy quý nhã trầm mặt, giót giờ nhún vai, thân ái, ta cũng không sợ hãi ai, ái cùng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại, ta là sợ ngươi sẽ để ý. Nếu ngươi không ngại, ta thật đúng là rất muốn đi thử xem. Nghe nói ở đặc khu, chính phủ đối đầu tư ngoại thương thực ưu đãi, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể hay không mượn này ảnh hưởng đến hắn ý tưởng, có thể sử dụng đầu tư uy hiếp đến thang hoành ân. Giấc giờ gia sản có bao nhiêu quý nhã không biết, nàng ở nước ngoài kết giao quá bạn trai gia cảnh đều không kém, trải qua thang hoành ân, quý nhã sẽ không lại lựa chọn tiểu tử nghèo, nếu có thể xuất ngoại, đương nhiên tốt nhất. Giấc giờ ta cũng biết quốc nội hoàn cảnh cũng không thực thích hợp tổ chức phòng làm việc, ngươi còn nhớ rõ hoa thanh cái kia nữ học sinh sao, nàng ở làm trang phục sinh ý, ta tưởng ở chiếu cố chính mình sự nghiệp đồng thời, cho nàng một cái giáo huấn. quý nhã lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy phòng khách có động tĩnh. quý gia nguyên đứng ở trong phòng khách, trên tay bóng rổ rơi xuống đất, hôm nay là cuối tuần, nhưng hai mẹ con bởi vì năm trước sự có ngăn cách, quý gia nguyên cũng không phải mỗi cái cuối tuần đều về nhà. Quý nhã cũng không dự đoán được, ngươi đều nghe thấy được, Quý Giang Nguyên thật sự thực thất vọng, là nha, đều nghe được. Ngài muốn đem phòng làm việc dọn về quốc, ta thế ngài cảm thấy cao hưng, nhưng ngài mục đích là vì giáo huấn Hạ Hiểu Lan. Ta đối ngài thật sự thực thất vọng, Quý nhã vẫn luôn không hướng Hạ Hiểu Lan xin lỗi, mới có thang hoành ân cùng Quý gia mâu thuẫn bùng nổ, hiện tại là giả dối hòa bình kỳ, Quý Giang Nguyên quý trọng như vậy an bình chẳng sợ cái này làm cho hắn đánh mất một cái bằng hữu, hắn thật ngượng ngùng tái xuất hiện ở Hạ Hiểu Lan trước mặt, trong trường học ngẫu nhiên gặp phải, đều là hắn chủ động tránh đi. Quý Nhã cười lạnh, "Quý Giang Nguyên, ngươi có phải hay không đã quên chính mình họ gì, ngươi còn nhớ rõ Hạ Hiểu Lan lời nói hùng hồn đi. Tối hôm qua ta ở trên TV thấy nàng, ngươi không có thể tiến tiếng anh trận chung kết, nàng vào, nàng còn khai hai nhà cửa hàng quần áo. Hoa Thanh kiến trúc hệ học sinh em đẹp đi bán trang phục" ngươi dám nói này không đúng đối với ta có ý định ngắm bắn, quý gia nguyên hoàn toàn vô pháp cùng mẹ nó câu thông. Hạ Hiểu Lan trong nhà khai cửa hàng quần áo sự, hắn nghe Ninh Tuyết nói qua, Hạ Hiểu Lan tuyển cái này ngành sản xuất, là thi đậu đại học trước sự, quý gia nguyên nghe Hạ Hiểu Lan giảng quá nàng cùng thang hoành ân nhận thức trải qua, còn không phải là nam hạ nhập hàng trên đường, ở xe lửa thượng nhận thức sao, lúc ấy, Hạ Hiểu Lan nhận thức quý nhã là ai, liền tính là hiện tại, Hạ Hiểu Lan chỉ sợ cũng không biết mẹ nó ở nước ngoài làm công tác, nói gì ngắm bắn. Quý gia Nguyên cảm thấy, con mẹ nó bị hại vọng tưởng chứng càng thêm nghiêm trọng, ta không tán thành, nếu ngài kiên trì muốn làm như vậy, ta sẽ từ trong nhà dọn ra đi. Quý Nhã bị nhi tử ăn cây táo, rào cây sung cấp khí cười, ngươi dọn đi, ngươi hiện tại đã có thang hoành ân chống lưng, ngươi muốn dọn đi, nhớ rõ đêm mấy năm nay ta hoa ở trên người của ngươi tiền còn tới, có giấc giờ ở hai mẹ con thói quen dùng tiếng Anh câu thông, giấc giờ nghe không thích hợp, xem quý nhã tức giận đến ngực phập phòng, cũng lo lắng nàng cảm xúc kích động, ngươi hẳn là hướng mụ mụ ngươi xin lỗi, nàng một cái độc thân nữ tính muốn đưa ngươi đi tư lập cao trung, không phải một bút tiểu hoa tiêu, mà ngươi cha ruột vì ngươi trả giá quá cái gì. Ngươi không nên như vậy thương mụ mụ ngươi tâm, quý gia nguyên nhìn mắt mẹ nó. Ngài đem ta hoa rất tiền, liệt một cái giấy tờ đi, ta tốt nghiệp đại học sau sẽ còn cho ngài, dót giờ thúc thúc, ta mẹ về sau phiền toái ngươi chiếu cố, quý gia nguyên cái gì cũng chưa lấy, chỉ không lưng nhặt lên trên mặt đất bóng rổ, như vậy đi ra gia môn, bắt đầu còn bước chân trầm trọng, chậm rãi càng đi càng nhanh, hắn ôm bóng rổ, cơ hồ là đi nhanh chạy về trường học, từ đây không có hàng hiệu đồ thể dục, không có hoa không xong tiền tiêu vặt, còn muốn bối thượng mấy vạn đô la nợ nần. Nhưng hắn ít nhất còn có tự do, 804, mật báo, ba càng, tác giả, bảo trang thành. A Di, ta tìm một chút 307 hạ hiểu lan, quý gia nguyên ôm bóng rổ chờ ở ký túc xá nữ dưới lầu. Hắn vốn dĩ chính là hoa thanh 84 giới tân sinh trung đại hồng nhân, cùng hạ hiểu lan kiêu hận tình thù, vẫn luôn cũng ở trộm truyền lưu. Bởi vì quý nhã tới trường học đổ hạ hiểu lan sự, hạ hiểu lan cùng quý gia nguyên nháo đến là gặp mặt đều không chào hỏi, quý gia nguyên trước mắt cư nhiên lại tới tìm hạ hiểu lan, 307 phòng ngủ người đều có ý kiến. Tô tỉnh Nguyên Lai đối Quý Giang Nguyên rất có hảo cảm, hiện tại cái thứ nhất nhảy ra phản đối, Quý Giang Nguyên có ý tứ gì nha, ngại Hiểu Lan Nguyên Lai phiền toái không đủ nhiều đúng không, trải qua một học kỳ nỗ lực, Hạ Hiểu Lan thật vất vả xoay chuyển nàng lúc ban đầu cấp chung quanh người ấn tượng, học bổng lấy nhất đẳng, tối hôm qua TV thượng thả tiếng Anh thi đua tiết mục, hôm nay báo chí thượng còn giới thiệu cái này thi đấu, vốn dĩ chính là hoa thanh nhân vật phong vân, trước mắt chú ý độ càng cao, Quý Giang Nguyên lúc này tới tìm hạ hiểu lan vừa hiện thân không biết nhiều ít đôi mắt nhìn đâu khẳng định có người muốn đem năm trước lời đồn đãi nhảy ra tới hạ hiểu lan nghĩ nghĩ năm trước trận chung kết thời điểm quý gia nguyên nghe thấy đài truyền hình nhân viên công tác nói chuyện với nhau lo lắng bộ ra lời nói sau lập tức cho nàng báo động trước các bào đoạn giao cái này tình vẫn là đến lãnh ta đi xuống lầu nhìn xem hắn hẳn là có việc tô tỉnh khuyên không được nàng hừ một tiếng hạ hiểu lan niết mặt nàng được rồi biết ngươi là vì ta hảo, hắn nếu là bất an hảo tâm, ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hạ Hiểu Lan xuống lầu khi, phát hiện Quý Gia Nguyên ở chơi bóng rổ. Này nam sinh là thật sự soái khí, không nói so Chu Thành đi, ở Hoa Thanh thực xuất chúng, cùng Chu Thành không phải một cái phong cách. Quý Gia Nguyên trên cơ bản chính là nước Mỹ vườn trường kịch nam nhị giả thiết, gia thế hảo, lớn lên soái, ái vận động. Năm một đều là bắt đầu bị khi dễ, sau lại nhất định phải cuộc khởi bên cạnh nhân vật trong hiện thực nào có như vậy nhiều điểu tiên nghịch tập tiếu ngạo đến cuối cùng thường thường là quý giang nguyên như vậy nam nhị giả thiết bóng rổ ở hắn đầu ngón tay xoay tròn quý giang nguyên chơi khởi hoa thức bóng rổ động tác không biết nhiều ít nữ sinh tưởng thét chói tai quý giang nguyên ngươi tìm ta có việc quý giang nguyên thu hồi bóng rổ chỉ chỉ phía trước đình hóng gió có thể đi nơi đó nói không các ngươi ký túc xá hạ nhân người tới hướng khả năng không quá thích hợp ngươi còn biết không thích hợp nha hạ hiểu lan một câu phun tàu chưa nói xuất khẩu nàng cùng quý gia nguyên đi đến đình hóng gió quý gia nguyên cũng không úp úp mở mở ta mẹ chuẩn bị đem nước ngoài sự nghiệp dời hồi hoa quốc hạ hiểu lan một trán dấu chấm hỏi quý gia nguyên cười khổ sự nghiệp của nàng là trang phục thiết kế phòng làm việc nàng là độc lập trang phục thiết kế sư hạ hiểu lan nghe ra điểm hương vị bởi vì ta nguyên nhân quý gia nguyên gật đầu bởi vì ngươi khai cửa hàng quần áo nàng cảm thấy ngươi là cố ý khiêu khích nàng ok hạ hiểu lan đã hiểu quý nhã nữ sĩ như thế nào có thể cho phép bị khiêu khích dứt khoát đem chính mình phòng làm việc dời về nước nội chuẩn bị cùng hạ hiểu lan ở trang phục ngành sản xuất sống mái với nhau hạ hiểu lan kỳ thật muốn hỏi một câu quý nhã gần nhất có phải hay không lại không uống thuốc bị hại vọng tưởng chứng có điểm nghiêm trọng nghĩ nghĩ ngậm miệng không nói quý nhã thật nghĩ như vậy hạ hiểu lan cũng không có biện pháp nàng xác thật cùng quý nhã có thù oán quý nhã một khi đem phòng làm việc dời về nước nội chờ hạ hiểu lan đã biết cũng sẽ nắm lấy cơ hội hung hăng đã kích quý nhã đương nhiên không phải ở trang phục thiết kế thượng hạ hiểu lan một cái học kiến trúc cùng trang phục thiết kế sư so cái gì kính nhi nhưng độc lập trang phục thiết kế sư trừ bỏ tự tiêu khiển không chuẩn bị kiếm tiền tác phẩm cuối cùng vẫn cứ muốn chuyển hướng thương nghiệp hóa hạ hiểu lan không ở thiết kế lĩnh vực cùng quý nhã phân cao thấp quý nhã nếu là tìm phiền toái nàng sẽ đem quý nhã kéo dài tới kinh doanh lĩnh vực tới đánh giá quý gia nguyên ngươi đem chuyện này trước tiên nói cho ta ngươi như thế nào hướng trong nhà giao đãi hạ hiểu lan là thật không biết quý nhã là trang phục thiết kế sư tuy rằng quý nhã ăn mặc đều rất có hương vị khi nữ nhân điên lên hạ hiểu lan nơi nào lo lắng thưởng thức đối phương phẩm vị ta từ trong nhà dọn ra tới không cần hướng ai giao đãi hạ hiểu lan ta thực xin lỗi năm trước không có thể đứng ở ngươi bên kia nàng dù sao cũng là ta mẫu thân, hiện tại ta cũng không thể giúp ngươi đối phó nàng. Cứ như vậy, ngươi nói chúng ta còn khả năng làm bằng hữu sao, quý gia nguyên cư nhiên vẫn là cười nói, người này giống như có điểm không kiên nể gì, trước kia lộ tám viên nha tiêu chuẩn tươi cười không thấy, từ từ, ngươi từ trong nhà dọn ra tới, nên không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi, quý gia nguyên nhún vai, yes, ngươi không tưởng sai, từ hôm nay trở đi, ta muốn trước tiên độc lập nước ngoài chocolate là không có khả năng cho ngươi mang theo ta mẹ làm ta đem nàng hoa ở ta trên người tiền còn nàng ta chính mình đại khái tính ra một chút đại khái đến có vài vạn đô la từ hôm nay trở đi ta không phải nước mỹ trở về có tiền học sinh mà là một cái nợ ngập đầu người nghèo thiếu mấy vạn đô la còn có thể cười được thật là ngé con mới sinh không sợ cọp a à. ngẫm lại hoa tệ tốt đẹp nguyên đổi tỷ lệ quý gia nguyên đây là thiếu hạ mấy chục vạn hoa tệ món nợ khổng lồ đem Hạ Hiểu Lan hiện tại sở hữu của cải tiến đến cùng nhau, không nói cửa hàng vật liệu xây dựng cùng trang phục cửa hàng về sau có thể kiếm bao nhiêu tiền, hiện tại làm nàng đào mấy chục vạn tiền mặt ra tới đều không thể. 85 năm, tiền lương cùng trước 2 năm so trướng điểm, chủ yếu là vùng duyên hải lão bách tính thu vào đề cao không ít, làm hộ cá thể đều ở muộn thanh phát tài. Nhưng này cũng không phải nói hoa tệ bị giảm giá trị, giá hàng còn ổn, đại đoàn kết còn thực kinh hoa, trăm nguyên tiền lớn cũng chưa ra tới tiền vẫn là thực đáng giá tích, quý gia nguyên nếu là tốt nghiệp đại học sau lưu tại Hoa Quốc công tác, dựa chết tiền lương nói, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể kiếm được mấy vạn đô la, quý gia nguyên không giống nói giỡn, Hạ Hiểu Lan không cười nhạo hắn, mà là thực nghiêm túc hỏi hắn, giá trị sao, quý gia nguyên đem bóng rổ cao cao vứt khởi, nói câu bất hiếu nói, ta cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng, ta đây cũng nói câu làm ngươi thật mất mặt nói, ngươi nếu là không tìm mẹ ngươi lấy tiền, Ngươi có thể gánh nặng chính mình học phí cùng sinh hoạt phí sao? Quý Gia Nguyên cười to, Hạ Hiểu Lan, ngươi đây là xuất phát từ bằng hữu lập trường quan tâm ta. Hạ Hiểu Lan đưa hắn một cái xem thường xoay người liền đi. Quý Gia Nguyên có thể hay không đem cái này đại học kiên trì xuống dưới? Hạ Hiểu Lan không biết, nhưng Quý Gia Nguyên cùng Quý Nhã nháo mâu thuẫn, đối Thang Hoành Ân tới nói là cái cơ hội tốt. Hai cha con như vậy nhiều năm không gặp, có ngăn cách là tất nhiên hạ hiểu lan quyết định cấp thang thị trưởng một cái cống hiến tình thương của cha cơ hội nàng lập tức cấp thang hoành ân gọi điện thoại nhà của người khác phụ sự nàng không nghĩ quản đến thang hoành ân nơi này hạ hiểu lan cũng là thiếu đối phương thật dày nhân tình mặc kệ còn không được tổng không thể thật đem thân mụ đáp đi vào thang hoành ân nói hắn ngày gần đây sẽ vào kinh một chuyến hạ hiểu lan làm hắn nhớ rõ nhiều mang tiền ngài nếu là lại không tới ta sợ quý gia nguyên liền cơm đều ăn không nổi Ai nghe xong lời này, chỉ cần là thân sinh, liền không khả năng mặc kệ đi. Có thể hay không làm quý gia Nguyên Thiên Bình hoàn toàn đảo lại, liền xem thang hoành ân xuất kích tốc độ, đến nỗi quý nhã muốn ở Hoa Quốc làm phòng làm việc, Hạ Hiểu Lan cảm kích quý gia Nguyên báo tin, sinh ý trong sân đánh giá, nàng thật đúng là không sợ quý nhã. năm, nuôi nấng giấy tờ, bốn càng, tác giả, bảo trang thành, ninh tuyết mụ mụ nói, Hạ Hiểu Lan ai cũng không nói cho, liền cùng vu nải nải đề ra hạ, ninh lão dìu dắt, ta chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ, ngài cũng không cần cùng ninh lão đề chuyện này, miễn cho ninh lão gia nháo gia đình mâu thuẫn, vu nải nải giật mình, ninh lão đầu khác không được, ở kiến trúc thượng vẫn là có chút tài năng, so với hắn tư cách càng lão liền tính quốc nội có, nếu không liền đã chết, nếu không liền về hưu, bỏ lỡ hắn, ngươi nhưng tìm không thấy tốt như vậy lão sư, quả nhiên. Vu nải nải tưởng đem Hạ Hiểu Lan đưa cho Ninh Ngạn Phàm đương học sinh. Hạ Hiểu Lan tâm thực ấm, vu nải nải chính là miệng lợi hại, kỳ thật tâm địa mềm, vẫn luôn ở thế các nàng hai mẹ con suy xét, nói là muốn hỗ trợ tìm nhi tử, vu nải nải chính là ký hiệp nghị, nếu là tìm được người liền đem thương đô 27 quảng trường tiểu lâu đưa cho Hạ Hiểu Lan, này nếu là bút sinh ý, Hạ Hiểu Lan cũng sẽ không mệt, liền vị trí kia, hơn phân nửa chính là về sau thương đô Á Tế Á Bách Hóa thương trường vùng, 90 niên đại, trung nguyên khu vực nổi tiếng nhất thương trường khai trương khi chạy tới thiên an môn quảng trường dùng nữ tử đội danh dự đánh quảng cáo, hấp dẫn cả nước nhân dân ánh mắt, quốc gia cấp thần thánh trường hợp, phá lệ cho phép một chi dân gian đội danh dự bộc lộ quan điểm. Có người nói này đại biểu này hoa quốc thương nghiệp một cái tân thời đại đã đến, Hạ Hiểu Lan không phải thương đô người, đối á tế á thương trường không có đặc thù tình kết, nàng liền biết á tế á sinh ý đặc biệt hảo, 27 quảng trường 45 hào tiểu lâu, Hạ Hiểu Lan liền tính tương lai không chính mình khai phá đất cũng thực quản tiền. Hạ Hiểu Lan trong lòng minh bạch tiểu lâu giá trị bao nhiêu tiền, cho dù là thương nghiệp mua bán đâu, nàng cũng rất có khế ước tinh thần, nhất định sẽ dụng tâm thế vô nải nải tìm nhi tử. Vô nải nải bổn không cần làm này đó, Hạ Hiểu Lan cười cười, hoa quốc tìm không thấy, ta đây liền ra ngoại quốc tìm, chỉ cần muốn học, ngài còn lo lắng không ai giáo a. À. Vô nải nải không nói chuyện, lão thái thái là cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng Ninh Tuyết mẹ đều nói cái loại này lời nói, làm hạ hiểu lan da mặt dày tới cửa hiển nhiên không quá khả năng, thay đổi vu nải nải cũng nhẫn không dưới kia khẩu khí, thế nào cũng phải đương trường cùng ninh tuyết mẹ xảo lên. Hạ hiểu lan không chỉ có là đầu óc thông minh, tuổi còn trẻ thật có thể nhẫn, không đem đồ vật quan ngã ninh tuyết mụ mụ trên mặt, vu nải nải cười lạnh, nàng đều là nửa cái chân rảo bước tiến lên quan tài người, sống mấy chục năm, hưởng qua phú quý, tao quá khó, đếm biến nhân sinh chua ngọt đắng cay. Ninh tuyết mẹ cũng là sống có điểm phiêu, lúc này mới đến chỗ nào đâu năm đó nàng cũng không ngại ninh ngạn phàm cùng quý hoài tân những người này nghèo hạ hiểu lan muốn cùng ninh tuyết giao bằng hữu còn bị người ghét bỏ môn không đăng hộ không đối vu nải nải bực thực chính là nàng duyên cớ hạ hiểu lan mới đưa tới cửa bị người vã mặt không đi liền không đi ta cùng ninh lão đầu nói một tiếng ngươi không cần đi theo hắn học hạ hiểu lan nghĩ nghĩ chuyện này cùng ninh lão không quan hệ ngài ngàn vạn cấp ninh lão lưu mặt mũi liền nói ta chính mình tinh lực vô dụng, Ninh Tuyết cho nàng cái thứ hai tác nghiệp, là họa cung vương phủ kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, Hạ Hiểu Lan quyết định tác nghiệp làm theo, làm xong cấp Ninh Tuyết xem, về sau liền không tiếp tân tác nghiệp, đương nhiên, nàng chính mình trong lén lúc còn sẽ tiếp tục nỗ lực, lại muốn học tương quan đồ vật, chỉ có thể miệng ngọt bước chân cần, tin tưởng kiến trúc hệ chuyên nghiệp các lão sư vẫn là nguyện ý chỉ điểm nàng. Ninh gia, Ninh Ngạn phàm treo điện thoại, tinh lực vô dụng. Ninh Ngạn Phàm thực hiểu biết vu nải nải, cũng gặp qua Hạ Hiểu Lan hai lần, đại quan viên Hạ Hiểu Lan chạy tới chạy lui, cũng không hô qua mệt. Thông minh đầu dưa, đều biết hắn đây là muốn khảo sát học sinh, Hạ Hiểu Lan lúc này nói tinh lực vô dụng, đây là không muốn đi theo hắn học, vạn sự đều có nguyên nhân, Ninh Ngạn Phàm nghĩ nghĩ đem trong nhà bảo mẫu gọi tới, Hạ Hiểu Lan mang đồ tới ngày đó, là ai tiếp lễ, là chân đại tỷ, bảo mẫu đều mới hơn 30 tuổi, lại không phải xã hội phong kiến ninh nhạn phàm không được trong nhà kêu lão gia thái thái kia một bộ bảo mẫu đã kêu ninh tuyết mụ mụ là chân đại tỷ liền nàng một người là nha chân đại tỷ còn nói làm hạ đồng học lưu lại ăn cơm ta liền đi phòng bếp chuẩn bị chân đại tỷ bồi hạ đồng học nói chuyện sau lại ta đem cơm làm tốt hạ đồng học đã đi rồi bảo mẫu không biết chuyện gì xảy ra nàng không có thêm mắm thêm muối bịa đặt chính là đem tình hình thực tế nói bảo mẫu là thực thích ninh tuyết Ninh lão gia tử thân thể khỏe mạnh cũng không khó hầu hạ, nhưng Ninh Tuyết mụ mụ, là cái quan phu nhân, bảo mẫu cảm thấy rất khó hầu hạ, nói chuyện sao thanh âm không lớn, cũng không mắng chửi người, chính là đặc biệt bắt bẻ, kéo cái mà đều hận không thể làm bảo mẫu quỳ xuống tới một chút môi sạch sẽ khe đất, Ninh ngạn phàm tức khắc trong lòng hiểu rõ, con dâu chân văn tú là người nào, Ninh ngạn phàm chính là bởi vì rõ ràng, ngày thường mới làm Ninh Tuyết ở tại phòng làm việc bên này miễn cho chân văn tú tìm di mặt hóa, ảnh hưởng đến ninh tuyết tính tình. Ninh ngạn phàm là tưởng còn vu nải nải nhân tình, còn tưởng cấp ninh tuyết tìm cái bằng hữu. Người trẻ tuổi sao có thể không giao bằng hữu, bất quá bị chân văn tú cấp phá hủy. Ninh ngạn phàm thở dài, việc này hắn còn không thể cùng A Tuyết nói. Chân Văn Tú đã cảm thấy hai mẹ con có ngăn cách, A Tuyết là trong mắt xoa không dưới hạt cát, hắn này vừa nói, chính là phá hư hai mẹ con cảm tình, chờ Ninh Tuyết từ bên ngoài trở về, Ninh Nhạn Phàm liền nói về sau không cần tiếp tục giáo hạ Hiểu Lan, Ninh Tuyết không truy vấn, nàng từ trước đến nay là đối những việc này thờ ơ, nhưng Ninh ngạn Phàm cảm thấy, nàng kỳ thật là minh bạch, chính là lười đến quản, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi, A à, Tuyết đối hạ Hiểu Lan, thật sự không điểm bằng hữu tình, Ninh Tuyết không truy vấn hạ Hiểu Lan sự, ngược lại nói đến Quý Gia Nguyên, Gia Gia, Quý Gia Nguyên cùng mẹ nó nháo phiên, Quý A Di hôm nay đem ta kêu đi ra ngoài, cho ta một trương giấy tờ làm ta giao cho quý Giang Nguyên, Ninh Tuyết đem trong tay đồ vật cấp Ninh Ngạn Phàm xem, vài trang giấy, rõ ràng bày ra quý Giang Nguyên tới rồi nước Mỹ sau tiêu phí, quý Giang Nguyên 7 tuổi xuất ngoại, 19 tuổi về nước, ở nước Mỹ sinh sống 12 năm, tiêu phí quý nhã 6.9 vạn đô la, này thật là hoang đường, này 6.9 vạn đô la như thế nào thấu ra tới đâu, quý Giang Nguyên mỗi ngày sửa bò tiền đều tính ở bên trong. Ninh Ngạn Phàm không phải quý gia nguyên thân gia gia, liền lấy một cái trưởng bối thân phận, đều tức giận đến chục cái bàn. Ninh Tuyết không biết Quý Gia Nguyên cùng Quý Nhã là như thế nào nháo phiên, Quý A Di nói, xuất ngoại 12 năm, hoa nàng 7 vạn đô la, mỗi năm không sai biệt lắm chính là 6.000 đô la, liền không thu Quý Gia Nguyên lợi tức, chờ Quý Gia Nguyên tốt nghiệp đại học, không chỉ có muốn còn này số tiền, còn muốn cho Quý Gia Nguyên mỗi năm chi trả 6.000 đô la phụng dưỡng phí, đây là bức Quý Gia Nguyên trở về cuối đầu đi. Ninh Tuyết nhìn một trường xuyến danh sách, kinh ngạc cảm thán Quý Nhã trí nhớ, cũng cảm giác được quý nhã đáng sợ khống chế dục thật sự tất thân nhi tử liệt nuôi nấng giấy tờ bị sinh hạ tới cũng không phải quý gia nguyên chính mình lựa chọn nhân loại trẻ con cùng mặt khác động vật có vú không giống nhau từ trẻ con đến có thể ở trong xã hội mưu sinh ít nhất cũng muốn mười mấy năm thời gian ninh tuyết nghe nói nước ngoài xã hội không khí là làm hài tử độc lập thật nhiều người vào đại học đều dựa vào cho vay nhưng vào đại học trước không nghe nói qua nào đội cha mẹ không dưỡng hài tử giấy tờ thượng viết đưa 10 tuổi quý gia nguyên đi câu lạc bộ học đấu kiếm, một năm học phí 2.500 đô la, 10 tuổi quý gia nguyên phải biết rằng hoa nhiều như vậy tiền, còn dám đi học sao, 806, thỉnh ngươi đương cá nhân chứng, một càng, tác giả, bảo trang thành, quý nhã nuôi nấn giấy tờ, đem ninh ngạn phàm gia tôn hai đều cấp chấn trụ, 85 niên hoa người trong nước đều tiền lương mới bao nhiêu tiền đâu, Quý Gia Nguyên ở 10 năm trước là có thể học 2.500 đô la một năm đấu kiếm khóa nói quý nhã đối quý gia nguyên không coi trọng cũng nói không nên lời, quý gia nguyên 10 tuổi thời điểm, hai mẹ con mới vừa đi nước Mỹ 2-3 năm, quý gia là cho quý nhã một ít tiền, 2.500 đô la một năm đấu kiếm khóa, đã vượt qua toàn bộ quý gia thu vào trình độ, từ phương diện này nói, quý nhã đối quý gia nguyên giáo dục đầu tư thực khẳng khái, nàng là ấn nước Mỹ tinh anh giai tầng trình độ ở dưỡng nhi tử, sớm mấy năm, quý nhã ở nước Mỹ là không có bất động sản nàng mang theo quý gian nguyên thuê nhà trụ hiện tại liền tiền thuê nhà một bộ phận đều tương đương ở nuôi nấn giấy tờ ninh ngạn phàm mắng to hoang đường hài tử sinh hạ tới chính là muốn dưỡng gia đình thu vào trình độ quyết định đối hài tử bồi dưỡng lực độ nghèo có nghèo dưỡng phát giàu có phú dưỡng phát xuất ngoại lại không phải quý gian nguyên nguyện ý lại liền tiền thuê nhà đều phải tính toán gian nguyên tương lai nếu là lưu tại quốc nội một năm đều kiếm không đến sáu nghìn hoa tệ tiền lương huống chi là đô la nàng đây là biến tướng bức quý gia nguyên hồi nước Mỹ vào nghề, quý gia nguyên chính mình phải về nước Mỹ, thang hoành ân bên kia tự nhiên cũng phóng nàng xuất ngoại, tưởng đảo thực hảo, ninh ngạn phàm lắc đầu, vốn là một kiện không lớn sự, thang hoành ân cái loại này nhân cách cục đại, đương không thành phu thê vẫn là hài tử cha mẹ, hai người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện quý gia nguyên tương lai, trước kia những cái đó sự đừng động ai đúng ai sai đều đi qua, quý nhã nhân hảo, một bước cũng không nhường làm cho tới hôm nay loại tình trạng này ninh tuyết nhíu mày khó hiểu đọc cái gì chuyên nghiệp về sau làm cái gì công tác mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình một cái công tác được không không nhất định một hai phải cùng thu vào móc nối nhưng ở quốc nội một năm sáu nghìn đô la thu vào công tác hiện tại thật là không có trừ phi là đầu tư bên ngoài xưởng phái đến hoa quốc nhân viên tạm thời lấy tiền lương cùng nước ngoài tiêu chuẩn giống nhau quý gia nguyên nói muốn từ trong nhà dọn ra đi hắn về sau đang ở nơi nào Ninh Tuyết nói, làm Ninh Ngạn Phàm khó hiểu, hắn vì cái gì muốn dọn ra đi, hiện tại bọn họ hai mẹ con trụ phòng ở, là quý gia nguyên ông ngoại, hắn ông ngoại đi phía trước, chính là lập hảo di chúc, nói phòng ở cấp quý gia nguyên, này phòng ở không phải quốc gia phân phối, là quý hoài tân trước giải phóng mua, có đoạn thời gian thu về quốc hữu, trước hai năm lại trả lại cho quý hoài tân, quý hoài tân đau lòng quý nhã mẫu tử. Cho rằng quý nhã năm đó ly hôn cũng có thế quý gia suy xét nguyên nhân, đối quý gia nguyên cảm thấy ấy nấy, đại nhân sự liên lụy hài tử, liền phải phòng ở để lại cho quý gia nguyên, cho nên, hai mẹ con nháo phiên, muốn nói dọn đi, cũng là quý nhã dọn mới đúng, ninh ngạn phàm nghi vấn, ninh tuyết càng không hiểu, nàng cũng không biết quý gia nguyên cùng quý nhã là vì cái gì nháo thành như vậy, gia gia, cái này giấy tờ ta phải cho quý gia nguyên sao, ninh tuyết đối thật nhiều sự đều không để bụng người. Đều cảm thấy đêm này nuôi nấng giấy tờ cấp quý gia nguyên quá tàn nhẫn, Ninh Ngạn Phàm nghĩ nghĩ, vì cái gì không cho. Làm quý gia nguyên chính mình cũng có thể nghĩ kỹ, đều 20 tuổi người, có thể vì chính mình nhân sinh làm chủ, đương nhiên, có phải hay không thật sự muốn còn 6.9 vạn đô la cùng tốt nghiệp đại học sau chi trả mỗi năm 6.000 đô la phụng dưỡng phí, Ninh Ngạn Phàm cho rằng chính mình có thể tìm quý lâm nói chuyện, quý nhã nếu là không nghe quý lâm nói, nên có cốt khí học quý gia nguyên, hoàn toàn thoát ly quý gia về sau đều không cần dùng quý gia tài nguyên. Thang Hoành Ân là thứ tư đến, hắn tới có điểm không khéo, Lưu Phân vừa vặn đi Dương Thành lấy hóa, hai người một cái phi cơ tới, một cái xe lửa đi, hiển nhiên liền bỏ lỡ gặp mặt. Ninh Tuyết vừa vặn đem nuôi nấng giấy tờ cấp quý gia nguyên, giấy tờ đều còn không có sủi ấm áp, hắn cha ruột liền tới đưa quan tâm. Quý gia nguyên lúc này kỳ thật ai đều không nghĩ thấy, bao gồm ngày hôm qua hắn cửu cửu quý lâm đã tới, quý gia nguyên đều cự tuyệt gặp mặt. Thang Hoành Ân nhanh như vậy từ Dương Thành tới rồi, khẳng định là Hạ Hiểu Lan truyền tin tức, Quý gia Nguyên liền đi tìm Hạ Hiểu Lan, đây là nhà của chúng ta Việt Tư, ngươi như vậy thông minh, còn dám trộn lẫn tiếng vào. Khi vừa lúc, ngươi coi như cái nhân chứng, chứng kiến cái gì, Hạ Hiểu Lan bị Quý gia Nguyên kêu đi tiệm cơm nhỏ, Quý Lâm cùng Thang Hoành Ân đều tới, này hai người, một cái là bằng thành thị trưởng, một cái là bộ ngoại giao, hai cái cùng nhau ngồi ở dầu mỡ bàn nhỏ thượng thật sự rất không khỏe. Hạ Hiểu Lan cảm thấy tiểu tiệm cơm lão bản vừa rồi biểu tình đều không đúng, cấp này trong phòng tặng nước trà, cũng không dám xuất hiện. Nhất xấu hổ người đương nhiên là nàng, Quý Lâm xem nàng biểu tình cũng không đúng. Nhưng Quý Lâm chủ yếu mục tiêu là Quý Giang Nguyên, nhìn thoáng qua thang hoành ân, Quý Lâm không khách khí, Giang Nguyên, ta nghe dốc giờ nói, ngươi cùng mẹ ngươi đại xảo một trận, nàng không thể sinh khí ngươi không biết sao. Nếu có ai ở sau lưng suối dục ngươi làm loại sự tình này, người nọ thật là dụng tâm hiểm ác, ngươi cũng làm cửu cửu thực thất vọng, lời này rõ ràng chính là đang nói thang hoành ân, khó được than hoành ân hàm dưỡng hảo, không cùng quý lâm so đo, trên thực tế, không ai ở sau lưng suối dục quý gia nguyên, phía trước động lại mâu thuẫn bạo phát mà thôi, quý lâm hiển nhiên không tin, than hoành ân lười đến giải thích, cái này nồi hắn bối liền bối, hà tất phải hướng quý lâm giải thích, quý gia nguyên đem ninh tuyết cấp, nuôi nấng giấy tờ, bãi ở trên bàn, Quý Lâm đã từ ninh ngạn phàm trong miệng nghe nói qua, nhìn cũng mặt già đỏ lên, đây là ở nỗi nóng, cửu cửu, không có quan hệ, ta cũng không sinh khí. Dưỡng ta lớn như vậy, xài bao nhiêu tiền, là ta chính mình làm ta mẹ liệt một cái giấy tờ ra tới, giấy tờ liệt ra tới, trực tiếp cho ta là được, ta không biết vì cái gì muốn từ ninh gia quá một đạo tay, nhà của chúng ta sự, đi phiền toái ninh gia gia không tốt lắm, cửu cửu ngài cảm thấy đâu, quý gia nguyên cảm xúc tương đối ổn định nói chuyện cũng ôn tồn. Quý Lâm nói không ra lời, Quý Nhã cách làm hắn hiểu, bừa bãi tùy hứng, phải cho chung quanh người nhìn xem nàng dưỡng nhi tử xài bao nhiêu tiền, kết quả nhi tử không nghe lời, khẳng định liền không phải nàng sai rồi. Quý Lâm ý tưởng là việc xấu trong nhà không ngoài dương, hai mẹ con mâu thuẫn hà tất nháo đến mọi người đều biết, người trong nhà trong lén lúc giải quyết là được, Quý Nhã đều làm ninh gia người đã biết, Quý Gia Nguyên đem Hạ Hiểu Lan mang đến, Quý Lâm mới nhịn xuống không lên tiếng, Gia Nguyên, Mẹ ngươi đây là ở nỗi nóng, cái này cái gì nuôi nấn giấy tờ khẳng định không tính toán gì hết. Quý gia nguyên lắc đầu, cửu cửu, ta hôm nay kêu các ngươi ra tới, không phải tưởng quỵt nợ, này giấy tờ thượng sở hữu tiêu phí ta đều thừa nhận. Ta mẹ làm ta tốt nghiệp đại học liền phải còn thượng này 6.9 vạn đô la nuôi nấn phí, cùng bắt đầu chi trả nàng mỗi năm 6.000 đô la phụng dưỡng phí, về cơ bản ta là đồng ý, có dị nghị chính là còn khoảng thời gian thượng, ta muốn tốt nghiệp còn có 4 năm, hy vọng nàng có thể nhiều cho ta một năm giảm sốc thời gian, làm ta từ 1990 năm bắt đầu còn khoản cùng chi trả phụng dưỡng phí, quý gia nguyên niệm quản lý hệ, cũng là năm năm chế khoa chính quy, chính là nói từ tốt nghiệp đến còn khoản, hắn chỉ cho chính mình để lại một năm thời gian kiếm tiền, chẳng sợ tính vào đại học cuối cùng một năm thực tập kỳ, cũng chỉ có hai năm thời gian, muốn kiếm được 7.5 vạn đô la, Hạ Hiểu Lan cảm thấy, quý gia nguyên này đập nồi dìm thuyền. Cũng thật là có dũng khí. Quý Lâm nghe được sững sờ, không cùng Quý Gia Nguyên cãi cọ, lại khẩu súng đầu thay đổi tới rồi than hoành ân trên người, than thị trưởng, ngươi cấp Gia Nguyên hứa hẹn cái gì ta mặc kệ, ta không thể trơ mắt nhìn hắn trái pháp luật, liền tính là sinh viên, cũng không có khả năng tốt nghiệp một năm liền kiếm được như vậy nhiều tiền, 807, kiểu Tây độc lập, hai càng, tác giả, bảo trang thành. Thang Hoành Ân nguyên bản đối quý nhã ý kiến rất lớn, nhìn này nuôi nấng giấy tờ, Thang Hoành Ân bất mãn ngược lại biến mất hơn phân nửa. Quý Nhã cố chấp, khống chế dục cường, tự cho là đúng này đó tật xấu đều là thật sự, nhưng nàng đem Quý Gia Nguyên mang xuất ngoại, cũng đích xác không có bạc đãi đứa nhỏ này, tiền khả năng thuyết minh không được toàn bộ, ít nhất có thể cho thấy Quý Nhã ở Quý Gia Nguyên trên người đầu nhập, Quý Gia Nguyên không chỉ có học đấu kiếm, còn gia nhập câu lạc bộ bắn súng, tự hồ còn thượng quá một năm thuật cưỡi ngựa khóa, này đó giáo dục đầu tư. Ở 10 năm trước Hoa Quốc, cơ hồ không ai có thể làm được. Khi đó, Thang Hoành Ân mới từ chuồng bò ra tới, công tác là khôi phục, tiền lương đại khái cũng liền đủ người một nhà lấp đầy bụng. Quý Giang Nguyên lưu tại hắn bên người, là quá không thượng loại này sinh hoạt. Đối Quý Nhã ý kiến mới vừa biến mất, Quý Lâm lại đem Thang Hoành Ân thần kinh cấp bác khẩn. Quý Lâm đồng chí, nói chuyện không thể toàn bằng phỏng đoán, phải có chứng cứ rõ ràng. Giang Nguyên xúc động dưới liền phải cùng mẹ nó thoát ly quan hệ ta cũng không phải thực tán thành nhưng ta sẽ tôn trọng hắn lựa chọn dùng tiền tới bức hài tử nghe lời cha mẹ cũng không thiếu quý nhã một người gia nguyên đồng ý hoàn lại cái này giấy tờ ta thấy hắn lo lắng sốt ruột đồng dạng cũng cảm thấy hắn có đảm đương đến nỗi hắn muốn như thế nào còn này tiền ta sẽ cùng gia nguyên cùng nhau thảo luận thương lượng trái pháp luật ngươi suy nghĩ nhiều ta nhi tử nếu là trái pháp luật ta sẽ tự mình đem hắn đưa đến cục công an liền tính là thân cửu cửu này nói chuyện cũng quá không chú ý, quý gia nguyên chuyện này làm không được đầy đủ đối, cho dù là thang hoành ân, cũng không nghĩ tới làm quý gia nguyên cùng quý nhã hoàn toàn thoát ly quan hệ, sự tình nguyên nhân thang hoành ân còn không có làm rõ ràng, hắn mới không phát biểu ý kiến, quý lâm một trương miệng, liền nói thang hoành ân cấp quý gia nguyên hứa hẹn cái gì. Rất có Thang Hoành Ân muốn lợi dụng chức vụ tiện lợi giúp Quý Gia Nguyên còn mấy vạn đô la ý tứ, Thang Hoành Ân là thật không thể nhẫn, Thang Thị Trưởng, nếu không phải ngươi ở sau lưng mê hoặc gia nguyên sẽ đột nhiên có loại này ý niệm hắn là cái nhiều hiếu thuận hài tử ta sao ngươi rõ ràng mấy năm nay hắn chính là chúng ta quý gia ở chiếu cố quý lâm một bên nói một bên xem hạ hiểu lan ý tứ là than hoành ân liền dùng hạ hiểu lan tới châm ngòi mẫu tử quan hệ hạ hiểu lan cũng không biết như thế nào cùng quý lâm loại người này giao lưu nói hắn không lợi hại đi nhân gia thư hương dòng giỏi người trong nhà mỗi người đều có thể diện công tác Quý Lâm còn sẽ nói ngoại ngữ, tại ngoại giao bộ công tác, 85 năm người như vậy lợi hại hay không? Ở Hạ Hiểu Lan tới xem, cũng là tuyệt đối nhân sinh người thắng. Nhân sinh người thắng cũng không đại biểu có thể thông thuận câu thông, dù sao Hạ Hiểu Lan cùng Quý Lâm câu thông không được, có thể là hai người lập trường bất đồng, ý tưởng liền hoàn toàn bất đồng. Quý Giang Nguyên không chờ Hạ Hiểu Lan nói chuyện, đoạt lấy câu chuyện, cửu cửu, ở nước Mỹ, hài tử đầy 18 tuổi là có thể chính mình độc lập, bọn họ có thể dựa cho vay vào đại học, Hoa Quốc không có đại học cho vay, học phí cùng sinh hoạt phí lại rất thấp, chút tiền ấy ta có thể chính mình kiếm được. Không có người ở sau lưng mê hoặc ta, ta cùng ta mẹ đối rất nhiều sự cái nhìn không giống nhau, ở cùng một chỗ chúng ta sẽ sinh ra xung đột, cửu cửu, ta còn là ngài cháu ngoại, hy vọng ngài có thể lý giải ta một lần, đại xảo đại nháo, thường thường là hư trương thanh thế, ngữ khí bình đạm, mới là thật sự hạ quyết tâm. Quý Lâm cũng thật là tự tin không đủ, một cái là thang hoành ân ngồi ở bên cạnh, phía trước liền cấp quý gia mang đến rất lớn áp lực, một cái khác là quý nhã này đương mẹ nó không đáng tin cậy, Ninh Ngạn Phàm cấp Quý Lâm gọi điện thoại, cũng là nói quý nhã hồ nháo, tính, quá một đoạn thời gian chờ hai mẹ con bình tĩnh lại lại nói, Quý Lâm đem nuôi nấng giấy tờ lấy lại đây, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, đem tiền thuê nhà hạng nhất hoa rớt, mẹ ngươi mới vừa đi nước Mỹ khi, là trong nhà cấp tiền, cái này tiền thuê nhà ngươi không cần ra. Ngươi dị nghị, cửu cửu làm chủ đáp ứng rồi, quý lâm ở giấy tờ sau ký tên của mình, quý gia nguyên dừng một chút, cũng ký tên viết xuống này. hoa rớt tiền thuê nhà, hắn cũng liền ít đi ra 3.000 đô la mà thôi, cùng giấy tờ tổng ngạch so sánh với không đủ xem, quý lâm liền một mụn đồ ăn cũng chưa ăn, bản thân đi trước, quý gia nguyên đem ký tên giấy tờ thu hồi tới. Hạ Hiểu Lan nhìn trên bàn không nhúc nhích chiếc đũa đồ ăn, quý gia nguyên từ giờ trở đi ngươi liền chính thức bối mấy vạn đô la nợ nần, điểm đồ ăn không ăn quá lãng phí, Hạ Hiểu Lan xem hắn ánh mắt tràn ngập đồng tình. Quý gia nguyên cũng không biết nên khóc vẫn là cười, Hạ Hiểu Lan, nếu ngươi muốn an ủi ta, có thể hay không dùng điểm tâm, nói giống như hắn về sau đều ăn không nổi cổng trường tiệm cơm nhỏ giống nhau. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Hiểu Lan nói cũng không tính sai, còn thừa 5 năm thời gian, hắn ít nhất muốn kiếm 7 vạn đô la, nói vậy trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, hắn quá đến chính là nghèo khó học sinh sinh hoạt. Trường học nghèo khó học sinh gì dạng, quý gia nguyên cũng gặp qua, vĩnh viễn chỉ ăn căng tinh, ăn cơm đánh thức ăn chay, uống miễn phí canh xứng màng thầu ăn, làm cho bọn họ đánh cái thịt đồ ăn đều không thể, đừng nói đi tiệm ăn, quý gia nguyên nghĩ vậy chút, cầm lấy chiếc đũa cũng không khách khí, dưới loại tình huống này. Ba người còn có thể hợp lực đem đồ ăn trở thành hư không? lão bản còn tưởng rằng trong phòng muốn đánh lên tới đâu, kết quả mâm toàn bộ đều ăn không, tính tiền là thang hoành ân cấp tiền, quý gia nguyên không giả mù sa mưa nói không cần, thang hoành ân ý bảo hai cha con đi trong trường học đi một vòng, gia nguyên, hai ta tâm sự, giống như cũng không có gì hảo liêu, ta cùng ta mẹ thoát ly quan hệ, cũng không phải ngươi nguyên nhân, hạ hiểu lan ở bên cạnh nghe đều xấu hổ, quý gia nguyên ý tứ là, thoát ly cố chấp còn khống chế dục cường thân mụ cũng sẽ không đến cậy nhờ Thang Hoành Ân cái này cha ruột ôm ấp. Thang Hoành Ân từ Dương Thành ngồi máy bay lại đây, liền nghe được Quý Giang Nguyên nói lời này, hắn cũng không sinh khí. Quý Giang Nguyên không muốn nói, Thang Hoành Ân lấy ra tới một cái phong thư, ta lấy điểm tiền lương, tiền không nhiều lắm, ngươi trước cầm dùng, xem như ta mượn ngươi, sổ tiết kiệm là ngươi tên, mật mã là ngươi sinh nhật, sổ tiết kiệm thượng là 2.000 đồng tiền. Thang Hoành Ân một tháng tiền lương 300 nhiều điểm, này đã là hắn hơn nửa năm tiền lương, cùng quý nhã vật chất điều kiện so không được, là than hoành ân chính mình tâm ý, quý gia nguyên lại không tiếp này tiền, vừa mới nói xong muốn độc lập, chẳng lẽ độc lập chính là từ dùng thân mụ tiền, biến thành đậu phộng phụ tiền, ngài tâm ý lãnh, này tiền ta không thể muốn. Cảm ơn tới xem ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, quý gia nguyên nói tiêu sái, cách làm cũng thật là tiêu sái, đếm xuống hạ hiểu lan cùng thang hoành ân đi rồi bốn đầu tháng kinh thành xuân phong thoải mái, Hạ Hiểu Lan cảm thấy, quý gia nguyên tiêu sái giống muốn thuận gió mà bay, than thúc thúc, hắn ở nước Mỹ lớn lên, ý tưởng thực kiểu Tây, ta xem hắn là thật sự cho rằng chính mình tới rồi độc lập tuổi tác, không nghĩ muốn con mẹ nó tiền, cũng sẽ không muốn ngài tiền, hoặc nhìn, quý gia nguyên là thật sự quyết định, cai sữa, không chỉ có là kinh tế thượng, còn có tinh thần thượng độc lập, than hoành ân nhéo sổ tiết kiệm, ta không có không cao hứng. Hắn còn rất cao hứng. Quý gia nguyên làm như vậy, mới như là hắn than hoành ân loại, họ gì không quan trọng, bị ai nuôi lớn cũng không quan hệ, quý gia nguyên dám bước ra này một bước, than hoành ân thế hắn kiêu ngạo, 5 năm kiếm 7 vạn đô la, còn có về sau mỗi năm đều không thua kém 6.000 đô la thu vào, người nói hắn muốn như thế nào mới có thể làm được, Hạ Hiểu Lan cảm thấy, than hoành ân vấn đề này, có điểm siêu cương A, dựa theo chợ đen tỷ suất hối đoái, 7 vạn đô la, chính là 70 vạn hoa tệ trừ bỏ Hạ Hiểu Lan như vậy một lòng chui vào tiền trong mắt dây sâu tiền, 85 năm, này đối bất luận cái gì một cái sinh viên, đều là một cái đại kiêu chiến, 808, đồng giá trao đổi, ba càng, tác giả, bảo trang thành, than thúc thúc, đây là ta cũng có chút nguyên nhân, ngài nói vấn đề này, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, than hoành ân lắc đầu, ngươi ở nói bậy gì đó, bọn họ mẫu tử mâu thuẫn mai phục rất nhiều năm, chim ưng con trưởng thành đều sẽ ly sào, không có ai có thể cả đời khống chế người khác, đương cha mẹ cũng không được. Ngươi chính là căn đạo hỏa tác, ta thật cao hứng hắn có loại này dũng khí cùng đảm đương, có thể là xúc động chút khó tránh khỏi sẽ ăn chút đau khổ, hắn là nam hài tử, ta không lo lắng hắn sẽ chịu khổ, ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân, thang hoành ân ý tưởng tương đối khai sáng, nhưng có chút ý tưởng lại thực truyền thống, đây là hoa quốc chủ lưu tư tưởng, nam hài tử không sợ đập, có thể chịu khổ mới có thể hưởng thụ thành công nhẹ nhàng nằm ở bậc cha chú tích lũy thượng liền thành công ví dụ có lại không nhiều lắm không trải qua rèn luyện một cái té ngã ngã xuống đi nói không chừng liền bò không đứng dậy có chút tâm lý yếu ớt đệ tử tốt ngẫu nhiên một lần không khảo hảo gia trưởng nói hai câu xúc động nhảy lầu liệt tử đều có không phải tính tình đại thành như vậy là tâm lý quá yếu ớt không tiếp thu được một lần thất bại hạ hiểu lan ngẫm lại quý gia nguyên từ trước sinh hoạt trình độ nghĩ lại trong trường học nghèo khó sinh quá đến nhật tử, đều thế quý gia nguyên cảm giác trứng đau, từ nhỏ khổ lại đây, cùng trên đường lại chịu khổ có thể giống nhau sao, liền tính là lấy sinh hoạt trợ cấp nghèo khó học sinh, cũng không có cái nào cổng mấy vạn đô la nợ nần, than thúc thúc, kia cũng không phải là mấy đô la, dựa lấy học bổng cùng bình thường kim chức mạc bất bình. Ta xem quý gia nguyên đồng học không ngừng muốn ăn một chút khổ, thang hoành ân cũng lấy không ra mấy vạn đô la, Hắn tưởng làm đến mấy vạn đô la thật dễ dàng, ngoại thương đầu tư khi, đại biểu chính phủ bên này nhiều nhường ra điểm ưu đãi chính sách, tin tưởng ngoại thương rất vui lòng cấp thang thị trưởng điểm này chỗ tốt, nhưng hắn có thể làm như vậy sao? Nhưng thang Hoành Ân Thoạt nhìn một chút đều không vội, còn có 5 năm, chúng ta tổng phải cho hắn một chút trưởng thành thời gian, không nói chuyện của hắn, nói nói ngươi đi, Quý Nhã đem chính mình phòng làm việc dọn về quốc nội là không có hảo ý, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối? Hạ Hiểu Lan thật muốn hỏi một câu, đây là quan tâm nàng, vẫn là quan tâm nàng mẹ đâu, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nàng không cần hành chính lực lượng đã kích nhà ta sinh ý, ta tự nhiên cũng sẽ không thỉnh ngài hoặc là chu gia hỗ trợ. Ngài xem như vậy được không, Hạ Hiểu Lan đem thỉnh Thang Hoành Ân hỗ trợ nói đúng lý hợp tình, quý nhã chết cuốn lấy không bỏ, đích xác có Thang Hoành Ân nguyên nhân, Thang Hoành Ân cũng không có biện pháp lãng tránh điểm này. Hạ Hiểu Lan lại bồi thêm một câu, than thúc thúc, ngài cùng ta mẹ nó cảm tình vấn đề, là các ngươi chính mình sự, ta vốn dĩ không nghĩ hỏi đến, nhưng quý nhã nữ sĩ bệnh tình thoạt nhìn cũng không chuyển biến tốt đẹp, đều có thể cấp thân nhi tử liệt nuôi nấng giấy tờ, một khi ngài cùng ta mẹ đi đến cùng nhau, ta không xác định quý nhã nữ sĩ sẽ làm ra cái gì quá kích sự. Ta không phải muốn can thiệp cảm tình của ngài, ta hy vọng ngài có thể suy xét đến ta mẹ nó cá nhân an toàn ly hôn là quý nhã đề, hiện tại quý nhã bên người cũng có nam bạn, Hạ Hiểu Lan vẫn cứ không yên tâm, nữ nhân tâm đáy biển châm, quý nhã nữ sĩ, so giống nhau nữ nhân tưởng càng nhiều, thang hoành ân này bối người đối cảm tình thực hàm xúc làm hắn cùng vãn bối thảo luận vấn đề này quá khó xử, nhưng hắn cũng không cho rằng Hạ Hiểu Lan ở nói hô nói vượng, mấy vấn đề này ta đều suy xét quá, ngươi không cần lo lắng. Muốn cùng mụ mụ ngươi phát triển là ta chính mình lựa chọn, nếu nói sống nhiều năm như vậy ta có cái gì tiến bộ, đại khái chính là có năng lực đi bảo hộ bên người người. Thang Hoành Ân biết Lưu Phân đi Dương Thành, cũng không ở Kinh Thành nhiều dừng lại. Khi trương sổ tiết kiệm, hắn giao cho Hạ Hiểu Lan thay bảo quản, nếu là quý gia nguyên yêu cầu trợ giúp, Thang Hoành Ân chính mình liền không ra mặt. Hạ Hiểu Lan cảm thấy Thang Hoành Ân trở về nhanh như vậy, hơn phân nửa cùng nàng mẹ người ở Dương Thành có quan hệ, nàng cũng không có chọc thủng Thang Hoành Ân. Hạ Hiểu Lan chiếu gương xem xét chính mình mặt, chẳng lẽ lớn lên quá đáng tin cậy, như thế nào luôn có người muốn cho nàng hỗ trợ quản tiền. Cái thứ nhất chính là Chu Thành, cái thứ hai là Trần Vượng Đạt, cái thứ ba là Thang Hoành Ân. Nhớ tới Trần Khánh, khai giảng đều một tháng, Trần Khánh còn không có tới tìm nàng lấy sinh hoạt phí, Hạ Hiểu Lan cũng ngồi không yên. Suy xét đến cuối tuần khi Trần Khánh khả năng không ở trường học, Hạ Hiểu Lan liền tuyển một ngày đi học thời điểm đi đối ngoại kinh mậu đại học. Giống nàng như vậy người lớn lên xinh đẹp, miệng còn đặc biệt ngọt, Muốn hỏi đến Trần Khánh thời khóa biểu không khó, hỏi một cái không biết, hỏi nhiều mấy cái luôn có người nguyện ý hỗ trợ. Hạ Hiểu Lan ở phòng học bên ngoài đợi hơn 10 phút, Trần Khánh bọn họ ban tan học, bẻ đầu ngón tay tính tính, nàng đều có hơn nửa năm không nhìn thấy quá Trần Khánh. Trần Khánh giống như trường cao chút, mặt cũng không có cao trung thời điểm hắc, tự nhiên quần áo cũng không có từ trước như vậy thổ, có bạch y học sinh phong độ trí thức. Trần Khánh là cùng một cái nữ đồng học đi ra phòng học, hắn không biết nói gì đó nữ đồng học tươi cười đầy mặt, Trần Khánh đồng học, đây là sự đối tượng, Trần Khánh, Hạ Hiểu Lan liên tục kêu hai tiếng, Trần Khánh mới có phản ứng, hắn chần chờ một chút, đem chính mình trong tay thư giao cho nữ đồng học, chạy chậm lại đây, Hiểu Lan, sao ngươi lại tới đây, Hạ Hiểu Lan đem phong thư đưa cho hắn, ngươi còn nói đâu, phía trước tới trường học không tìm được người, nhà ngươi thác ta cấp mang sinh hoạt phí, đặt ở ta nơi này, nhưng không có lợi tức phó cho ngươi, thực xin lỗi. Ta gần nhất bận quá, vẫn luôn nói ngày nào đó đi hoa thanh tìm ngươi lấy làm ngươi lại nhiều chạy một chuyến hạ hiểu lan xua tay quy chúng ta còn không cần khách khí như vậy đi khai giảng khi cho ngươi mang đồ vật ngươi thu được không trần khánh gật đầu thu được đài truyền hình thi đua tiết mục ta nhìn cầm thưởng có thể xuất ngoại đương trao đổi sinh hiểu lan chúc mừng ngươi tv trước người xem không biết cuối cùng ai cầm quán quân trần khánh lại biết lúc ấy kinh thành khu vực đấu bán kết chính là ở đối ngoại kinh mậu đại học cử hành nhưng là trận chung kết hạ hiểu lan nhớ rõ chính mình giống như không cùng trần khánh đề qua rốt cuộc nàng cùng trần Thánh thật dài thời gian không gặp mặt cũng không cơ hội đề hạ hiểu lan nghi ngờ chợt lóe mà qua trao đổi sinh sự còn không có cái tin chính xác học kỳ này là đi không được có thể là đại nhị học kỳ mới đi tiền cũng mang cho ngươi ta về trước trường học hôm nay còn có khóa hạ hiểu lan không có chế ngạo trần Thánh nữ đồng học người khác nàng còn có thể trêu ghẹo hai câu Trần Khánh rốt cuộc cùng nàng thổ lộ quá, cũng mới qua đi một năm thời gian, Hạ Hiểu Lan cảm thấy nàng lấy loại sự tình này treo gẹo Trần Khánh, không quá thích hợp, Hạ Hiểu Lan đi rồi, nữ đồng học chậm rãi đi tới, là nàng sao, Trần Khánh không trả lời, nữ sinh lẩm bẩm nói, ưu tú lại xinh đẹp, khó trách ngươi như vậy nhớ mãi không quên, Trần Khánh, trao đổi sinh danh ngạch ta có thể thế ngươi bắt được, nhưng ngươi muốn bắt cái gì tới đổi, Hiểu Lan thật sự muốn xuất ngoại đương trao đổi sinh, Trần Khánh nhéo phong thư. Nếu không dựa do nhà nước cử xuất ngoại, lấy nhà hắn điều kiện, tuyệt đối không đủ sức xuất ngoại phí dụng, trên đời bất luận cái gì sự đều có giá trị, tưởng được đến một ít đồ vật, tổng muốn trả giá nhất định đại giới, đây là lại công bằng bất quá sự, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nữ sinh đem thư còn cho hắn, cười Khanh khách, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? 809, xa lạ cùng quá mức nhiệt tình, bốn càng, tác giả, Bảo Trang Thành, cùng Trần Thánh rốt cuộc là xa lạ. Hạ Hiểu Lan còn nhớ rõ thỉnh Trần Khánh hỗ trợ mượn thư ôn tập, Trần Khánh mặt đỏ muốn mệnh. Nàng chưa từng có lưu quá Trần Khánh, ở Trần Khánh thổ lộ sau, cũng cự tuyệt không ước ác bẩn thiểu, rất nhiều lần tới tìm Trần Khánh cũng chưa nhìn thấy người, có trùng hợp, khẳng định cũng có nhân vi nguyên nhân. Trần Khánh chính mình muốn cùng Hạ Hiểu Lan xa cách, nàng cũng không có biện pháp, khả năng đi được thân cận quá, Trần Khánh vô pháp từ ngây ngô yêu thầm đi ra, Hạ Hiểu Lan chỉ có thể lựa chọn tôn trọng Trần Khánh cách làm, bảo trì thích hợp khoảng cách, khả năng đối lẫn nhau đều hảo. Đại học sinh hoạt như vậy xuất sắc, Trần Khánh chậm rãi cũng liền đem nàng đã quên, người trẻ tuổi yêu thầm, thực thuần cũng thực thật, Hạ Hiểu Lan không hèn hạ quá Trần Khánh thổ lộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, bốn nguyệt năm hào là Tết Thanh Minh, lúc này Thanh Minh còn không phải pháp định ngày nghỉ, trường học cũng chưa nói nghỉ chuyện này, Lưu Phân đi Dương Thành lấy hóa chưa về, vu nải nải ở nhà làm táo bánh. Tết Thanh Minh ăn bánh cuộn thừng, táo bánh cùng trứng gà, mới tính qua tiết, vu nải nải nói chính là tỉnh dự nam thói quen. Bánh cuộn thừng là bột mì xoa thành thon dài điều, lại dùng dầu chiên hương giòn, dự nam người thực thích ăn. Táo bánh không cần phải nói, tân trịnh sản hảo táo, dự nam người ăn táo bánh đều là nhiều ít năm quy củ. Trứng gà sao, sức sản xuất không phát đạt thời điểm, nó vĩnh viễn là bổ thân thể thứ tốt. Vu nãi nãi còn sai sử Hạ Hiểu Lan đi trộn một tiết cành liễu cắm trên cửa, nói là truyền thống, mấy năm nay cải cách mở ra, sống lại không chỉ có là kinh tế, còn có các loại truyền thống. Trường học tuy rằng không nghĩ, Hạ Hiểu Lan có thể từ trong nhà mang đồ vật cấp bạn cùng phòng nhóm ăn, nàng đi theo Vu nãi nãi học làm bánh cuộn thừng, bị Vu nãi nãi vô tình ghét bỏ. Vu nãi nãi nhiều làm chút đưa cho hàng xóm, hai ngày này Lưu Vân không ở, đều là Hạ Hiểu Lan mỗi ngày thừa dịp giữa trưa đi trong tiệm bàn trướng, lại đem ba cái cửa hàng buôn bán khoản tồn nhập ngân hàng, tồn tiền thời điểm, Hạ Hiểu Lan còn gặp đồn công an mã sở trưởng, như thế nào là ngươi tới tồn tiền? Ngươi một học sinh, mẹ ngươi cũng thật là yên tâm, mã thúc thúc, ta mẹ đi nhập hàng, ta chính là tạm thời giúp đỡ, Lưu Phân có gì không yên tâm, bị nói bốn vị số buôn bán khoản, chính là năm vị số tiền. Hạ Hiểu Lan đều dám cổng cả nước đi, lẻ loi một mình, không đi hẻo lánh hẻm nhỏ, không đi nguy hiểm địa phương, Hạ Hiểu Lan so người khác cảm xúc càng sâu, huống chi là mang theo tiền, nàng khẳng định sẽ luôn mãi cẩn thận. Chu Thành đưa điện giật khí, Thượng Đại học Hạ Hiểu Lan đều đã lâu vô dụng, hai ngày này lại sủy ở trên người, Hạ Hiểu Lan không sợ giật tiền, nàng tiểu tâm cẩn thận là sợ có người đoạt tiền còn yếu hại mệnh. Chút tiền ấy nào so được với mệnh quan trọng, có người muốn cướp, Hạ Hiểu Lan đem tiền trực tiếp giao ra đi đều được, mã sở trưởng không biết hạ hiểu lan ý tưởng thật nhiều người đều cảm thấy chỉ cần là học sinh vậy không tính người trưởng thành một cái trẻ vị thành niên có thể xử lý tốt nhiều như vậy tiền hắn phán đoán không sai nhà này quả nhiên là không cái dùng được nam nhân nếu không như thế nào có thể kêu học sinh ra mặt mã sở trưởng cũng không nhiều lời liền đi theo hạ hiểu lan đi rồi một đoạn làm nàng cẩn thận tồn tiền khi tốt nhất làm trong tiệm người bán hàng cùng nhau đồng hành hạ hiểu lan đều cảm thấy mã sở người này nhìn lớn lên rất hung, kỳ thật còn rất nhiệt tình trượng nghĩa. Nhân viên cửa hàng cũng nói, đồng công an người sẽ ở phụ cận tuần tra, Hạ Hiểu Lan liền biết mã sở là thật giao đãi quá, một bữa cơm ăn còn rất đáng, mã sở cầm hai điều yên, sau cầm hai vạn đồng tiền còn tận tâm. Nếu không phải Tết Thanh Minh không có tặng lễ tập tục, Hạ Hiểu Lan thật đúng là phải cho mã sở lại đưa điểm đồ vật. Nàng trở về lấy táo bánh thời điểm thuận miệng đề ra một câu, vu nải nải như suy tư gì cái này mã sở trưởng, có điểm nhiệt tình quá mức, nhiệt tình quá mức, Hà Hiểu Lan nhìn mã sở còn rất chính trực, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi người, người khác nói như vậy, Hà Hiểu Lan nghe một chút liền tính, vu nải nải trải qua việc nhiều, Hà Hiểu Lan không dám thiếu cảnh giác, ngũ giám đốc giới thiệu người, Hà Hiểu Lan chuẩn bị tìm ngũ giám đốc hỏi thăm hạ, nàng tra xét một chút lịch ngày, Chu Thành là bốn nguyệt 18 hào ăn sinh nhật, ngày đó là thứ năm. Hạ Hiểu Lan khẳng định đi không được, nàng tưởng trước tiên mấy ngày đi hiện tại tạm định bốn nguyệt mười ba hào đi ký bắc tỉnh năm trước chu thành ăn sinh nhật hạ hiểu lan tặng khối lao động sĩ đồng hồ chu thành rất thích đồng hồ hạ hiểu lan hàng năm đưa đồng hồ không thành vấn đề nàng năm nay đích xác cũng có chuẩn bị nhưng trừ cái này ra nàng luôn muốn thế chu thành nhiều làm điểm cái gì đây là cảm tình gia tăng trước kia chỉ nghĩ cấp chu thành mua 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 hiện tại trừ bỏ tiêu tiền hạ hiểu lan không tiếc rẻ phí thời gian cùng tinh lực Chu Thành hiện tại nhất quan tâm vấn đề, chỉ sợ là thạch gia bên kia. Hạ Hiểu Lan gần nhất chính mình đều rất bận, cũng không biết quan tuệ Nga là như thế nào xử lý. Tết Thanh Minh không thể cấp mã sở trưởng tặng lễ, vu nải nải làm táo bánh cùng bánh cuộn thừng. Hạ Hiểu Lan có thể cho Chu gia đưa một chút. Người đứa nhỏ này, cũng quá khách khí. Hạ Hiểu Lan nói là vu nải nải làm, đưa tới cho bọn hắn nếm thử, còn chuẩn bị Chu gia nhị lão phần. Quan Tuệ Nga cũng không biết nói cái gì hảo, chu nãi nãi bất công là có đạo lý, Hà Hiểu Lan nói nàng sẽ thay đổi, liền thật sự sửa làm người chọn không ra một chút tật xấu. Muốn nói Hạ Hiểu Lan tổng dùng tiền mua lễ vật tạp người đi, nàng lần này lại đưa chính mình ra làm gì đó, tâm ý còn 10 phần. A à Di, ta quá mấy ngày muốn đi xem chu Thành, hắn khẳng định thực quan tâm thạch gia sự, ta gần nhất cũng không giúp đỡ ngài xử lý thạch gia sự, thạch đại nương đôi mắt khôi phục hảo sao, ngươi hỗ trợ cái gì? Ta xem ngươi trong trường học khóa không ít, còn muốn vội trong nhà hai cái cửa hàng thạch gia sự không cần phải ngươi nhọc lòng thượng hỏa cũng không phải cái gì đại sự thạch đại nương đã xuất viện đôi mắt thị lực khôi phục cũng không tệ lắm bọn họ không muốn tiếp tục trụ nhà khách ta cấp thuê cái tiểu viện trước ở muốn dàn xếp người một nhà phòng ở không thể quá tiểu quan tuệ nga lúc ấy còn sầu không có thích hợp địa phương khang vĩ nói hắn có cái sân không quan tuệ nga ra tiền đem khang vĩ sân thuê xuống dưới thạch gia một nhà già trẻ trước hai ngày đã gần đến dọn vào phòng ở quan tuệ nga đối thạch đại nương ấn tượng không tồi thạch đại nương vừa ra viện liền nói muốn đem hỗ trợ bảo mẫu từ nói tốt là quan tuệ nga đưa tiền thạch đại nương cũng không nghĩ chiếm chu gia cái này tiện nghi quan tuệ nga vẫn là dùng bác sĩ thân phận làm thạch đại nương lại nghỉ ngơi nhiều nửa tháng hứa hẹn bảo mẫu làm xong tháng này liền đi công tác sự chứng thực ở bột thông huyện hiện tại chu quốc bân đang ở hỗ trợ hướng kinh thành điều động thạch gia người ở kinh thành an cư lạc nghiệp vấn đề không lớn ngươi muốn đi lục quân học viện khiến cho chu thành đừng lo lắng chuyện này ta khẳng định có thể xử lý tốt quá mấy năm vì cái gì muốn đi ký bắc còn không phải là chu thành dương lịch sinh nhật sao ngụy tẩu tử bên kia thái độ có biến hóa sao hạ hiểu lan vẫn là đem lời này hỏi ra tới quan tuệ nga nhíu mày ta cũng không hiểu được nàng vẫn là làm ta đừng nói cho thạch đại nương sự tình chân tướng mỗi lần đối mặt thạch đại nương ta này trong lòng đều không yên ổn, Hạ Hiểu Lan nghĩ nghĩ, ta đây đi ký bắt trước, tự mình đi thạch gia nhìn một cái, 810, nguyên lai like là Chu Thành Phòng ở, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Hạ Hiểu Lan cùng Ninh Tuyết đều đã ở vào đồng học đến bằng hữu chuyển biến trong quá trình, Ninh Tuyết mẫu thân can thiệp, làm nảy sinh hữu nghị đột nhiên im bặt. Người thông minh đều không cần phải nói phá, chờ Hạ Hiểu Lan họa xong cung vương phủ kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, nàng cùng Ninh Tuyết liền sẽ không có quá nhiều quan hệ cá nhân. Hạ Hiểu Lan còn rất tiếc nuối, nàng đối Ninh Tuyết quan cảm vẫn luôn không xấu, ghen ghét hâm mộ khẳng định là không có, học thần tồn tại, làm Hạ Hiểu Lan biết trên đời này vĩnh viễn đều có người có thể đương cọc tiêu, làm nàng tham chiếu đối lập tăng lên chính mình. Nhưng Ninh Tuyết mẹ nó kia phiên lời nói, làm Hạ Hiểu Lan thật sự trứng đau, dùng người trưởng thành tâm trí tới nói, Hạ Hiểu Lan có thể không giận chó đánh mèo chẳng sợ Ninh Tuyết mẹ đối nàng ông hoài nghi, không nói xuất khẩu, nàng cùng Ninh Tuyết tiếp tục lui tới không thành vấn đề, đều chói lọi ghét bỏ, Hạ Hiểu Lan vì sao muốn da mặt dày thượng Ninh gia, bằng hữu là có thể đổi, thân mụ lại không thể đổi, tự như Quý gia Nguyên, hiện tại cùng Quý Nhã nháo mâu thuẫn, hỏi Hạ Hiểu Lan có phải hay không xuất phát từ bằng hữu lập trường quan tâm hắn, thật là, nhưng làm Hạ Hiểu Lan cùng hắn đương bạn thân cũng rất khó. Hạ Hiểu Lan duy nhất thỏa hiệp quá, đến thử qua đi thay đổi trưởng bối ấn tượng, chính là Chu Thành người nhà. Nhưng quan tuệ Nga phản đối nàng cùng Chu Thành ở bên nhau nguyên nhân, không phải xem thường nàng A, người là lẫn nhau tôn trọng, không tôn trọng hạ hiểu lan người, nàng mới sẽ không đi uống gối lấy lòng. Quan tuệ Nga nói Khang Vĩ mượn phòng ở ra tới, hạ hiểu lan hỏi hắn sao lại thế này, Khang Vĩ tưởng hút thuốc, đều lấy ra hộp thuốc lại nhét đi, ta mẹ không cho trừu, mỗi ngày tóm được ta nghe yên mùi vị. Khang Vĩ nói, đem một chuỗi chìa khóa cấp hạ hiểu lan, còn có này xe, ta hiện tại cũng không thể khai, đổ triệu huy bồi một chiếc hoàn toàn mới xe, ta xem hắn hoa ở cải tạo thượng tiền, nói không hảo có thể mua 10 chiếc Jeep 212, xe mới khai lên thật mang cảm, ta vừa nói lái xe, cả nhà đều phản đối, xe bạch đặt ở nơi đó cũng là lãng phí, tẩu tử ngươi cầm đi khai đi, ta trả lại cho thiệu quang vinh một phen chìa khóa, hai ngươi ai có yêu cầu ai dùng. Ngươi nhị thúc đồng ý ngươi nhận lấy xe. Hạ Hiểu Lan nhớ rõ lúc ấy Khang Liên Minh thái độ thực kiên quyết, nhưng không giống có thể dễ dàng buông tha đổ triệu huy, hỏi qua nhị thúc, hắn nói đâm hỏng rồi ta xe, bồi ta một chiếc xe mới thiên kinh địa nghĩa, tiền mặt không muốn, Hạ Hiểu Lan cũng không hiểu được, chính khách ý tưởng vĩnh viễn là hay thay đổi, Khang Liên Minh cùng Chu Thành, Thang Hoành ân phân biệt nói chuyện cái gì, nàng là không rõ ràng lắm, đối phương cũng sẽ không làm nàng biết, rốt cuộc nàng lại không phải Khang gia người, Hạ Hiểu Lan thử vừa xuống xe, động cơ thanh âm đều không giống nhau, díp 212 vốn dĩ chính là chiếc mấy vạn khối xe, Đỗ triệu huy bồi lại đây này một chiếc, phỏng chừng chỉ có bộ dáng còn giống 212, khác thật là từ trong ra ngoài cải tạo triệt triệt để để, liền nói này nội sức, hoàn toàn thăng cấp thành thoải mái da thật đệm mềm, pha lê cũng thay đổi, Hạ Hiểu Lan cảm thấy xe sát ngoài cũng không quá thích hợp, Đỗ triệu huy thông minh biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn. Đối 212 cải tạo, phỏng chừng mua chiếc chạy băng băng cũng không có vấn đề gì nhưng đỗ triệu huy đưa chạy băng băng khang gia không có khả năng thu nhà ai hài tử cũng không có như vậy cao điệu ở kinh thành khai chạy băng băng sẽ đưa tới bao nhiêu người ghé mắt hạ hiểu lan thử qua xe cũng rất thích không hoàn toàn cự tuyệt khang vĩ có đôi khi có thể sử dụng dùng trước thả ngươi nơi đó đi ta biết có thể có xe có thể mượn là được ta tìm ngươi tới là nói phòng ở sự quan a di phải cho thạch gia người thuê nhà ngươi làm sao mà biết được Khang Vĩ cùng thạch gia người nhưng không có tiếp xúc, quan tuệ Nga cũng sẽ không lấy loại sự tình này mãn thế giới ồn ào, rất lớn khả năng liền tạ vân đều sẽ không báo cho, Khang Vĩ tri kỷ hành động, quả thực quá kịp thời, thành tử ca nói cho ta, hắn hồi lục quân học viện phía trước tới xem ta, làm ta đối thạch gia lưu điểm tâm, còn nói đem hắn danh nghĩa một chỗ phòng ở thu thập ra tới, lấy danh nghĩa của ta, trước cấp thạch gia người ở, Khang Vĩ trộn đánh giá hạ hiểu lan biểu tình, tẩu tử ngươi không tức giận đi, Hạ Hiểu Lan kỳ thật rất tức giận, không phải sinh khí Chu Thành đem phòng ở cấp thạch gia người trụ, chẳng sợ Chu Thành đem phòng ở đưa một bộ cấp thạch gia người, Hạ Hiểu Lan sẽ nói cái gì sao, tiền thứ này đương nhiên rất quan trọng, nhưng xài hết có thể lại kiếm, về sau kinh thành phòng ở lại quý, nàng chẳng lẽ còn sợ mua không nổi, nhưng Chu Thành đem nàng bài trừ bên ngoài, Hạ Hiểu Lan trong lòng có điểm không thoải mái, lần trước thấy Chu Thành, Nàng liền cảm thấy chính mình bạn trai không quá thích hợp, cùng từ trước cảm giác không giống nhau trước kia có thể làm hạ hiểu lan nhìn thấu hiện tại nhìn không thấu làm trò khang vĩ mặt nàng cũng chưa nói gì vừa lúc mở ra khang vĩ xe đi xem thạch gia người viện này ly phía trước cấp thạch đại nương trị đôi mắt quân y tổng viện tương đối gần khang vĩ nói nguyên bản là thuê cho người khác ở suy xét đến thạch gia có lão có tiểu thạch đại nương đôi mắt động thủ thuật cũng muốn phúc ra liền lựa chọn viện này vì cấp thạch gia người nhường chỗ còn bồi người khác tiền thuê Hạ Hiểu Lan cong cong môi, hai ngươi cũng thật có thể lăn lộn, Quan A Di không biết là Chu Thành phòng ở đi, tưởng ngươi phòng ở, Quan A Di khẳng định phải cho tiền thuê, Chu Thành lại sẽ đem tiền thuê trợ cấp cấp Quan A Di, đem chính mình tiền từ tả túi phóng tới hữu túi, ta cùng Thành Tử ca nghe xong tẩu tử đề nghị của ngươi, đều mua phòng ở, nhưng đôi ta cũng chưa nói cho trong nhà, tuy rằng Hạ Hiểu Lan là đang cười, Khang Vĩ chính là có loại trực giác, hắn cùng Chu Thành làm chuyện này, hạ hiểu lan sinh khí. Đương nhiên, chủ yếu sinh khí mục tiêu là Chu Thành, Khang Vĩ thế thành tử ca đổ mồ hôi, hạ hiểu lan không nói chuyện, tới rồi địa phương. Nàng đem cấp thạch gia người mua đồ vật bắt lấy xe, chủ yếu là một ít tiểu hài tử ăn mặc đồ vật, hiện tại muốn mua này đó không có phương tiện, 85 năm nào có cái gì cửa hàng mẹ và bé, cũng không có gì tiểu bảo bảo xuyên bên người quần áo, bình thường lão bách tính dưỡng hài tử, đều dùng chính là quần áo cũ có thể sử dụng tân vải bông cấp hài tử làm quần áo, trong nhà điều kiện khẳng định thực hảo, rốt cuộc tiểu hài tử một ngày một cái dạng, quần áo số đo cần thiết đi theo biến, nhà ai có như vậy nhiều tiền lãng phí, bán trẻ con trang phục thiếu, đều là bán bố về nhà chính mình làm quần áo làm giày, này hai dạng. Hạ Hiểu Lan vừa lúc đều không biết, nàng liền mua điểm bố, sữa bột là cần thiết, còn có bình sữa gì đó tiểu dạng đồ vật, mua tới tặng người tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hạ Tiểu Thư tới, hỗ trợ chiếu cố hài tử bảo mẫu là tằng tẩu thân thích chỉ cùng hạ hiểu lan gặp qua một lần lại sớm được tằng tẩu phân phó biết hạ hiểu lan cùng chu thành còn không có kết hôn nhưng ở chu gia đã thực chịu tán thành tằng tẩu sẽ không đi nói cái gì hạ hiểu lan trước kia là dân quê chỉ biết nói hạ hiểu lan hiện tại có bao nhiêu lợi hại bảo mẫu đối hạ hiểu lan tự nhiên là nhiệt tình lại cung kính thạch đại nương cũng nhớ rõ hạ hiểu lan khi đó đôi mắt không hảo sử liền nhớ rõ Hạ Hiểu Lan thanh âm dễ nghe, hiện tại nàng thị lực ở khôi phục trung, có thể thấy rõ Hạ Hiểu Lan bộ dáng, khuê nữ, người lớn lên đẹp, tâm cũng hảo, thật là người hảo tâm A, à. thạch đại nương nơm nớp lo sợ hưởng thụ này hết thảy, thạch gia đi phía trước số tam đại đều là nông dân, bởi vì nàng đôi mắt không tốt, tiểu nhi tử ngốc, ở thạch khải đề làm trước, thạch gia vẫn là đặc biệt nghèo nông dân gia đình, đột nhiên tới rồi trong kinh thành, còn dùng thượng bảo mẫu, Thạch Đại Nương là thật sự không thích ứng, nàng cũng mấy lần cùng con dâu Ngụy Quyên Hồng đưa ra muốn phản hồi quê quán, Ngụy Quyên Hồng cũng bất hòa nàng cãi cọ, lấy trầm mặt tới đối mặt Thạch Đại Nương yêu cầu, này một kéo, liền kéo dài tới phòng ở thuê hảo, kéo dài tới Ngụy Quyên Hồng cùng Thạch Bình công tác điều động đều mau xuống dưới, 811, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, hai càng, tác giả, bảo trang thành, công tác điều động chứng thực, kia mới thật là muốn ở kinh thành an cư lạc nghiệp tổng không thể một ngày một cái ý tưởng trong chốc lát tưởng ở kinh thành trong chốc lát tưởng về quê thạch đại nương tuy rằng là nông thôn phụ nữ đôi mắt còn hạt nàng tâm nhưng không hạt là minh bạch lý lẽ quốc gia không có khả năng đem liệt sĩ người nhà hướng kinh thành an bài công tác phía trước bộ đội đại biểu cùng trong huyện lãnh đạo tới trong nhà an ủi cũng cùng thạch đại nương nói qua công tác vấn đề loại tình huống này đều là tại chỗ an trí thạch đại nương cũng không nghĩ xa rời quê hương thạch khải còn tán ở quê quán liệt sĩ nghĩa trang ở quê quán nàng còn cảm thấy có thể thủ đại nhi tử ở kinh thành nói không chừng đều không thể mỗi năm trở về cấp nhi tử tảo mộ nàng hiện tại còn có thể nhúc nhích có thể ngồi xe lửa chờ đến xe lửa đều ngồi bất động lan cái làm hơn nữa ở kinh thành không phải dựa nhà mình bản lĩnh là dựa vào phiền toái chu thành mới có hiện tại hết thảy thạch đại nương vô pháp tiếp thu vì chuyện này nàng cùng ngụy quyên hồng nói qua rất nhiều lần Ngụy Quyên Hồng Tổng không tiếp nàng lời nói ra, Thạch Đại Nương nghĩ nhi tử đã chết, còn muốn dựa con dâu lôi kéo đại hai đứa nhỏ, cũng không thể đem con dâu bức quá cấp, nhưng nàng trong lòng là thật cấp A, à. Hạ Hiểu Lan tới xem nàng, Thạch Đại Nương lại nói tiếp đều phải lưu nước mắt, các ngươi giúp quá nhiều vội, Lan cái còn, Lan cái còn nha, làm Thạch Đại Nương thản nhiên một chút tiếp thu này đó cái gọi là trợ giúp, nói cho nàng chân tướng là được, Ngụy Quyên Hồng còn không cho nói, hạ hiểu lan cũng không hiểu được ngụy quyên hồng ý tưởng đại nương ngài đừng như vậy ai đều có yêu cầu trợ giúp thời điểm chờ ngụy tổ tử cùng thạch bình huynh đệ ở kinh thành chứng thực hảo công tác nhật tử chậm rãi liền hảo đi lên thạch đại nương tầm mắt tại đây sân thượng dạo qua một vòng phòng ở là chu thành cấp thuê lớn như vậy cái sân vẫn là ở kinh thành loại địa phương này tiền thuê cũng không tiện nghi a à. thạch đại nương bắt lấy hạ hiểu lan tay nhỏ giọng hỏi nàng ta khuyên không được quyên hồng ta nghe nói người thành phố trụ phòng ở đều là đơn vị phân, là quốc gia cấp, Quyên Hồng cùng Thạch Bình ở thủ đô công tác, có thể hay không phân phòng ở, có thể hay không phân phòng ở, khi đến xem ở cái gì đơn vị đi, có đơn vị chính mình nhà ở đều khẩn trương, phân phòng muốn chú ý tư cách, hai vợ chồng đều là một cái đơn vị, khẳng định xếp hạng phía trước, bằng cấp cao xếp hạng bằng cấp thấp người phía trước, tuổi nghề lớn lên xếp hạng tuổi nghề đoạn người phía trước, muốn ấn như vậy tới tính. Ngụy Quyên Hồng cùng Thạch Bình công tác chứng thực, ở phân phòng thượng cũng không có ưu thế, duy nhất ưu thế, chính là liệt sĩ người nhà, đơn vị thượng cần thiết đến suy xét đến điểm này. Đại Nương, phân phòng là không thành vấn đề, chính là sớm cùng vãn khác biệt, ngài không cần lo lắng chuyện này, ở chỗ này ở cũng khá tốt, Thạch Đại Nương đầy mặt hổ thẹn, Hạ Hiểu Lan nói đột nhiên im bặt. Nàng bỗng nhiên minh bạch Thạch Đại Nương hỏi phân phòng ý tứ, Thạch Đại Nương không phải lòng tham, ngược lại là quá không lòng tham, ở tại chu gia thuê trong phòng thạch đại nương cả người không được tự nhiên nếu ngụy quyên hồng cùng thạch bình công tác chứng thực đừng động hai người ai đơn vị phân phòng thạch gia người là có thể chạy nhanh dọn qua đi phòng ở khẳng định không trước mắt trụ địa phương rộng mở nhưng người khác sao trụ thạch gia người liền sao trụ thạch đại nương mới an tâm hạ hiểu lan nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân càng nghèo càng tính kế người hạ hiểu lan thấy nhiều đừng nói người nhà họ hạ liền tính là chỉnh thể không khí không tồi thất tỉnh thôn, đều có điền gia như vậy cất chuột, mọi người đều nghèo thời điểm, có người thực giản dị, nhưng một khi ngươi phát đạt hắn còn nghèo, liền ghen ghét đỏ mắt người cũng có, thạch đại nương như vậy nghèo tuy nghèo lại không muốn chiếm người khác tiện nghi, đừng động ở nông thôn vẫn là thành thị đều rất khó đến, khó trách có thể dưỡng ra thạch khải như vậy nhi tử, đối người như vậy, Hạ Hiểu Lan tự nhiên báo lấy tôn trọng. Nàng bồi thạch đại nương nói một lát lời nói, Khuyên Thạch Đại Nương an tâm ở, nhưng thật ra vẫn luôn không nhìn thấy Ngụy Quyên Hồng. Thạch Đại Nương nói Ngụy Quyên Hồng cùng Thạch Bình mang theo hai cái tiểu hài nhi lên phố đi, thẳng đến Hạ Hiểu Lan rời đi, cũng thấy Ngụy Tẩu Tử về nhà. Khang Vĩ vẫn luôn chưa tiến vào, hắn cùng Thạch gia người có tương tự điểm, liệt sĩ người nhà sao? Mẹ nó Tạ Vân thật vất vả tỉnh lại lên, hiện tại người là lãi nhãi điểm, tổng so trước kia hồn du thiên ngoại cường. Khang Vĩ sợ chính mình cùng Thạch gia người nhiều tiếp xúc, liên quan cũng ảnh hưởng nhà hắn không khí chờ hạ hiểu lan cùng khang vĩ rời đi phần sau giờ vị quyên hồng ôm hài tử về nhà nhìn trên bàn còn không có thu hồi tới đồ vật vị quyên hồng vỗ vỗ hài tử bối nương hôm nay cái nào đã tới chu đội trưởng đối tượng ta hôm nay mới thấy rõ người khác bộ dáng lớn lên tuấn tâm địa hảo quyên hồng chu đội trưởng đối chúng ta chiếu cố chúng ta không thể vẫn luôn chiếm người tiện nghi ngươi đi xem qua phòng ở không chúng ta nghèo là nghèo không thể đem cốt khí đều ném quan a khải tiền an ủi lấy ra tới đem tiền thuê nhà cấp chu đội trưởng ngụy quyên hồng đánh gãy bà bà nói nương ngài số quá viện này có mấy gian phòng không thạch đại nương ngơ ngẩn viện này lớn lớn bé bé phòng thêm lên có tám gian sân quá rộng sưởng, thạch đại nương đơn độc trụ một gian ngụy quyên hồng mang theo hai cái hài tử ngủ thạch bình ngủ một gian hỗ trợ bảo mẫu ngủ một gian cứ như vậy đều còn có phòng trống đương nhà chính làm phòng bếp ta đi hỏi thăm qua, cứ như vậy sân, một phòng mỗi tháng đều phải ra 7, 8 đồng tiền, toàn bộ sân đều thuê xuống dưới, một tháng không có 50 đồng tiền bắt không được, một năm chính là 600 khối. Nương, thạch Khải tiền an ủi có thể thuê mấy năm, Ngụy Quyên Hồng nói mấy câu, nói Thạch Đại nương nhảy dựng lên, lan cái quý. Quyên Hồng, nơi này chúng ta không thể trụ, Ngụy Quyên Hồng đem hài tử hống ngủ rồi, phóng tới Thạch Đại nương trong lòng ngực, Thạch Đại nương liền không thể nhúc nhích, nương chúng ta có thể ở lại, ngài liền phải kêu ta cấp chu gia tiền thuê nhà, bọn họ cũng không cần, chu gia không cần, thạch gia là có thể đương nhiên không cho sao. Thạch đại nương ôm tiểu tôn tử, trong lòng nói không nên lời thất vọng, lúc này mới tới kinh thành bao lâu, con dâu sao biến thành như vậy. Hạ Hiểu Lan tất nhiên là không biết nàng đi rồi, thạch gia mẹ chồng nàng dâu tranh luận, cải trang quá xe díp khai lên thật thuận tay, Hạ Hiểu Lan tổng không thể mở ra hồi trường học đi. Khang Vĩ liền cùng nàng cùng nhau hồi trường học, xe đến nửa đường thượng, Hạ Hiểu Lan liền thấy cái người quen, nàng chạy nhanh dẫm phanh lại. Khang Vĩ vốn đang tưởng thế Chu Thành giải thích Hạ, Hạ Hiểu Lan đã mở ra phòng điều khiển môn Hạ đi, tẩu tử ngươi, hắn vừa nhấc đầu, dư lại nói liền chưa nói xuất khẩu, dường như sững sờ ở đương trường. Hạ Hiểu Lan đi qua đi, đang sư tỷ, ngươi làm sao vậy, cách thật xa, Hạ Hiểu Lan liền cảm thấy bóng dáng quen mắt, xe khai quá bên người, nàng liền xác nhận, là khai giảng thời điểm phụ trách tiếp đãi tân sinh đang du quân. Đang du quân đỡ xe đạp cười, xăm lốc bị rác bái, ngươi đã đến rồi vừa lúc, muốn không có việc gì giúp ta nhìn xuống xe, ta đi hỏi một chút phụ cận có hay không tiệm sửa xe. Đang du quân xe sọt có mấy quyển thư, nói chính mình đi nhà sách tân hoa mua thư, trên đường đã bị rác, nơi này có điểm thiên. Hạ Hiểu Lan không cảm thấy Đang Du Quân có thể tìm được tiệm sửa xe, Khang Vĩ, ngươi đừng ngốc nhìn, xuống dưới giúp một phen vội, chúng ta mang đan sư tỷ đoạn đường, giúp 212 đủ đại, cốc xe không liên quan thượng, đem đan du quân xe đạp tắt hạ không thành vấn đề, đan du quân quay đầu xem qua đi, khang vĩ mang mũ, lúng cuốn tay chân từ ghế phụ thất xuống dưới, 812, lần thứ hai tâm động, ba càng, tác giả, bảo trang thành, khang vĩ đem cốc xe mở ra, đem đan du quân xe đạp tắt đi vào, kiểu nữ xe đạp rất tiểu xảo, xe mông còn lộ ở bên ngoài. Khang Vĩ lấy dây thừng trói lại một chút, hẳn là rất không đi xuống. Cảm ơn các ngươi nha, xe đạp đều bị tắt cốc xe, đang du quân cũng không phải ngượng ngùng tính cách, nàng là thổ một hệ, cùng Hạ Hiểu Lan tuy rằng bất đồng giới, đều ở tại cùng đống ký túc xá nữ trong lâu, thường thường là có thể chạm vào cái mặt, lại có tân sinh tiếp đãi khi tình cảm, hai người không phải thực khách khí, đang du quân xăm lốp bị trát có điểm tàn nhẫn, xăm lốp bẹp bẹp, ở trên đường lăng nàng đều đau lòng, nếu không nàng dừng lại phạm sầu đâu lại đi phía trước đẩy cái hai dặm lộ, này xăm lốc bị cương vòng cùng mặt đường đồng thời cọ sát, phỏng chừng liền phải phế đi, bổ thai cùng đổi thai tiền có thể giống nhau sao, là cái học sinh đều phải ước lượng vài cái, sư tỷ, ta cũng là tiện đường, cảm tạ cái gì nha, xe vẫn là hạ hiểu lan khai, đang du quân cũng không có đại kinh tiểu quái. Năm trước báo danh thời điểm liền gặp qua Hạ Hiểu Lan ở học phủ trên đường luyện xe, bất quá xe nhưng thật ra thay đổi một chiếc, đang Du Quân cũng không hỏi nhiều, hiện tại một đống trong lâu nữ sinh, đều biết Hạ Hiểu Lan Gia là hộ cá thể, đái lão sư nói Lưu Phân là mạnh mẫu tam dời, vì Hạ Hiểu Lan ở Kinh Thành đi học, quản gia đều chuyển đến Kinh Thành, không ai lại nói thầm Hạ Hiểu Lan nhàn thoại, hộ cá thể có gì mất mặt, khi nông thôn gia đình còn không được người nỗ lực sao, ít nhất Hạ Hiểu Lan người trong nhà ở phấn đấu, sao không nghĩ tiến tới trông cậy vào hài tử có tiền đồ cha mẹ mạnh hơn nhiều. Đến nỗi Hạ Hiểu Lan cùng ai xử đối tượng, vì cái gì có xe khai loại sự tình này quan trọng sao lên xe thời điểm hạ hiểu lan liền cấp đan du quân giới thiệu quá nói khang vĩ là bằng hữu đan du quân cũng thực tự nhiên cùng khang vĩ chào hỏi đan du quân cùng hạ hiểu lan nói chuyện phím khang vĩ đổi tới rồi mặt sau ngồi dùng tay viện điểm xe đạp một bên còn trộn xem đan du quân đan du quân bỗng nhiên quay đầu khang đồng chí phiền toái ngươi hẳn là ta ngồi mặt sau đỡ xe đạp không phiền toái không phiền toái đều là hẳn là Hạ Hiểu Lan cảm thấy Khang Vĩ có điểm không thích hợp, ngày thường lời nói rất nhiều, hôm nay Hảo an tĩnh, khả năng cùng Đan Du Quân không thân, còn có hai con phố mới đến trường học, Đan Du Quân liền phải xuống xe, ta nhớ rõ phố đuôi có cái tiệm sửa xe, Hạ Sư muội, ta liền ở chỗ này xuống xe đi, hành, Sư tỷ ngươi chậm một chút, Hạ Hiểu Lan đáp ứng sản khoái, Khang Vĩ cọ tới cọ lui đem Đan Du Quân tự tin xe nâng đi xuống, xe rơi xuống đất cũng không còn cho nhân gia, tẩu tử ta bồi đang đồng học qua đi nhìn xem, vạn nhất tiệm sửa xe không mở cửa, nàng không phải bạch chạy, đang du quân rất ngượng ngùng, Khang Vĩ đã đẩy xe đi ở phía trước, nàng chỉ có thể đuổi theo đi, Hạ Hiểu Lan bị ném tại chỗ, Khang Vĩ đầu bị đâm di chứng, cho tới hôm nay mới biểu hiện ra ngoài. Này biểu hiện, đảo như là mau đầu tiểu tử tình đậu sơ khai, Hạ Hiểu Lan đem xe chạy đến một cái khác địa phương, qua hơn 10 phút, Khang Vĩ bồi đang du quân ra tới. Xe thai lại no đủ, khang vĩ vẫn luôn đi theo, đang du quân cũng không hảo lái xe đi, làm khang vĩ lái xe tái nàng, hoặc là nàng tái khang vĩ đều rất kỳ quái. 85 năm thanh niên nam nữ vẫn là thực ngây thơ, xã hội nữ thanh niên khả năng sẽ cùng nam thanh niên đi trượt băng, nhảy disco, giống đang du quân như vậy còn ngốc tại tháp ngà voi nữ học sinh, trăm triệu không có khả năng làm loại sự tình này. Khắc phái chi gian dùng xe đạp tái người, hoặc là là bạn bè thân thích, hoặc là chính là muốn xử đối tượng. Hạ Hiểu Lan nhìn Khang Vĩ đẩy Đan Du Quân xe đạp không bỏ, còn có gì không rõ, chờ Khang Vĩ đem Đan Du Quân đưa đến cổng trường, mắt trông mong nhìn, Hạ Hiểu Lan mới đi lên trước đem chìa khóa xe cho hắn, người sau giống chỉ hắc giống nhau nhìn nàng, tẩu tử, đang đồng học ở trường học có đối tượng không, Hạ Hiểu Lan nhịn cười, vừa rồi cùng người hàng huyên một đường, ngươi còn không có hỏi thăm ra tới, ta như thế nào có thể hỏi đang đồng học loại này vấn đề, nàng phải đối ta có hiểu lầm làm sao, Khang Vĩ nghiêm trang giải thích thấy Hạ Hiểu Lan đang cười, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hạ Hiểu Lan rõ ràng ở treo gẹo hắn, Khang Vĩ ngượng ngùng trong chốc lát, ngược lại lại đúng lý hợp tình, thành tử ca chỉ so hắn hơn tháng, yêu đương đều một năm, nếu không phải đại học còn không thể kết hôn, nói không chừng hai người có thể đem giấy hôn thú lãnh. Hạ Hiểu Lan không thể tổng khi dễ bệnh nặng mới khỏi người, cũng không tiếp tục đậu Khang Vĩ, có hay không đối tượng ta còn không biết, phải về trường học hỏi thăm Hạ bất quá ngươi lần đầu tiên thấy đang sư tỷ, này cũng quá nhanh đi, là lần thứ hai, là lần thứ hai, lần đầu tiên gặp mặt, Khang Vĩ liền nhớ tới mang vọng thư vũ hẻm, hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình còn nhớ rõ loại này thơ, sau lại tra xét, này đầu là thi nhân biểu đạt sầu oán cùng vịnh trí, cùng gì tình yêu căn bản không quan hệ, trong nháy mắt tâm động, Khang Vĩ cũng không phải vẫn luôn treo ở trong lòng, nếu không hắn chính là đem hoa thanh đại học phiên một lần, cũng muốn đem người tìm ra nhưng hắn còn không có hoàn toàn quên cái kia ngày mưa khi, lại lần thứ hai gặp Đan Du Quân, này chẳng lẽ không phải duyên phận, Khang Vĩ cảm thấy, ông trời đem duyên phận biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn nếu không vâng theo hạ ông trời chỉ thị, về sau độc thân làm sao, hạ hiểu lan xem hắn mặt đều đỏ, bừng tỉnh đại ngộ, Đan sư tỷ chính là vũ hẻm nha, nàng nhớ rõ Khang Vĩ là đề qua một lần. Hạ Hiểu Lan lúc ấy còn tưởng rằng hắn nói giỡn, bởi vì sau lại cũng không gặp Khang Vĩ Đề khang vĩ chắp tay trước ngực chắp tay thi lễ khẩn cầu hạ hiểu lan cười nhận lời ngươi chờ tin tức đi chuyện này ta để ở trong lòng thật vất vả đem khang vĩ tống cổ trở về hạ hiểu lan cũng không có lệ hắn hồi trường học coi như thành đứng đáng sự ở làm đang du quân là thổ một hệ là dương vĩnh hồng trực hệ sư tỷ nhiệm vụ này bị chuyển dời đến dương vĩnh hồng trên người dương vĩnh hồng ở hệ cũng là quen cửa quen nẻo không cần hỏi đang du quân bản nhân vẫn là có thể nghe được tin tức không xử đối tượng, bất quá đan sư tỷ có cái thường xuyên liên hệ bạn qua thư từ, nói không chừng cùng nhà ngươi giết tiên sinh giống nhau, phía trước Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành viết thư, 307 phòng ngủ đã kêu Chu Thành là thần bí giết tiên sinh, thời buổi này có bạn qua thư từ thực bình thường, nhưng liền bên người người đều biết đến, không phải bạn trai, phỏng chừng cũng lẫn nhau có hảo cảm, Hạ Hiểu Lan nghĩ thầm khang vĩ này mối tình đầu hơn phân nửa muốn lạnh. Khang Vĩ bản nhân còn rất có ý chí chiến đấu, chỉ cần không kết hôn ta cũng có theo đuổi tư cách nguyên bản lần đầu tiên gặp mặt có ba bốn phân hảo cảm lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được cảm thấy có duyên hảo cảm lên tới năm phần nghe nói đang du quân khả năng có đối tượng khang vĩ đối nàng hảo cảm hảo đột nhiên lên tới sáu phần đâu mãn phân mới mười phân có sáu phân khẳng định là muốn triển khai hành động khang vĩ nhưng thật ra không kêu hạ hiểu lan hỗ trợ có tay có chân nam thanh niên liền truy bạn gái đều phải hỗ trợ Khang Vĩ ném không dậy nổi người nọ, Hạ Hiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, chờ Lưu Phân lấy hóa trở về, kinh thành hai nhà cửa hàng lần đầu tiên hóa đều bán thật nhiều, nàng muốn lại không từ Dương Thành trở về, trong tiệm đều mau bán không, Hạ Hiểu Lan gia trang hoàng cửa hàng quần áo, Lưu Dũng mang theo người không ngừng đẩy nhanh tốc độ còn dùng thật dài thời gian, Trương Thúy khai một nhà tiệm ăn vặt, đơn giản thu thập vào nhà trọ, mua tề bàn ghế là có thể khai trương, Hạ Trường Chinh hồi dự nam đi liền không động tĩnh. Trương Thúy chờ sốt ruột, cửa hàng đều thu thập hảo, không không làm buôn bán, nàng liền cắn răng chính mình thường, đem mua tới nguyên liệu nấu ăn phóng trong tiệm. Trương Thúy đi ngang qua Luna, nhớ tới hạ tử dục mua một bộ quần áo hoa một trăm nhiều khối, không khỏi hướng về phía Luna phương hướng mắng hai câu gian thương, này một quay đầu, nhưng đem nàng hoảng sợ, trong tiệm người nọ, nhìn sao giống Lưu Phân, 813, theo dõi, bốn càng, tác giả, bảo trang thành. Trương Thúy còn tưởng rằng chính mình nhìn sai rồi, nhìn kỹ, thật đúng là Lưu Phân, một người làn da sẽ biến bạch, người sẽ biến đẹp, thân hình giống nhau sẽ không đại biến. Lưu Phân mặc quần áo trang điểm cùng khí chất đều thay đổi, Trương Thúy vẫn là đem nàng chấp nhận ra tới. Trương Thúy muốn so Vương Kim Quế có đầu óc, Vương Kim Quế sẽ ngây ngốc sông lên đi, Trương Thúy biết Lưu Phân nhưng không giống từ trước dễ khi dễ như vậy, nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Hiểu Lan tìm cái đối tượng, gia thế đặc biệt hảo việc này trương thúy đã từ hạ tử dục trong miệng nghe nói hạ hiểu lan liền mấy vạn tứ hợp viện đều mua nổi có thể thấy được nhà trai đối hạ hiểu lan vừa lòng đáng thương nhà nàng tử dục mọi thứ đều hảo còn phải bị vương gia bắt bẻ không có hạ hiểu lan kia đanh đá hóa được hoan nghênh chính là dựa vào hồ ly tinh diện mạo mê hoặc nam nhân trương thúy ở trong lòng mắng to lưu phân nàng cũng không dám chọc hạ trường chinh vì sao hồi dự nam còn không phải là bởi vì hạ hồng binh ba người bởi vì lưu phân duyên cớ còn bị nhốt ở dương thành trại tạm giam không thả ra trương thúy thối lui đến một bên liền chờ ở nơi đó lưu phân ở trong tiệm không có mua quần áo cùng nhân viên cửa hàng không biết nói gì đó trong chốc lát dẫn theo một cái bao ra tới có cái xuyên chế phục bộ dáng nam nhân gặp phải lưu phân hai người lại nói nói mấy câu trương thúy một lòng thình thịch nhảy lưu phân không giống như là mua quần áo xuyên chế phục công an thoạt nhìn nhận thức lưu phân chẳng lẽ là lưu phân tân tìm nam nhân trương thúy nhỏ giọng phỉ nhổ nữ nhi là tiểu giày rách đương mẹ nó cũng không hảo đi nơi nào ly hôn mới bao lâu lại tìm nam nhân rốt cuộc là xuyên chế phục nhìn qua lớn lên rất hung trương thúy cũng tương đối sợ xa xa đi theo nhìn này hai người hướng ngân hàng đi trong chốc lát lại sóng vai ra tới nói hai câu kia xuyên chế phục đi rồi lưu phân chính mình cưỡi xe đạp trương thúy đuổi không kịp liền đem người cấp cùng ném nàng cũng không rảnh lo trong tiệm nguyên liệu nấu ăn ngồi xe buýt đến trường học đi tìm nữ nhi hạ tử dục hạ tử dục mấy ngày hôm trước đi một chuyến dương thành đối phương kiến hoa nói là đi xem tiểu thúc một nhà sự có hay không chuyển cơ trương thúy mới không tin nàng muốn hỏi hạ tử dục đi hạ tử dục khẩu phong thực khẩn liền thân mụ cũng không chịu thổ lộ trương thúy âm thầm sinh khí mẹ con có hiềm khích là vấn đề nhỏ nhất trí đối ngoại mới là lẽ phải ngươi nhìn thấy nhị thẩm chính là nàng mẹ sẽ không nhận sai người kinh thành dân cư nhiều Hạ Tử Dục cũng chỉ cùng Hạ Hiểu Lan tại ngoại giao bộ quan hệ hữu nghị vũ hội thường chạm qua mặt, còn có một lần là Hạ Hiểu Lan mua phòng ở, cùng Hạ Trường Chinh đụng phải quá, thình lình, Trương Thúy ở Kinh Thành nhìn thấy Lưu Phân, Hạ Tử Dục có vài phần kỳ quái, ngươi nói nhị thẩm nàng ở Tây Đan kia một mảnh rất quen thuộc, ngươi lại lưu tâm Hạ, nhìn xem nàng rốt cuộc ở nơi đó làm cái gì, Hạ Tử Dục từ đổ triệu huy trong tay cầm một tờ chi phiếu, muốn dùng tới làm buôn bán, lại chưa Hạ quyết tâm. Phía trước ở Luna mua quần áo, Hạ Tử Dục cũng coi như đã chịu dẫn dắt, làm tiệm ăn vặt dầu mỡ vất vả, khai một nhà giống Luna như vậy cửa hàng, nhẹ nhàng lại ngăn nắp, Hạ Tử Dục có tám phần tâm động, nàng nếu không làm buôn bán liền thôi, một làm buôn bán, khẳng định phải là đại trường hợp, khai ở Tây đang tính gì, nàng muốn khai liền khai ở Vương Phủ Tỉnh, tốt nhất mặt tiền cửa hàng, xa hoa trang hoàng, trực tiếp khai một chỗ trang phục thương thành, nguyên bản cũng là tính toán thuyết phục đổ triệu huy, tưởng cùng đỗ triệu huy hợp tác du thuyết đỗ triệu huy tu một tòa thương trường nàng chỉ cần một hai tầng dùng để kinh doanh nữ trang như vậy quy mô trước mắt ai là nàng đối thủ nhưng đỗ triệu huy đối nàng thương nghiệp kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú nghe xong một nửa liền đánh gãy nàng hạ tử dục dứt khoát liền không nói kiếm tiền kế hoạch nàng lưu trữ chính mình dùng không tốt sao đỗ triệu huy nhưng thật ra không keo kịp lần đầu tiên nàng nói cho đối phương chu gia bối cảnh chỉ có một vạn thù lao Nàng không muốn kia một vạn, chính là muốn bắt càng nhiều. Lúc này đây, bất quá là đề ra cái kiến nghị, đổ Triệu Huy cho nàng khai trương 10 vạn chi phiếu, 10 vạn khối, đã có thể làm hạ tử dục ở kinh thành mua một chỗ hảo sân, nàng không có động thủ xem phòng, chính là muốn dùng này 10 vạn đương tài chính khởi đầu. Vương phủ tỉnh khai trang phục thương trường, không nói muốn mấy trăm vạn sửa nhà, ít nhất muốn mấy chục vạn đi, chỉ dựa hạ tử dục trong tay này 10 vạn căn bản không đủ. Nếu không thể ở Vương phủ tỉnh Hạ Tử Dục vẫn là tưởng ở Tây đang khai cửa hàng, khai cái cửa hàng quần áo có cái gì khó, chỉ cần đến bán sĩ thị trường đem quần áo thu hồi tới, cửa hàng giống Luna giống nhau trang hoàng hảo điểm, lại thỉnh hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi đương tiêu thụ viên, khắp thiên hạ cửa hàng quần áo đều đại đồng tiểu dị, vừa lúc nàng bị trường học kỷ luật hạn chế, không thể mỗi ngày canh giữ ở trong tiệm, khai cửa hàng quần áo quá thích hợp, Hạ Tử Dục tưởng tuyển ở Tây Đan, không phải nhằm vào Luna, nàng là nhìn Tây Đan đã không ngừng Luna một nhà cửa hàng quần áo, Luna tiêu tiền tìm người ở tạp chí cùng báo chí thượng đánh quảng cáo, nàng liền khai ở Luna bên cạnh, có đối phương chỗ tốt, liền quảng cáo phí đều tỉnh, này đó tính toán, hạ tử dục cũng chưa cùng Trương Thúy nói tỉ mỉ, chỉ là làm Trương Thúy đem Lưu Phân nhìn chầm chầm thẫn, ở Tây Đan khai gia cùng cái kia Luna cấp bậc giống nhau cửa hàng quần áo. đổ Triệu Huy trong tay cấp chi phiếu phỏng chừng miễn cưỡng đủ dùng, nàng thật vất vả từ đổ triệu huy trong tay lộng tới tiền vốn, cũng không thể dễ dàng xảy ra sự cố, chỉ cần gặp được Hạ Hiểu Lan, nàng tổng hội xui xẻo, không đem lưu phân vì cái gì ở Tây đang lui tới nguyên nhân biết rõ ràng, Hạ Tử Dục sẽ không yên tâm ở Tây đang làm buôn bán, hảo địa phương mỗi người đều muốn, Hạ Tử Dục chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, Trương Thúy nhớ thương chính mình lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, Hạ Tử Dục đánh gãy nàng, mẹ, ngươi không cần nhân tiểu thất đại, về điểm này đồ vật quản bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là không làm rõ ràng nhị thẩm vì sao ở Tây đang xuất hiện, trương ký tiệm ăn vặt, ngươi yên tâm một lần nữa khai trương sao. Hạ Hiểu Lan cũng sẽ không làm chúng ta nhật tử hảo quá, nàng hiện tại có thể dựa nam nhân quan hệ, mà kiến hoa hắn ba lại điều chức đi lịch sử đảng làm, chúng ta không thể cứng đối cứng, trương thúy buồn bực đã chết, bột mì cùng đường, du chờ tài liệu chờ có thể gửi, thời tiết này trứng gà có thể phóng một tháng, thịt lại chỉ có thể phóng một ngày ngươi đêm nay về nhà ăn cơm ta đem lấy lòng thịt làm cho ngươi ăn ngươi kêu lên kiến hoa cùng nhau nói lên kiến hoa mẹ nghĩ tới ngươi nói hạ hiểu lan tìm kia đối tượng hiểu không hiểu được nàng trước kia sự ở quê quán thanh danh như vậy lạng nàng đối tượng trong nhà một chút đều không thèm để ý ở nông thôn vì sao như vậy để ý thanh danh từ xưa đến nay nữ nhân trinh tiết đã bị người coi trọng giống hạ hiểu lan phía trước thanh danh lớn lên lại xinh đẹp cũng chưa dùng ở nông thôn chỉ có thể gã lão quan côn cùng người quá vợ linh tinh hiện tại hạ hiểu lan thi đậu hoa thanh đại học chim sẽ biến phượng hoàng cũng có thể tìm được cán bộ gia nhi tử đương đối tượng trương thúy trong lòng nơi nào chịu phục vương gia đều phải bắt bẻ hạ tử dục không lý do hạ hiểu lan tìm nhà chồng đối tương lai con dâu quá khứ một chút đều không để bụng đương cán bộ liền coi trọng cái thanh danh trương thúy nói làm hạ tử dục ánh mắt lập lòe chu gia sẽ không để bụng sao vương gia ngạch cửa đều như vậy cao chẳng sợ vương quảng bình hiện tại điều chức còn ngạnh cổ cao ngạo chu gia sau so vương quảng bình điều chức trước đều lợi hại đương nhi tử có thể bị hạ hiểu lan khuôn mặt mê hoặc hơn nữa hạ hiểu lan thi đậu hoa thanh đại học chu gia mới đồng ý đi nếu chu gia đã biết hạ hiểu lan từ trước sự lại là cái gì phản ứng hạ tử dục vẫn luôn muốn biết nhưng nàng không thể động thủ không thể chính mình đem sự tình thọc đến chu gia trước mặt mẹ ngươi đi trước đem nhị thẩm bên kia làm minh bạch chuyện này ta có tính toán của chính mình, ngươi cũng đừng quản. 814, Lục Hoa lay động, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Hạ Hiểu Lan mua chính là thứ bảy sáng sớm phiếu, nàng vốn dĩ tưởng thứ sáu buổi tối liền đi, buổi chiều thời khóa biểu tràn đầy, còn có một ít tác nghiệp, thi đậu đại học liền giải phóng. Nằm mơ còn kém không nhiều lắm, hỗn nhật tử người có thể nhẹ nhàng điểm, nếu muốn hảo hảo học, tri thức lại vô chừng mực, đại học tuyệt đối có thể so sánh cao trung càng mệt, Hạ Hiểu Lan trong phòng đèn bàn lượng đến rạng sáng một giờ, Lưu Phân cùng Vu Nải Nải đều tay chân nhẹ nhàng, không kinh động nàng. Nàng viết xong cũng tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức các nàng, nhưng đứng lên vừa động, liền nghe thấy nàng mẹ ở cửa sổ bên ngoài hỏi, ngươi viết xong. Mẹ cho ngươi nấu chén trứng tráng bao, ngươi ăn xong ngủ tiếp, đường tâm trứng tráng bao, thiếu đường, còn thả điểm rượu nếp than, là hạ hiểu lan khẩu vị. Nàng hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt hảo ý, mở cửa, ngài như thế nào còn chưa ngủ, Lưu Phân cười cười không nói chuyện, Hạ Hiểu Lan lại thông minh, nàng cũng sẽ không hiểu mẫu thân tâm tư, hài tử lại đại, đương mẹ nó cũng sẽ không yên tâm, lo lắng hài tử ngủ không thể ăn không no, Hạ Hiểu Lan thức đêm làm bài tập, Lưu Phân sao có thể lo chính mình hô hô ngủ nhiều, Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy đã đói bụng, người trẻ tuổi thân thể sự trao đổi chất mau, buổi tối thêm cơm có thể hay không béo phì. Khi đến là vài năm sau suy xét chuyện này, nàng ba lượng hạ liền đem trứng tráng bao liền canh mang thủy đều ăn xong, vốn định nói một chút mã sở trưởng sự, Lưu Phân cầm chén thu, được rồi, chạy nhanh ngủ đi, ngươi sáng mai còn muốn đi đuổi xe lửa, bôn ba là thực vất vả, Hạ Hiểu Lan khai giảng sau, liền không có một cái cuối tuần là nghỉ ngơi quá, hiện tại lại muốn ngồi xe lửa đi xem Chu Thành, Lưu Phân đau lòng khuê nữ mệt, nhưng Chu Thành bên kia lại là quân nhân, bộ đội kỷ luật làm trọng, hai người trung gian. Dù sao cũng phải có người nhiều trả giá điểm chu thành bản nhân tính cách hảo lưu phân đã sớm tán thành chu thành ba mẹ không khó ở chung lưu phân lần trước gặp qua quan tuệ nga còn tổng giới thiệu bằng hữu tới trong tiệm mua quần áo lưu phân có đôi khi ở có đôi khi không ở đảo không phải hiếm lạ quan tuệ nga mang đến khách nguyên có thể nhiều kiếm tiền tiền lưu phân là hiếm lạ chu gia người khai sáng giảng đạo lý quan tuệ nga không ghét bỏ nàng cùng hiểu lan làm thể hộ nếu không các nàng ở kinh thành khai cửa hàng quan tuệ nga hận không thể làm bộ không quen biết làm sao chủ động dẫn người tới có thể gặp được cái điều kiện tốt đối tượng không dễ dàng càng khó đến là nhà trai gia đình hảo ở chung lưu phân bản nhân đối điểm này cảm xúc quá sâu chu thành trừ bỏ không thể lúc nào cũng bồi hiểu lan từ nơi nào xem đều chọn không ra nửa điểm tật xấu hai hài tử hiện tại gặp mặt khó khăn điểm về sau kết hôn thì tốt rồi lưu phân còn rất có thể an ủi chính mình nàng cũng không nghĩ liền tính là kết hôn hạ hiểu lan cùng chu thành ai đi nhân nhượng ai cũng là cái vấn đề lớn hạ hiểu lan thủ hạ lôi kéo cái trương bối thượng cổng bao đuổi xe lửa khang vĩ sáng sớm tới đưa nàng đến nhà ga cái trương cùng bao đều thật nặng nề trong trương tất cả đều là ăn trong bao trang chính là cấp chu thành mua đồ dùng sinh hoạt quân trang bộ đội sẽ phát khang lông kem đánh răng linh tinh muốn chính mình chuẩn bị bao gồm quần lót cùng với linh tinh cá nhân đồ dùng đáng thương hạ hiểu lan trước sau hai đời trước nay không thấy nam nhân mua quá quần lót nàng phát hiện chính mình cũng sẽ mặc năng tẩu tử trên đường cẩn thận một chút a à, khang vĩ hỗ trợ đem đồ vật đề lên xe lửa kinh thành đến ký bắc tỉnh không xa xe lửa sẽ thẳng tới thạch gia trang khang vĩ làm hạ hiểu lan cẩn thận là thạch gia trang đến lục quân học viện còn có đoạn khoảng cách đâu xe lửa loảng xoảng loãng xoảng một đường vang cũng không ảnh hưởng hạ hiểu lan ngủ nàng thật đúng là không ủy khuất chính mình có thể mua giường nằm tuyệt không mua ghế ngồi cứng hiện tại điều kiện hảo không cần tỉnh như vậy điểm tiền tối hôm qua vốn dĩ liền ngủ đến vãng hạ hiểu lan yêu cầu bổ ngủ bù mùa xuân ngồi xe lửa là nhất thoải mái mùa đông quá lạnh mùa hè quá nhiệt còn sẽ có các loại mùi mồ hôi mùa xuân đem cửa sổ mở ra gió thổi đến trên mặt là sảng khoái bốn giữa tháng tuần kinh thành đến ký bắc này dọc theo đường đi có tràn đầy xuân ý lục ý một lần nữa bao trùm đại địa không có mãn nhãn khô vàng liền tâm tình đều sẽ biến hảo. Hạ Hiểu Lan ngủ 2 giờ, bò dậy xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh, đại buổi sáng tâm tình hảo, tới rồi Thạch Gia Trang muốn đổi xe, cũng không như vậy không xong, chờ kéo hành lý tới rồi học viện cửa, đương trị không phải Hạ Hiểu Lan từng gặp qua lính gác, nàng nói chính mình tìm Chu Thành, trạm gác làm nàng từ từ, Hạ Hiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng lại sợ gặp được lần trước cái loại này tình huống, Thạch Khải hy sinh, không chỉ có kích thích chính là Chu Thành, Hạ Hiểu Lan đều có điểm thần hồn nát thần tính, liền sợ Chu Thành lại đi chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ. Đất khách cũng không phải khó nhất, khó chính là thương vong bóng ma sẽ bao phủ lên đỉnh đầu, đặc biệt là hai người không có biện pháp liên hệ thời điểm. Hạ Hiểu Lan cũng nhịn không được miên mang suy nghĩ, chờ Chu Thành ra tới, hảo cánh tay hảo chân, Hạ Hiểu Lan dẫn theo tâm buông xuống. Chu Thành, Chu Thành nhìn nàng cũng cao hưng, giúp nàng đem ba lô cùng cái rương đều tiếp nhận đi, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật có mệt hay không nha, khẳng định sáng sớm liền ngồi lên xe lửa, mới có thể sớm như vậy đến. Chu Thành cũng lý giải Hạ Hiểu Lan ý tứ, thứ bảy sớm một chút tới, buổi tối ở ký Bắc tỉnh trụ một đêm, cuối tuần lại trở lại Kinh Thành, hai người ở chung thời gian muốn trường một chút, học viên người nhà tới thăm hỏi, không thể trụ trong học viện, nhưng trường học bên ngoài có nhà khách, này đó đến không cần Hạ Hiểu Lan nhọc lòng. Hạ Hiểu Lan vốn dĩ trong lòng còn sinh khí, cấp thạch gia người tìm phòng ở sự, Chu Thành vòng qua nàng, tìm Khang Vĩ đi an bài, nhưng thấy Chu Thành mặt, nàng hỏa khí liền không cố thượng, thấy một lần mặt không dễ dàng a, à, nơi nào bỏ được cãi nhau. Chu Thành ở trường học nhưng không có đơn người ký túc xá, hắn là doanh trưởng, người khác cũng không kém, mọi người đều là tới tiến tu, không có người làm đặc thù hóa, hắn trụ chính là bốn người gian. Biết Chu Thành đối tượng muốn tới, mặt khác ba cái bạn cùng phòng đều thực săn sóc, cùng Hạ Hiểu Lan chào hỏi, liền đem ký túc xá cấp nhường ra tới, không thể ở phòng ngủ ngốc, đại gia liền chơi bóng đi bái, một đường đi, một đường đều đang nói, chu thành hắn đối tượng lớn lên cũng quá đẹp đi, ai, đừng hâm mộ, hâm mộ vô dụng, nhân gia chu thành lớn lên liền xoái, còn có tiền đồ, muốn không có thạch khải sự, muốn không có thạch khải sự, lần trước đi ra ngoài học viên, mỗi người đều lập công đâu, hiện tại cũng lập công, học viện bên này không nhắc tới như thế nào khen ngợi, khẳng định là có ảnh hưởng nên là ai công lao sớm muộn gì đều chạy không thoát thế chu thành thao cái gì tâm nha nhân gia tuổi còn trẻ coi như thượng doanh trưởng tiến tu hai năm trở về nói không chừng còn muốn hướng lên trên đề cái gì kêu nhân trung long phượng đâu chính là tìm cái đối tượng đều lớn lên phá lệ xinh đẹp chu thành hắn đối tượng đến so khương nghiên còn xinh đẹp đi a à, người đá ta làm gì không chỉ có bị đá khóe mắt còn ở run rẩy cứng đờ quay đầu mấy cái xuyên quân trang nữ học viên liền đứng ở phía sau. Lục quân học viện là không chiêu nữ binh, ăn tết sau, hàng không một cái cái gì thông tin ban, tất cả đều là nữ học viên, đều nói tham gia quân ngũ ba năm, heo mẹ đều có thể tái điêu thuyền. Thình lình tới một đám nữ học viên, đại bộ phận nhân tâm đều sao động, không thể cùng nữ học viên thấu một đống huấn luyện, học viện liền lớn như vậy, luôn có gặp phải thời điểm, không đến một tháng, thông tin ban nữ học viên đã bị lén người bình ra ba bảy loại, Khương Nghiên, là toàn học viện nữ thần, thỏa thỏa trong quân lục hoa, hiện tại liền đứng ở ba người trước mặt, sau lưng nghị luận Khương Nghiên bị đương trường bắt lấy, thật là xấu hổ cực kỳ, 815, trượt tay. Hai càng, tác giả, bảo trang thành, Khương, Khương Nghiên, bị trảo bao người, nói chuyện đều lắp bắt, không có biện pháp, Khương Nghiên quá lợi hại, cùng Chu Thành so là kém chút, nhưng năm học viên, vốn dĩ cũng không mấy cái có thể so sánh quá Chu Thành. Chu Thành nếu là nhân trung chi long, Khương Nghiên chính là nhân trung chi phượng, Khương Nghiên thân cao có 172 cm, bất đồng với Hạ Hiểu Lan kiều mị, ai nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, nhất định sẽ nhớ tới anh tư tác sản, cái này từ, Chu Thành danh khí ở bộ đội không nhỏ, Khương Nghiên cũng sẽ không so với hắn kém nhiều ít. Tháng trước, thông tin bang vừa mới tổ kiến, Khương Nghiên cùng mặt khác nữ học viên đến trường học không bao lâu có người sau lưng nói chuyện không tôn trọng bị Khương Nghiên trảo vừa vặn. Khương Nghiên nhưng không có khóc sức mức chạy tới hướng lãnh đạo cáo trạng, mà là đương trường hướng người nọ phát ra khiêu chiến. Nữ nhân cùng nam nhân đối luyện, thể lực thượng không chiếm ưu thế, nhưng Khương Nghiên cách đấu kỹ xảo quá cường, vị kia nam học viên bị nàng ba lượng hạ liền đánh nghiêng trên mặt đất. Khương Nghiên một khắc trước còn hùng hổ dọa người, sau một khắc liền hướng đối thủ duỗi tay, liền tính là khen ta, cũng muốn làm trò ta mặt nói, đánh quá một trận, phía trước sự liền tính, nam học sinh bị nàng từ trên mặt đất kéo tới, vừa hổ vừa thẹn, từ đây đảo thành Khương Nghiên ủng độn. Kinh này một chuyện, Khương Nghiên năng lực cá nhân cùng trí tuệ, thuyết phục không ít nam học viên, làm cho bọn họ cũng không dám nữa coi kinh thông tin ban nữ học viên. Ai biết các nàng trung gian, có phải hay không còn tất giấu cái thứ hai Khương Nghiên? Học viện cũng chỉ có một cái, thông tin ban từ nữ học viên tạo thành, Khương Nghiên nhất chiến thành danh, hoàn toàn xứng đáng trở thành lục quân học viện mọi người trong lòng nữ thần. Trong học viện không đối tượng, không ít người đều đối Khương Nghiên có hảo cảm, cho dù có đối tượng, thấy Khương Nghiên từ trước mặt đi qua, cũng nhịn không được sẽ nhiều xem hai mắt. Chỉ có Chu Thành, không để ý đến chuyện bên ngoài, Khương Nghiên như vậy trong quân lục hoa, Chu Thành cư nhiên cũng chưa hứng thú, chưa bao giờ tham dự bọn họ ngầm thảo luận, hỏi Chu Thành, Khương Nghiên đẹp hay không đẹp, Chu Thành chỉ biết trả lời một câu, không chú ý hoặc là ta có đối tượng, đủ loại nghi ngờ, thẳng đến chính mắt nhìn thấy Hạ Hiểu Lan, mới đánh mất hơn phân nữa. Có Hạ Hiểu Lan như vậy đối tượng, khó trách Chu Thành không chú ý Khương Nghiên. Khương Nghiên anh tư tác sản, Hạ Hiểu Lan kiều mị động lòng người, ai quy định quân nhân cũng chỉ có thể thích quân nhân. Đại bộ phận nam nhân, càng thiên hảo Hạ Hiểu Lan như vậy diện mạo, Hạ Hiểu Lan làm nhân tâm động, tưởng bảo hộ, tưởng thương tiếc, Khương Nghiên làm người thưởng thức, lại cũng cảm giác được áp lực quân hàm thượng áp hơn người liền tính, người bình thường còn đánh không lại Khương Nghiên, không biết nữ nhân này là như thế nào luyện thành thân thủ. Các ngươi đang nói ta sao, Khương Nghiên đứng ở trước mặt, đề nàng tên nam học viên bắp chân đều rung lên, không, chưa nói ngươi. Nói chu thành đâu, hắn đối tượng tới, Khương Nghiên mí mắt một liêu, nhìn ký túc xá phương hướng, chu thành có đối tượng. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không được ở sau lưng nói ta nói bậy, có ý kiến giáp mặt đề, chúng ta chơi bóng còn thiếu người, các ngươi muốn hay không gia nhập chuyện này, khương nhiên như vậy nhẹ nhàng liền đi qua. khương nhiên hôm nay như thế dễ nói chuyện, chu thành bạn cùng phòng cũng không dám không quý trọng, lúc này mới thấy rõ ràng khương nhiên các đồng bạn trong tay cầm bóng rổ, mọi người đều phải đi sân bóng, khó trách gặp phải. chu thành ký túc xá ở hai lâu, lục quân học viện cuối tuần, cùng bình thường đại học cuối tuần bất đồng, bình thường đại học, bọn học sinh là có thể tùy tiện ra cổng trường cuối tuần có thể đi địa phương quá nhiều, trường quân đội cuối tuần, nhiều nhất là không huấn luyện, cho phép xin nghỉ, mà không phải tùy tiện đi ra ngoài. Hạ Hiểu Lan từ Chu Thành ký túc xá cửa sổ trông ra, dưới lầu là cái đại sân bóng, Hạ Hiểu Lan còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, Chu Thành, các ngươi học viện còn có nữ binh sao, Chu Thành ở khai trương sửa sang lại Hạ Hiểu Lan mang đến đồ vật, đôi mắt tất cả tại hắn tức phụ nhi trên người, xem cũng chưa xem ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, thông tin bang năm nay mới vừa thành lập, khả năng liền này một kỳ. Hạ Hiểu Lan chính là cảm khái hai câu, có hay không nữ học viên, nàng không nghĩ nhiều, có nữ học viên sao, chẳng lẽ Chu Thành còn không thể cùng nữ học viên một khối tiến tu. Hạ Hiểu Lan còn không có như vậy song tiêu, nàng muốn nghĩ như vậy, Chu Thành hoàn toàn có thể trái lại yêu cầu Hạ Hiểu Lan đừng vào đại học, nhìn xem hoa thanh 84 giới kiến trúc hệ, ba cái ban liền Hạ Hiểu Lan ở bên trong, chỉ có 15 cái nữ sinh, dư lại nhưng đều là nam học sinh nàng cũng không biết chu thành bạn cùng phòng sẽ lấy nàng cùng trong quân lục hoa so hạ hiểu lan cùng chu thành cảm tình là từ nhan giá trị hấp dẫn bắt đầu nhưng hai người hảo đã hơn một năm hai bên gia trưởng đều đã gặp mặt làm sao ngăn là nhan giá trị hạ hiểu lan cũng không cảm thấy chính mình là thế giới đệ nhất mỹ trên đời luôn có người so nàng càng đẹp mắt là cái khác phái nàng đều phải phòng bị hạ hiểu lan có thể đem chính mình mệt chết chu thành ở thu thập đồ vật Hạ Hiểu Lan thì tại xem dựa cửa sổ án thư. Trên bàn bày rất nhiều thư, Hạ Hiểu Lan tùy tay rút ra một quyển, mặt trên nhớ mảng bút ký, nhìn chữ viết lại là Chu Thành. Ngươi nhìn nhiều như vậy thư, Chu Thành có điểm ngượng ngùng, ở trong học viện, trừ bỏ huấn luyện, chúng ta chủ yếu vẫn là thượng văn hóa khóa. Chu Thành đồng dạng là không nhận thua tính cách, làm gì đều tưởng tranh đệ nhất. Chính mình tức phụ nhi là hoa thanh đại học, Chu Thành sợ bị kéo ra trên lệch, Nguyên bản cũng tính toán thừa dịp 2 năm tiến tu thời gian hảo hảo tăng lên hạ chính mình, từ lần đó bị cách ly thẩm tra, Chu Thành không thể người ngoài giao lưu, chỉ có thể chuyên chú sách vở, dần dần, hắn liền phát hiện học tập tư vị, hiện đại quân sự chiến tranh, cùng vũ khí lạnh thời đại bất đồng, thậm chí giải hòa phóng chiến tranh lúc ấy cũng bất đồng, quân sự khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, quân đội phương thức tác chiến bất đồng, chỉ huy chiến thuật đương nhiên muốn điều chỉnh, đương một cái bình thường binh lính khả năng không cần học tập đương một cái loại ưu binh cần thiết muốn học sử dụng mới nhất vũ khí giống chu thành như vậy quan quân liền càng cần nửa bắt kịp thời đại hạ hiểu lan không phải cười nhạo chu thành nàng rất cao hứng chính mình nam nhân vẫn luôn ở tiến tới giống chu thành như vậy gia thế không cần như vậy nỗ lực khởi điểm cũng so người khác cao hắn cố tình còn so với người bình thường càng nỗ lực hạ hiểu lan cảm thấy chính mình ánh mắt không sai từ lần đầu tiên gặp mặt bỉ hư mau hai năm thời gian chu thành biến hóa đích xác rất lớn nàng nhịn không được buông thư dựa đến chu thành bên người đem chính mình chuẩn bị tốt đồng hồ lấy ra tới chu thành quá mấy ngày lại là ngươi sinh nhật ta cũng không biết đưa ngươi cái gì không cần chê ta không tân ý ta biết ngươi thích biểu ta mỗi năm đều là đưa ngươi một con biểu được không mỗi năm đều đưa một con biểu đồng hồ là dùng để xem thời gian thời gian trôi đi lại chung có hiểu lan bồi loại này lãng mạn hứa hẹn sớm đã vượt qua đồng hồ bản thân giá trị bạn cùng phòng nhóm có ánh mắt, Chu Thành đương nhiên là muốn nắm chắc cơ hội. Thạch Khải hy sinh mau hai tháng, Chu Thành tâm tình cuối cùng hơi chút bình phục, có tâm tư nhi nữ tình trường, tay mới vừa ôm thượng chính mình tức phụ nhi eo, phanh một tiếng vang lớn, một cái bóng rổ nện ở trên cửa sổ, đem pha lê đánh dập nát, Chu Thành đem Hạ Hiểu Lan giấu ở trên người, xác nhận pha lê ra không có lộng thương Hạ Hiểu Lan, mới đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, dưới lầu sân bóng, Chu Thành bạn cùng phòng thật ngượng ngùng, trượt tay. Chu Thành các ngươi không có bị thương đi. Chờ a, à, lập tức đi lên nhìn xem, trượt tay, này lại không phải bóng đá, một chân đá sai rồi, có thể đánh nát cửa kính, bóng rổ liền tính trượt tay, cũng rất khó chạy xa như vậy, trừ phi là có người cố ý, Chu Thành tầm mắt dừng ở sân bóng rổ thượng một cái anh tư tác sản thân ảnh trên người, Hạ Hiểu Lan cũng nhìn ra điểm khác thường, Chu Thành, ngươi nhận thức, 816, cổ thức Khương Nghiên, Ba Càng, tác giả bảo trang thành lầu hai lại không phải đặc biệt cao xin lỗi tuy rằng là chu thành bạn cùng phòng hạ hiểu lan đảo cảm thấy tạp toái pha lê càng như là sân bóng rổ bên cạnh một cái nữ học viên tóc cắt quá ngắn hạ hiểu lan lớn lên nhìn thấy mà thương khi nữ học viên ngủ quan cực kỳ đại khí đối phương thẳng lăng lăng nhìn qua hạ hiểu lan hướng nàng cười cười quay lại đầu liền hỏi chu thành các ngươi nhận thức này nên không phải là một cái khác cao phỉ đi nếu là cao phỉ cái loại này mặt hàng hạ hiểu lan đều không kiên nhẫn ứng đối chu thành chần chờ một chút mới gật đầu nhận thức nàng kêu khương nghiên hạ hiểu lan thực mẫn cảm chu thành trả lời ý vị sâu xa a à. ngươi là nói ngươi ở đến lục quân học viện tiến tu trước liền nhận thức nàng chu thành đem ánh mắt từ sân thể dục thu hồi vừa mới nói một cái đúng vậy tự thịt 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 tiếng bước chân liền vang lên bạn cùng phòng của hắn nhóm đã trở lại chu thành hai ngươi không bị thương đi nhìn pha lê ra chạy nhanh thu thập hai cái bạn cùng phòng mồm năm miệng 10, giải thích chuyện vừa rồi, mọi người cùng nhau chơi cầu, nam nữ học viên đấu đối kháng, Chu Thành bạn cùng phòng muốn ném rổ, Khương Nhiên nhảy dựng lên, cái mũ, bóng rổ bay, vừa lúc đập hư cửa sổ pha lê, may mắn tạp chính là ta chính mình phòng ngủ pha lê, Chu Thành bạn cùng phòng cảm khái, Hạ Hiểu Lan cũng chưa cho hai người bọn họ sắc mặt xem, phụ họa, là nha, đập hư người khác phòng ngủ pha lê, tổng không tốt lắm. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho pha lê cắt tay. Hạ Hiểu Lan dễ nói chuyện, nhưng thật ra Chu Thành không lên tiếng, hai cái bạn cùng phòng cũng ngượng ngùng, liền tính là tay hoạt cũng ngượng ngùng, nhân gia vợ chồng son khó được thấy một lần, nói không chừng chính khanh khanh ta ta đâu, một cầu tạp nát cửa kính, pha lê bột phấn không đem người lộng thương, kia cũng là dọa nhảy dựng, hai người mau đi ra, Chu Thành đột nhiên hỏi nói, cầu là Khương Nghiên đánh bay, Chu Thành bạn cùng phòng đem cái kia buông, nhìn Hạ Hiểu Lan liếc mắt một cái, không rất cao hứng, mọi người đều ở đoạt cầu, là Khương Nhiên chụp phi, kia cũng không phải cố ý, Pha Lê nát, đại gia cũng nói tạ tội, đi học viện hậu cần chỗ báo bị một tiếng, làm hậu cần chỗ người đã đổi mới cửa kính là được, hậu cần chỗ nếu không đồng ý, bọn họ liền chính mình bỏ tiền đổi Pha Lê, có thể cùng Chu Thành trụ một cái phòng ngủ đều là tiếng tu học viên, có tiền lương người, ai cũng không thiếu chút tiền ấy, không có việc gì, Chu Thành chính là làm Khương Nghiên đồng chí đừng để ý đây là ngoài ý muốn ai đều không nghĩ các ngươi tiếp tục chơi cầu đi đừng chậm trễ hạ hiểu lan có thể nói hai ba câu công phu vừa rồi hơi cương không khí lại quay lại hai cái bạn cùng phòng cũng chưa nói gì đem pha lê ra thu thập còn xuống lầu hạ hiểu lan lại đi xem dưới lầu kêu khương nghiên nữ học viên đã không thấy chu thành ngươi cảm thấy nàng là cố ý chu thành gật đầu nếu là người khác chính là vô tình là khương nghiên đó chính là cố ý Hạ Hiểu Lan vỗ vỗ giường đệm, kia vị này Khương Nghiên đồng chí, vì cái gì muốn cố ý đập hư cửa sổ. Hai người trước kia nhận thức, ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có người này tồn tại, Khương Nghiên lớn lên rất xinh đẹp. Chu Thành nói tuyển nhận nữ học viên, thông tin bang, năm nay mới vừa thành lập, đó chính là quá xong năm sau. Khương Nghiên mới đến lục quân học viện bao lâu, liền Chu Thành bạn cùng phòng đều theo bản năng giữ gìn đối phương. Hạ Hiểu Lan cảm thấy, cô nương này là một nhân vật, một nhân vật như vậy, Hạ Hiểu Lan tự nhiên không nghe Chu Thành nhắc tới quá, liền tính Chu Thành không nói, Khang Vĩ cùng Thiệu Quang Vinh bọn họ, cũng không đề qua, hiển nhiên không quá bình thường, bởi vì ta cũng không nghĩ tới, cùng Khương Nghiên còn sẽ có liên quan. Ngươi biết Phan Tam Ca vì cái gì sẽ xuất ngũ sao? Chính là bởi vì Khương Nghiên đường ca, Chu Thành trong giọng nói, đối Khương Nghiên hiển nhiên không có bất luận cái gì hảo cảm, Hạ Hiểu Lan kỳ thật cũng tò mò Phan Tam vì sao sẽ xuất ngũ, nếu nói thực sự có y y trong tiểu thuyết viết binh vương hạ hiểu lan trong ấn tượng phan tam chính là phù hợp nhất này định nghĩa tồn tại chu thành bị cách ly thẩm tra thời điểm bởi vì đề cập đến phan tam chu quốc bân lúc ấy liền cùng hạ hiểu lan nói qua phan tam ở bộ đội khi thật sự rất lợi hại liên tục mấy năm cầm toàn quân đại bỉ đệ nhất như vậy một người không nên trước tiên xuất ngũ a à. cụ thể sự bộ đội đã hạ phong khẩu lệnh không thể giảng Phan Tam Ca cùng Khương Nghiên Đường Ca Khương Võ nổi lên xung đột, Khương Võ trí tàn, Khương Gia ở Kim Lăng quân khu rất có lực lượng, Phan Tam Ca không nghĩ quân khu thủ trưởng khó xử, lúc này mới trước tiên xuất ngủ, này đối Chu Thành tới nói hiển nhiên không phải cái gì tốt hồi ức, Phan Tam Ca lúc ấy cũng lên tới đoàn trưởng, dựa theo chính sách, hắn rời đi bộ đội kêu chuyển nghề, sẽ an bài hồi nguyên quán công tác, cấp bậc so lui đội hàng một bậc, ít nhất là cái phó chỗ cấp cán bộ, Khương Gia tuy rằng ngang ngược, Phan Tam mặt sau cũng không phải không ai bảo, Chu Thành trong nhà liền ra lực, Phan Tam hoàn toàn có thể hồi nguyên quán công tác. Phan Tam cho rằng đó là hắn cùng Khương Gia ân oán, không muốn làm Chu Gia khó xử, trực tiếp từ bỏ nguyên quán công tác. Chu Thành thật sự rất khó đối Khương Nhiên có hảo cảm, Hạ Hiểu Lan hít hà một hơi, quá đáng tiếc, nàng chính là thế Phan Tam đáng tiếc, Hùng ưng nên bay lượn ở phía chân trời, đem Hùng ưng cánh bẻ gãy, cho nó trút lại hoa lệ qua, nó cũng không thấy đến sẽ vui sướng, vốn là binh vương, là bộ đội tinh nhuệ, không chỉ có bị bắt trước tiên rời đi bộ đội, hiện giờ còn bị hoài nghi thành buôn lậu phạm, em đẹp, phan tam như thế nào sẽ bị hoài nghi thành buôn lậu phạm, còn có chu thành cũng cùng nhau bị cách ly thẩm tra, là khương gia, nếu là có người nhìn chầm chầm vào phan tam không bỏ, lần trước sự liền nói thông, bất quá khương nghiên đem cửa sổ cấp tạp, không giống có thù oán, đảo như là giận dỗi. Ở Phan Tam ca sự phía trước, ngươi cùng Khương Nghiên hẳn là không phải kẻ thù, mà là bằng hữu đi, giống như chuyện gì đều không thể gạt được Hiểu Lan, Chu Thành cũng không tính toán muốn gạt, xem như chiến hữu đi, Khương Nghiên cũng thượng quá tiền tuyến, cho dù là hậu cần tiếp viện, kia cũng là rất lợi hại, bởi vì Khương Nghiên sự ngắt lời, Hạ Hiểu Lan cũng không ở bộ đội ngốc lâu lắm, buổi tối nàng liền ở học viện cửa nhà khách trụ, Chu Thành nói ngày hôm sau có thể xin nghỉ, một ngày thời gian đều có thể bồi Hạ Hiểu Lan, vẫn luôn có thể tới đưa hạ hiểu lan lên xe lửa liền đưa đến cửa ta lại ném không được hạ hiểu lan làm chu thành chạy nhanh trở về hai người ở học viện cửa tách ra chỉ có vài bước lộ chính là nhà khách tới rồi nhà khách cửa hạ hiểu lan nhìn thấy khương nghiên nói thật nàng không có nhiều ít ngoài ý muốn khương nghiên tạp pha lê kia một chút nếu không phải vì khiến cho chu thành chú ý đó chính là hấp dẫn hạ hiểu lan chú ý bái khương nghiên đem nàng trên dưới đánh giá tự hồ không nghĩ tới Chu Thành sẽ thích Hạ Hiểu Lan này một khoảng, ngươi là Chu Thành đối tượng, Khương Nghiên cái đầu rất cao, sao Hạ Hiểu Lan còn cao một chút, hiện tại tuy rằng ăn mặc thường phục, kia khí thế cùng ăn mặc quân trang cũng không gì khác biệt, Hạ Hiểu Lan lộ ra xa cách tươi cười, thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Đem người khác ngăn lại tới lúc sau, ta tưởng ngươi hẳn là trước giới thiệu chính mình, mới không có vẻ đường đột vô lễ, Khương Nghiên nhíu mày. Chu Thành không có nói cho ngươi, ta là ai? Chu Thành vì cái gì muốn nói cho ta, Hạ Hiểu Lan trợn tròn mắt, không cần chiếu gương, đều có thể tưởng tượng chính mình lúc này biểu tình có bao nhiêu thiếu tấu, 817, cùng Chu Thành một lần nữa đương bằng hữu. Bốn tràng, tác giả, bảo trang thành, mỗi người đều không ngừng một bộ gương mặt, đại gia mang mặt nạ xã giao, này tấm mặt nạ có thể là ôn nhu, là sang sản, là đáng yêu. Đương bị chọc giận thời điểm, thường thường sẽ duy trì không được mặt nạ. Hạ Hiểu Lan cảm thấy chính mình thực thiếu tấu, bởi vì nàng tưởng biết rõ ràng Khương Nghiên ý đồ đến, nào biết Khương Nghiên thế nhưng chút nào không chịu ảnh hưởng, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là giới thiệu Hạ chính mình. Ngươi hảo, ta kêu Khương Nghiên, cùng Chu Thành nhận thức 5 năm, năm, trước kia cùng Chu Thành là bằng hữu, hiện tại hắn khả năng đem ta đương địch nhân. Mục tiêu của ta là một lần nữa cùng hắn đương bằng hữu, Khương Nghiên bằng phẳng, không có che giấu chính mình ý đồ đến cô nương này nhưng thật ra hiếm thấy lỗi lạc, không có ngượng ngùng chi khí, cùng cái gì cao phỉ, đồng lị lị chi lưu hoàn toàn bất đồng. Hạ Hiểu Lan không phải tùy tiện làm người dùng lời nói hù trụ, Khương Nghiên đồng chí, ngươi cùng Chu Thành là bằng hữu cũng hảo, là địch nhân cũng thế, các ngươi ở cùng cái học viện, những lời này hẳn là có cơ hội nói đi, ngươi ngăn lại ta làm gì? Ngươi muốn cùng ta đối tượng đương bằng hữu, còn muốn ta dắt kiều đáp tuyến sao, chỉ có Hạ Hiểu Lan chính mình nguyện ý nàng mới có thể thiện giải nhân ý, không vui thời điểm, nàng quả thực là hạ dỗi đối, hạ biệt nữ. Dỗi người công phu nhất lưu, cũng sẽ không cho người lưu mặt mũi, mặt mũi là chính mình cho chính mình tìm, hạ hiểu lan cảm thấy Khương Nghiên anh tư tác sản làm cho người ta thích, nhưng Chu Thành đối Khương Nghiên không mừng, tất nhiên có Chu Thành lý do. Hạ Hiểu Lan cũng sẽ không làm cái này thánh mẫu, Khương Nghiên đại khái không nghĩ tới Hạ Hiểu Lan miệng lưỡi sắc bén đến tận đây, lúc này là thật sự hơi giật mình ta thực quý trọng cùng Chu Thành hữu nghị, chúng ta chi gian có hiểu lầm, từ từ, Khương Nghiên đồng chí, lời này ngươi đối ta nói vô dụng, ngươi không bằng đối Phan Tam Ca nói, Hạ Hiểu Lan tin tưởng Chu Thành đạo đức tiêu chuẩn, Phan Tam Ca cùng Khương Nghiên đường ca tranh chấp, Khương võ trí tàn, Chu gia muốn bảo Phan Tam, kia sự tình liền không phải là Phan Tam sai, hai người đều có sai, kia cũng là Khương võ sai muốn nhiều điểm, trước lưu giả tiện, nếu Khương võ trước ý thế hiếp người, phan tam chẳng lẽ còn không thể phản kích sao chu thành nói có phong khẩu lệnh hạ hiểu lan liền không tế hỏi khương nghiên là khương võ đường muội chính là khương gia người liền tính xung đột cùng khương nghiên không quan hệ song việc khương gia phải đối phan tam ca đuổi tận giết tuyệt chu thành tuyển phan tam ca bên kia tự nhiên sẽ không cùng khương nghiên lui tới chu thành nếu muốn cùng khương nghiên trọng nhạc hữu nghị hai người liền ở một cái trong học viện khương nghiên có rất nhiều cơ hội cùng chu thành nói không tìm chu thành tới tìm Hạ Hiểu Lan. Này đây vì Hạ Hiểu Lan da mặt mỏng, Hạ Hiểu Lan biết, chính mình này khuôn mặt dễ dàng gọi người hiểu lầm, chỉ có thể làm Khương Nghiên đồng chí thất vọng rồi. Khương Nghiên có một đôi nồng đậm có hình lông mày, mi phong tự nhiên dơ lên, phối hợp nàng ngũ quan cùng thân cao, làm nàng cực dễ dàng ở trong đám người trổ hết tài năng. Lúc này nàng đẹp có hình hai hàng lông mày nhăn, Hạ Hiểu Lan biểu hiện đích xác làm nàng thực ngoài ý muốn, Chu Thành nói cho ngươi cho nên Hạ Hiểu Lan rõ ràng liền nhận thức nàng, vừa rồi lại cố ý chơi nàng. Chu Thành cư nhiên tìm như vậy một người bạn gái, Khương Nhiên trên mặt treo khó hiểu biểu tình, nói cho một bộ phận đi, Khương Nhiên đồng chí, ngươi cùng Chu Thành hữu nghị vấn đề, ta giúp không được gì. Hạ Hiểu Lan từ Khương Nhiên bên người vòng qua đi, Khương Nhiên có thể đem nam học viên đánh tới chịu phục, lại không thể dùng võ lực làm Hạ Hiểu Lan chịu phục. Hạ Hiểu Lan cấp Khương Nhiên cảm giác thật không tốt, không chỉ có xinh đẹp, còn tưởng một cái hoạt không lưu thủ cá chạch, căn bản trảo không được, mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn. Khương Nghi nhìn Hạ Hiểu Lan bóng dáng, trong đầu toát ra này tám chữ, lại thấy Lưu Phân, Trương Thúy nghe theo Hạ Tử Dục nói, đem tiệm ăn vặt tạm thời gác xuống, mỗi ngày liền chuyên tâm nhìn chầm chầm Lưu Phân, Trương Thúy này một lưu tâm, thật đúng là kêu nàng phát hiện quy luật, mỗi ngày buổi chiều 3, 4 giờ tả hữu, Lưu Phân đều sẽ xuất hiện ở Tây Đan, mỗi lần đều sẽ đi hai nhà cửa hàng một nhà kêu lam phượng hoàng một nhà khác chính là luna nữ nhân đi cửa hàng quần áo lẽ ra thật bình thường nhưng trương thúy nhìn lưu phân nhưng không có mua quá quần áo luôn là bạch dạo không mua quần áo nhân viên cửa hàng đối lưu phân thái độ cũng không tệ lắm này liền hiếm thấy càng kỳ quái là lưu phân mỗi lần từ trong tiệm ra tới đều sẽ hướng ngân hàng đi liên tiếp vài thiên đều là này quy luật trương thúy muốn đi trong tiệm hỏi thăm có điểm sợ xuyên chế phục công an nàng đã gặp qua ba lần cùng cái công an cùng lưu phân nói chuyện hôm nay thật vất vả không nhìn thấy kia công an trương thúy tránh ở thụ sau nhìn lưu phân từ ngân hàng ra tới cửa xe rời đi nàng chần chờ trong chốc lát tự giác thăm dò lưu phân quy luật tưởng hôm nay đi cửa hàng quần áo hỏi một câu mới vừa nâng lên chân một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy nàng bả vai trương thúy sợ tới mức tưởng thét chói tai đối phương quát lớn nàng lén lút sớm phát hiện ngươi ở theo dõi đi đồn công an đem ngươi vấn đề giao đải rõ ràng trương thúy cũng chưa thấy rõ ràng người tay đã bị khoanh ở mặt sau cấp khảo trụ nàng dư quan thoáng nhìn đúng là thường xuyên cùng lưu phân nói chuyện công an hoặc nhìn liền hung trương thúy sợ tới mức chân mềm ta ta không có nàng lắp bắp giải thích mã sở trưởng nơi nào chịu nghe tốt xấu là một cái đồn công an sở trường không nói cái gì giết người đại án trộm cắp án tử xử lý quá nhiều ít trương thúy một cái nông thôn phụ nữ còn học người theo dõi lưu phân không cảm giác như thế nào có thể giấu đến quá mã sở trưởng trương thúy ở quan sát lưu phân mã sở ở quan sát trương thúy hôm nay rốt cuộc quyết định đem trương thúy mang về đồn công an hiện tại phạm tội phần tử theo dõi đều dùng phụ nữ trung niên nhưng thật ra không dễ dàng bại lộ nếu không phải trương thúy biểu hiện quá rõ ràng mã sở trưởng cũng sẽ không như thế khẳng định mã sở đem trương thúy mang về đồn công an quyết định tự mình thẩm nàng thành thật giao đải vấn đề của ngươi thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm ai phái ngươi tới theo dõi lưu đồng chí các ngươi chuẩn bị khi nào xuống tay đem trương thúy hướng góc tường một ném mã sở liền bắt đầu hỏi trương thúy sợ hãi lại mê man ai phái nàng tới theo dõi đương nhiên là nàng nữ nhi tử dục nhưng nàng sao có thể đem thân nữ nhi nói ra mã sở trưởng nói xuống tay trương thúy càng không hiểu Hạ tử dục nhưng không cùng nàng nói qua động thủ gì đó. Mã sở trưởng hỏi ba bốn biến, Trương Thúy mới tính lộng minh bạch, công an cho rằng nàng phải đối Lưu Phân làm chuyện xấu. Trương Thúy nhưng thật ra có cái kia tâm, làm trò mã sở trưởng mặt, nàng không dám thừa nhận a. À. trước mắt cái này nam công an, chính là cùng Lưu Phân nhận thức, nói không chừng chính là Lưu Phân nhân tình, nhất định là Lưu Phân phát hiện, mới kêu công an tới bắt nàng. Trương Thúy run run giải thích, không hạ thủ, nàng là ta chị em dâu, ta vì sao phải đối nàng xuống tay công an đồng chí ta là oan uổng ta chính là ngẫu nhiên thấy nàng theo ở phía sau muốn nhìn cẩn thận một chút chị em dâu chị em dâu sẽ nhận không ra theo dõi vài thiên mã sở đem trương thúy trở thành đồ tiền người xấu tưởng xác nhận lưu phân mỗi ngày lấy buôn bán khoản đến ngân hàng tồn tiền thời gian bỗng nhiên nghe thấy trương thúy nói là chị em dâu mã sở không tin là ngươi chị em dâu ngươi còn dùng theo dõi ngươi muốn lại không nói lời nói thật, không ngươi hảo quả tử ăn, ta nói, ta nói. Nàng cùng ta nam nhân đệ đệ đã ly hôn, chúng ta trước kia quan hệ không tốt lắm, ta ngượng ngùng cùng nàng nói chuyện, trương thúy trọng đánh giá mã sở trưởng biểu tình, mã sở trưởng lớn lên tương đối hung, gương mặt có dữ tợn, trương thúy gì đều nhìn không ra tới, chạy nhanh lại cúi đầu, này công an nếu là lưu phân nhân tình, nàng cũng đến cấp giảo thất bại, nếu không người này đứng ở lưu phân bên kia, cũng sẽ không buông tha nàng. 818, chính giả một thật sự lời khai. Một càng, tác giả, bảo trang thành, chị em dâu, chúng ta là chị em dâu, nàng ở quê quán đem nam nhân ly, chính mình chạy ra tới, ta chính là nhìn thấy nàng. Muốn nhìn một chút nàng ở làm gì, Trương Thúy cúi đầu, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Trương Thúy tuy rằng so lưu phân trước rời đi nông thôn, cả ngày cùng nồi chén bể bếp giao tiếp, ở mặt quần áo trang điểm thượng biến hóa cũng không lớn, chính là hạ tử dục, cũng vẫn luôn vẫn duy trì một mặt hình tượng, gần nhất mới làm ra thay đổi. Lưu Phân tắt bất đồng, Lưu Phân kinh doanh chính là cửa hàng quần áo, muốn học tập cấp khách nhân phối hợp, nếu muốn làm khách nhân tinh phục, phải trước dọn dẹp hảo tự mình, trước kia ở thương đô khi còn có Lý Phượng Mai Chống, tới rồi kinh thành mọi thứ đến dựa Lưu Phân chính mình. buộc Lưu Phân trong khoảng thời gian ngắn cao tốc trưởng thành, chỉ xem bề ngoài, Lưu Phân nghiễm nhiên là trong thành nữ nhân, vẫn là đặt thời thượng cái loại này. Trương Thúy làm ăn vặt sinh ý, trên người khói dầu cùng gia vị mùi vị, không phải tắm rửa có thể đi rớt. Hạ gia tam chị em dâu, Trương Thúy không cần ở nhà trồng trọt, nguyên là mấy năm nay quá đến tốt nhất, lưu phân một cái sinh không ra nhi tử ngu xuẩn, hiện tại thành ngăn nắp trong thành nữ nhân, Trương Thúy trong lòng bực muốn chết, nàng sút cổ, không dám nhìn mã sở trưởng, trong miệng lẩm bẩm, thật sự. Đáng thương ta kia chú em nhiều thành thật, nàng ngại trong nhà nghèo, làm nhà mẹ để người đem ta chú em đánh một đốm ấn ở trên mặt đất thêm gì ly hôn hiệp nghị ly hôn liền chạy ra trong nhà tìm không thấy người ta sợ đi lên kêu nàng nàng lại trộm chạy mã sở trưởng vẫn là không lên tiếng trương thúy lá gan lớn chút đồng chí nàng xuyên yêu lý yêu khí có phải hay không ở bên ngoài làm gì chuyện xấu trương thúy liền kém đối mã sở trưởng làm rõ mã sở trưởng hiện tại giúp đỡ lưu phân nói không chừng lưu phân căn bản không ngừng mã sở trưởng một cái nhân tình Lưu Phân cùng hạ đại quân ly hôn còn không đến 2 năm thời gian đi, liền từ nông thôn tới rồi kinh thành, từ thôn phụ biến thành trong thành nữ nhân. Trương Thúy chưa thấy qua như vậy thành công tốc độ, tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới Lưu Phân, còn có thể xoay người A, hạ hiểu lan dựa vào là chu gia, còn không có gã tiếng chu gia đâu, liền kéo nhà mẹ để mẹ cùng nhau gặm nhà chồng. Trương Thúy cảm thấy, Lưu Phân khẳng định là dựa vào nam nhân, chỉ có không đứng đắn nữ nhân mới có thể dưỡng ra Hạ Hiểu Lan như vậy dày rách, trước kia là trang thành thật, hiện tại bại lộ bản tính, nói nửa ngày, này công an sao không động tĩnh đâu, Trương Thúy trộn ngẩng đầu, phát hiện mã sở trưởng nhìn chầm chầm nàng, kia biểu tình, làm Trương Thúy run rẩy người nói xong, mã sở trưởng cư nhiên cười, cười rộ lên một chút đều bất hòa ái, nhìn qua càng hung, nói, nói xong. Công an đồng chí, ta nói đều là thật sự, mã sở trưởng bỗng nhiên mặt trầm xuống. Ngươi nói khẳng định có nói thật, đại bộ phận đều là lời nói dối. Lớn lên rất thành thật, không nghĩ tới tâm nhãn còn rất nhiều. Lén lút theo dõi người khác, đều có không thể cho ai biết mục đích. Ngươi trước đem chính mình tình huống giao đại hảo, tên gọi là gì, đang ở nơi nào, làm cái gì công tác? À, chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi? Này công an cùng lưu phân không quan hệ, vẫn là uống lên lưu phân rót mê hồn canh. Nghe xong những lời này đều thờ ơ nam nhân sao sẽ không thèm để ý chính mình đội nón xanh, Trương Thúy nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng này bộ chiêu số đối mã sở trưởng vô dụng, Trương Thúy không dám lại làm yêu, thành thành thật thật đem chính mình tình huống giao đãi rõ ràng, thăng đấu tiểu dân, liền không có không sợ công an, Trương Thúy nói thuê nhà địa chỉ, nói nữ nhi là sinh viên, nói tưởng ở Tây đang khai tiệm ăn vặt, mới gặp phải Lưu Phân, còn nói chính mình tương lai thông gia là quốc gia cán bộ, nói đến vương gia, Trương Thúy eo thẳng thắng chút quốc gia cán bộ, là gì cục trưởng, cũng liền đem Vương Quảng Bình nâng ra tới hù người. Mã sở trưởng đương nhiên cho rằng nàng ở khoác lát, Trương Thúy thề thề, tên cùng công tác đơn vị đều nói rành mạch, làm mã sở trưởng đều có điểm chần chờ. Hắn chính là Tây đang đường phố trưởng đồng công an, cùng cục trưởng linh tinh cao cấp cán bộ kém quá xa, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, hắn đem Trương Thúy mang về trong sở, hoàn toàn là phù hợp trình tự, lén lút theo dõi người khác liền tính là lãnh đạo thân thích cũng không thể làm loại sự tình này đi. Mã sở trưởng một lần nữa kiên định hạ thái độ, ngươi giao đại nói, chúng ta đồn công an sẽ đi xác minh, này phía trước, ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại đồn công an, trương thúy cả kinh, công an đồng chí, ngươi muốn tìm ai xác minh, mã sở trưởng nhìn xem vỡ thượng tên, ngươi chủ nhà, ngươi nữ nhi, còn có ngươi nói thông gia, vương quảng bình đồng chí đúng không? Ngươi nếu là biết điện thoại, chúng ta hiện tại là có thể tìm người xác minh. Trương Thúy nào biết đâu rằng Vương Quảng Bình điện thoại, nàng vừa rồi là lôi kéo gia hổ làm đại kỳ, Vương Quảng Bình hiện tại đã không phải giáo dục cục cái gì cục trưởng, điều tới rồi địa phương khác công tác, đồn công an đi hỏi, chẳng phải là đem nàng thổi đến gia trâu cấp chọc thủng, không cần, không cần tìm ta thông gia, tìm ta nữ nhi cùng con rể là được, ta con rể cùng nữ nhi ở cùng cái đại học niệm thư, mã sở trưởng tức khắc trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này trong miệng không cái lời nói thật, cái gì lãnh đạo thông gia hơn phân nữa là nữ nhi ở đại học cùng lãnh đạo cán bộ gia hài tử xử đối tượng nam cường nữ nhược trương thúy là không dám thật sự đi phiền toái nhà trai gia đem trương thúy trong miệng lung tung rối loạn nói ninh một ninh thủy phân mã sở trưởng có thể được đến không ít hữu dụng tin tức đệ nhất lưu phân không phải tan ngẫu mà là ly dị đệ nhị lưu phân mẹ con quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau người bên ngoài ở kinh thành làm buôn bán không có dựa vào này không trước kia nam nhân bên kia phiền nhân thân thích lại tìm tới môn nói đúng không dám cùng lưu phân tương nhận mã sở trưởng nhìn trương thúy như vậy cho rằng trương thúy đồ tiền khả năng tính rất lớn đều đem lưu phân ở tây đang hoạt động lộ tuyến thăm dò từ trong tiệm theo tới ngân hàng chính là từ trước thật là chị em dâu mã sở trưởng cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm trương thúy thật nhiều án tử đều là người quen gây án người chết vì tiền liền thân tỷ muội đều khả năng mưu đồ tiền tài huống chi là trước chị em dâu Mã sở trưởng đem Trương Thúy giam ở đồn công an, Trương Thúy âm thầm kêu khổ. Hạ tử dục kêu nàng trộn đi theo Lưu Phân, nàng lại bị công an đương trường bắt lấy. Này công an còn nhận thức Lưu Phân, khi Lưu Phân cùng Hạ Hiểu Lan mẹ con khẳng định cũng sẽ biết, hiện tại nhà nàng, lại nơi nào là Hạ Hiểu Lan đối thủ. Khi tiểu dày rách tàn nhẫn độc ác, lần này còn không hiểu được muốn như thế nào đối phó các nàng. Mã sở phái người đi kinh thành sư phạm học viện thông tri hạ tử dục, trương thúy có phải hay không mẹ ngươi? hạ tử dục gật đầu công an cũng khách khách khí khí vậy theo chúng ta đi một chuyến đi trương thúy người ở tây đang đồn công an chúng ta tìm ngươi hiểu biết điểm tình huống đồn công an hạ tử dục ở đồn công an nhưng vớt không ra người tới trương thúy mấy ngày nay đang làm cái gì hạ tử dục trong lòng cũng hiểu rõ công an chính là ăn mặc chế phục tới hạ tử dục cũng không rảnh lo trường học người có thể hay không hiểu lầm làm người giúp nàng thông tri vương kiến hoa nhất định kêu hắn tới một chuyến tây đang đồn công an phiền toái các ngươi hạ tử dục đi theo công an vừa đi bị nàng làm ơn bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau công an kỳ thật đã thực thông cảm người không có làm trường học ra mặt là ở ký túc xá hạ đem hạ tử dục thỉnh đi nàng bạn cùng phòng nhóm là kinh nghi bất định đây là phạm chuyện gì nhi bình thường học sinh làm sao kinh động đồn công an cẩn thận tưởng tượng hạ tử dục gần nhất bỗng nhiên thay hình đổi dạng thuần phát quần áo cũ đều ném đến một bên từ đầu đến chân đều biến thời thượng chẳng lẽ là ở bên ngoài làm gì phạm pháp chuyện này. 819, ném vương gia cuối cùng điểm mặt mũi, hai càng, tác giả, bảo trang thành, thôi, đồng học một hồi, giúp nàng truyền cái lời nói đi, đại nhất thời, hạ tử dục nhân duyên thực không tồi. Một cái phòng ngủ đồng học đều cho rằng nàng là xuất thân nông thôn lại nỗ lực tiến tới người, quần áo một mạc, nhiệt tình hào phóng, khi đó mọi người đều thực thích hạ tử dục, tình huống ở đại nhị quay nhanh mà xuống, hạ tử dục làm được sự, bạn cùng phòng nhóm dần dần xem không hiểu cũng lý giải không được trong trường học lén lút xử đối tượng không ít nhưng người khác xử đối tượng lại không ảnh hưởng bình thường học tập sinh hoạt có người lẫn nhau cổ vũ thậm chí trở nên càng ưu tú tới rồi đại nhị học kỳ sau mới vừa thi đậu đại học kích động rút đi đại bộ phận người đều lắng động lại xuống dưới bắt đầu vì về sau làm tính toán nỗ lực học tập muốn bình ưu tích cực tham gia trường học hoạt động ở trường học lão sư nơi đó hỗn cái quen mắt giống hạ tử dục như vậy đông một búa tay một cây gậy, đem từ trước thuần phát nhiệt tình vứt bỏ, trở nên hoàn toàn thay đổi, thật là hiếm thấy. Một cái bạn cùng phòng bỗng nhiên nhớ tới, trường học cấp xử phạt đều còn ở đâu, nàng nếu là lại chọc phải phiền toái, kia, kia có thể hay không khai trừ a? Sau lưu giáo xem kỹ càng nghiêm trọng xử phạt, còn không phải là khai trừ sao? Đều nhìn không hiểu hạ tử dục, cùng hạ tử dục có ngăn cách, nhưng muốn nói muốn cho hạ tử dục bị khai trừ này đó bạn cùng phòng cũng không như vậy hư tâm tư vậy chỉ có thể cấp vương kiến hoa truyền cái lời nói các nàng đều không cần lo cho chuyện này cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác hạ tử dục chính mình không muốn cùng mọi người cùng chung chí hướng ai cũng không có biện pháp miễn cưỡng cuối tuần hạ tử dục bạn cùng phòng muốn tìm vương kiến hoa còn không dễ dàng thật vất vả hỏi đến vương kiến hoa trong nhà số điện thoại chiếu đánh qua đi là một nữ nhân tiếp tự xưng là vương kiến hoa mẫu thân trong trường học nữ đồng học tìm vương kiến hoa, nhiễm thuộc ngọc còn rất hòa khí. Bên này vừa nói là hạ tử dục bạn cùng phòng, tìm vương kiến hoa, nhiễm thuộc ngọc liền cứng rắn nói vương kiến hoa không ở nhà. Hạ tử dục bạn cùng phòng lo lắng, a di, đồng công an người tới tìm tử dục, tử dục hiện tại đã đi đồng công an, nàng làm chúng ta thông tri vương đồng học, nàng phạm chuyện gì nhi, nhiễm thuộc ngọc vấn đề, không ai có thể trả lời. Hạ tử dục bạn cùng phòng giải thích không rõ ràng lắm, Diễm Thục Ngọc dứt khoát treo điện thoại, Hạ Tử Dục bạn cùng phòng cũng không dự đoán được sẽ là như thế này. Ai nói, Hạ Tử Dục cùng Vương Kiến Hoa đã đính hôn, Vương Kiến Hoa mẫu thân như thế nào là cái dạng này thái độ, đồng công an bên kia, làm sao bây giờ, vài người thương lượng một phen, chỉ có thể tưởng biện pháp khác tìm Vương Kiến Hoa. Hạ Tử Dục bạn cùng phòng nhóm không hiểu Nhiễm Thục Ngọc cách làm, ở Vương Gia, Nhiễm Thục Ngọc lại đang ở hướng Vương Quảng Bình oán giận, trong nhà sớm muộn gì phải bị kia tan môn tinh hại chết lúc này mới an phận bao lâu, lại đem chính mình làm tới rồi đồn công an đi, Quảng Bình, hạ tử dục phải gả cho kiến hoa, ta không có khả năng đồng ý, giáo dục cao đẳng tư phó cục trưởng, cuối tuần cũng không nhất định thanh nhàn lịch sử đảng làm vương Quảng Bình, vậy thật là nhàn có thể dưỡng điểu lưu cẩu, điều lệnh xuống dưới sau, vương Quảng Bình cả người liền suy sụp, tiền lương đãi ngộ không thay đổi, trong tay quyền lợi lại đại không giống nhau, vương Quảng Bình gầy quần đều lỏng cái số đo. Nhiễm Thục Ngọc mỗi ngày khuyên hắn hiện tại nhật tử so nông trường cường, người một nhà có thể bồi ở bên nhau, tương lai kiến hoa tốt nghiệp đại học sau, chậm rãi là có thể hảo lên, Vương Quảng Bình mới miễn cưỡng có điểm sinh cơ, vừa nghe đến Hạ Tử Dục tên, Vương Quảng Bình liền đầu đau đớn, làm Vương Quảng Bình thừa nhận chính mình sai rồi, so giết hắn còn thống khổ, hắn phục chức sau là không đủ cẩn thận, đầu tiên là lớp học bổ túc, lại là cùng thương nhân Hồng Công vặn cổ tay, cuối cùng nhúng tay tiếng Anh thi đua một kiện một cọc, xong việc nhớ tới đều là không có làm đối, trừ bỏ cùng thương nhân Hồng công bẻ thủ đoạn, lớp học bổ túc cùng tiếng Anh thi đua hai việc đều cùng Hạ Tử Dục có quan hệ, Vương Quảng Bình không trách Hạ Tử Dục, chẳng lẽ tự trách mình, nghe thấy Hạ Tử Dục bị đồn công an mang đi, Vương Quảng Bình vừa không sốt ruột cũng không thèm để ý, hắn cũng không giống nhiễm thuộc ngọc tức giận như vậy, ngược lại nói lên một cái khác đề tài, ta nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà không thể giúp kiến hoa, hắn yêu cầu khác trợ lực. Hạ tử dục khẳng định không được, hạ gia tất cả đều là nông dân, trái lại kiến hoa liên lụy, trương cục trưởng gia có một cái nữ nhi, sau kiến hoa đại một tuổi, người hẳn là gặp qua, cảm thấy như thế nào, trương cục trưởng là vương Quảng Bình bạn cũ, vương Quảng Bình trở về thành một chuyện thường, trương cục trưởng cũng ra lực, vương kiến hoa đều 27 tuổi, trương cục trưởng gia nữ nhi sau vương kiến hoa còn đại một tuổi, lãnh đạo gia khuê nữ kéo dài tới này số tuổi còn không có kết hôn, khẳng định có vấn đề. Diễm thục ngọc nhớ tới người khác trong miệng nghe tới bác quái không có lập tức đồng ý hắn nữ nhi mấy năm trước xuống nông thôn đương quá thanh niên trí thức sau lại mới trở về thành ta nghe nói nàng ở nông thôn gã hơn người còn sinh hài tử trở về thành sau trương gia tưởng giấu loại sự tình này nơi nào có thể hoàn toàn giấu trụ quảng bình ngươi làm kiến hoa đi cưới cái hàng xe côn đen khi còn không bằng tìm liễu giáo thụ nữ nhi đâu vương quảng bình trừng mắt nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn cái gì hàng xê côn đen, kia đều là người khác nói bậy, liền tính trương cục trưởng nữ nhi lời đồn đãi đều là thật sự, vương quảng bình cũng không để bụng, trương cục trưởng trong tay thực quyền cũng làm không được giả, trương gia nữ nhi có những cái đó lung tung rối loạn quá khứ, trương gia dám không đối con rể tận tâm tận lực nâng đỡ, hai vợ chồng không đạt thành chung nhận thức, vương kiến hoa đẩy cửa vào nhà, nhiễm thục ngọc không đề kia thông điện thoại sự, nhưng thật ra vương quảng bình cười lạnh, kiến hoa, tây đang đồn công an công an đem hạ tử dục mang đi ngươi đi xem vì cái gì vương gia liền thừa cuối cùng một chút thể diện đừng bị hạ tử dục ném cái sạch sẽ nàng nếu là làm cái gì trái pháp luật sự ngươi muốn cùng nàng kết hôn chính là bức tử ngươi thân cha đồn công an đem người mang đi chẳng lẽ là trương thúy tiệm ăn vặt đem khách nhân ăn hỏng rồi bụng vương kiến hoa cũng chỉ có thể hướng phương diện này tưởng vương quảng bình là chịu không nổi kích thích điều chức sau thường xuyên ở trong nhà mắng chửi người Vương Kiến Hoa cũng không dám tùy ý kích thích hắn ba, vội vã đem mới vừa thoát giày mặt vào. Ba, tử dục có thể làm cái gì trái pháp luật sự, có thể là khác sự đồng công an tìm nàng hiểu biết tình huống. Ta đi gặp, nhiễm thuộc ngọc ước gì hạ tử dục ăn nhiều một chút đau khổ. Vương Quảng Bình không phải quan tâm hạ tử dục, hắn là sợ hạ tử dục ở đồn công an nói lung tung, ảnh hưởng vẫn là vương gia. Hiện tại vương gia, nơi nào chịu được gió táp mưa xa, bên ngoài một cái tiểu đầu sóng, nói không chừng liền đem vương gia cấp ném đi, tìm cái hữu lực quan hệ thông gia, mới có thể kéo vương gia một phen. Liễu giáo thụ nữ nhi đối kiến hoa si tâm một mảnh, liễu gia là thư hương dòng giỏi, muốn thay đổi từ trước, đang cùng vương quảng bình tâm ý. Đáng tiếc này nhất thời phi bỉ nhất thời, liễu giáo thụ này thư hương dòng giỏi, là so ra kém thực quyền nắm trương cục trưởng. Lưu phân đồng chí, tình huống chính là như vậy, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, đồng công an bên này ngươi không cần lại đây, ta xem nàng còn không có biết rõ ràng ngươi đang ở nơi nào, loại này tiểu nhân khó lòng phòng bị, ngươi đừng cùng nàng giao tiếp, điện thoại kia đầu, mã sở trưởng ăn nói rõ ràng, đem trương thúy theo dõi sự nói, lưu phân nắm điện thoại ống nghe, cả người đều ở rung, vu nải nải cũng thấu lỗ tai đang nghe, mã sở trưởng cấp lưu phân gọi điện thoại, vu nải nải vốn dĩ liền kỳ quái, vừa nghe là lưu phân trước kia chị em dâu ở tây đang theo dõi nàng, vu nải nải nghĩ thầm, này còn phải, mã sở, cảm ơn ngài, ta đều đã biết, Lưu Phân treo điện thoại, tức giận đến đỏ hốc mắt, quay đầu đối vu nải nải nói, người nhà họ hạ có phải hay không cả đời cũng không chịu buông tha ta, 820, trước đương thành công nữ nhân, ba càng, tác giả, bảo trang thành, tách ra có phải hay không còn muốn cùng tiền nhiệm vẫn luôn dây dưa, muốn vu nải nải nói, này phải phân người, bất quá Lưu Phân phản ứng cũng quá lớn điểm, vu nải nải hỏa nhãn kim tinh, trước kia chị em dâu. Ngươi sợ nàng làm gì? liền tính là nàng nữ nhi hạ tử dục, không phải cũng là Hiểu Lan thủ hạ bại tướng, Hiểu Lan hiện tại là lười đến phản ứng các nàng, các nàng còn có thể phiên thiên không thành, vu nải nải nói, nhìn chầm chầm Lưu Phân, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa, Lưu Phân khí đỏ hốc mắt, cắn răng một cái, đem Dương Thành sự nói, không ngừng là Trương Thúy, vẫn là hạ đại quân, ở Dương Thành trên đường, hắn mang theo người xông lên, Dương Thành như vậy đại, đều có thể gặp được hạ đại quân cùng hạ hồng binh một nhà, họ hạ ô ngôn quế ngữ, may mắn hạ đại quân ngồi ở trên xe lăn không động đậy tay, nếu không lưu phân hoài nghi chính mình không thể toàn thân mà lui. Trần Tích Lương hỗ trợ đem hạ đại quân vạn đưa về đồn công an, lưu phân hồi kinh sau cửa hàng quần áo vội vàng khai trương, nàng liền không đem sự tình nói ra, Vô nãy nãy không nghĩ tới trung gian còn có dương thành sự, hai việc trước sau chân phát sinh, khó trách lưu phân sẽ cảm xúc mất khống chế. A Phân, kỳ thật cũng có nhất lao vĩnh giật phương pháp, ngươi thật không suy xét quá thang thị trưởng, vu nải nải nhìn, thang hoành ân đối lưu phân là rất có thành ý, hai người bôn kết hôn kết giao, hôn sau hảo hảo kinh doanh hôn nhân, tương lai nhật tử quá đến lại kém, cũng không có khả năng so cùng hạ đại quân cùng nhau khi không xong, lưu phân phải gả cho thang thị trưởng, chính là mượn 18 cái gan chó cấp người nhà họ hạ, bọn họ cũng không dám tái xuất hiện, không dám đánh bất luận cái gì oai chủ ý chỉ sợ ở trên đường không cẩn thận đụng tới A Phân, ngược lại muốn trước trốn đi, những người đó làm gì thiếu đạo đức sự trong lòng hiểu rõ, không giống rùa đen rút đầu trốn đi, chẳng lẽ không sợ A Phân trả thù sao, gã cho thang thị trưởng, có thể nhất cử giải quyết thật nhiều vấn đề, Lưu Phân cúi đầu, ta biết ngài là tốt với ta, hiểu lan nàng mợ cũng khuyên quá ta, thiến, từ ta dọn đến thương đô, ngài liền đối ta chiếu cố, ta thân mụ đi sớm, trước bà bà là cái hỗn trướng ngoạn ý nhi, trừ bỏ ngài không có nữ tính trưởng bối đau ta, chiếu cố ta. Nhưng ta không hiểu, chẳng lẽ chúng ta nữ nhân muốn ở trên đời sống ra cá nhân dạng, nhất định phải dựa nam nhân sao, Lưu Phân không phải ở chất vấn, nàng là mê mang. Hiển nhiên, vấn đề này đã bối rối nàng không ngắn thời gian, vu nải nải nhất thời đều cứng họng, Lưu Phân mới vừa vào thành khi gì dạng, lấy phu vi thiên truyền thống nữ tính, bởi vì không sinh nhi tử, ở hạ gia chính mình đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, nơi chốn nhường nhịn người nhà họ hạ người nhà họ hạ tự nhiên càng ngày càng quá mức sau lại bị hạ hiểu lan mang vào thành lưu phân lại lấy nữ vì thiên lưu phân thói quen nghe theo người khác an bài sớm nhất lưu dũng an bài nàng xuất giá nàng không dị nghị người nhà họ hạ an bài nàng làm việc nặng áp bức nàng nàng không phản kháng hạ hiểu lan nói muốn mang nàng vào thành hưởng phúc nàng trong lòng khẳng định sợ hãi lại cũng thu thập đồ vật tới nàng làm gì đều là có người ở sau lưng đẩy đi cho dù là làm buôn bán, cũng có có khả năng nữ nhi thế nàng phô hảo lộ, nhưng lần này, vu nải nải tán đồng, Lý Phượng Mai khuyên, liền hạ hiểu lan đều là ngầm đồng ý thái độ, lưu phân lại có ý nghĩ của chính mình, vu nải nải quả thực vừa mừng vừa sợ, người này bỗng nhiên tiền đồ, vu nải nải áp xuống trong lòng vui sướng, cố ý trầm khuôn mặt, nữ nhân đương nhiên có thể sống ra người dạng, xã hội phong kiến đều có thể ra nữ hoàng đế. Không dựa nam nhân thành công ví dụ lại không phải cổ đại mới có. Ai nói ngươi không thể thoát khỏi hạ gia dây dưa, nếu không dựa gã chồng ngăn chặn hạ gia, ngươi liền phải chính mình đặc biệt lợi hại, thái độ không cần mềm, người nhà họ hạ mỗi một lần ra chiêu, ngươi đều phải hung hăng đánh trả. Cậu đều có bị đánh đau một ngày, nhiều ai vài lần đánh, bọn họ liền sẽ nhớ kỹ giáo huấn. đệ nhị, ngươi muốn đem người nhà họ hạ trở thành cậu tới đánh, chính ngươi phải đưa người, đương thành công nữ nhân, lưu phân đôi mắt tỏa sáng, vu nải nải lạnh một tiếng, xã hội đối thành công giả khoan dung nhất, chỉ cần ngươi thành công, ngươi nói cái gì đều là đúng. Ngươi nhìn xem Hiểu Lan trước kia bị người bôi nhọ thành bộ dáng gì, hiện tại lại có người lấy những cái đó nói dối ra tới nói, người khác cũng sẽ không tin. Hạ Hiểu Lan dựa cái gì? Dựa vào không phải nhất biến biến đối người khác giải thích, dựa vào là cũng đủ ưu tú. Nhìn áp bạn cùng lứa tuổi ưu tú, liền tính còn có người nghị luận Hạ Hiểu Lan, cũng chỉ có thể trộn nói. Ninh ngạn phàm kia con dâu, cũng chỉ dám ở trong lén lúc đối hiểu lan nói khó nghe nói, làm trò người ngoài nói, chỉ sợ mặt đều có thể bị trừ sưng, cái gì giao bằng hữu muốn môn đăng hộ đối loại này lời nói, bắt được công chúng trường hợp vừa nói, Ninh Tuyết nàng mẹ khẳng định là cái đích cho mọi người chỉ trích. Sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, giai cấp sai biệt là có, nào có Ninh Tuyết mẹ nói như vậy khoa trương, chỉ cần đủ ưu tú, là có thể vượt qua loại này giai cấp ngạch cửa thậm chí là đem giai cấp ngạch cửa trực tiếp cấp nghiền nát, giống ninh tuyết mẹ người như vậy, không còn có khu môi múa mép tâm tư. Đương nhiên, Hạ Hiểu Lan muốn nghiền nát ngạch cửa, còn kém hỏa hậu. Vu nãy nãy nói, đối lưu phân tới nói quả thực là đinh tai nhức ốc, đem nàng trước mặt sương mù cấp đẩy ra rồi. Gã cho thang hoành ân là điều đường ra, lưu phân sở gặp phải hết thảy nang đề đều giải quyết dễ dàng, nhưng thang thị trưởng như vậy hảo cá nhân, nàng da mặt dày gã cho nhân gia, đem hết thảy nang đề đều ném cấp thang thị trưởng loại này cắm rễ ở trong xương cốt hổ thẹn cùng tự ti trở ngại lưu phân đồng ý thang hoành ân theo đuổi ta đã biết thím ta đã biết vu nải nải thở dài mơ màng hồ đồ quá cả đời người thực thật đáng buồn nhưng quá thanh tĩnh người liền sẽ thực vất vả a phân người nếu muốn hảo lưu phân cảm thấy chính mình trước nay không tưởng như vậy rõ ràng nàng đem khóe mắt nước mắt dùng tay áo kém thím ta cứ như vậy chờ đồn công an tin tức a à. ngươi tưởng làm sao bây giờ lưu phân cắn răng ta không nghĩ thấy trương thúy nàng tổng ái đánh ý đồ xấu chẳng lẽ nàng biết ta ở khai cửa hàng ta liền phải trốn tránh nàng tránh nàng sao dựa vào cái gì a à? lưu phân không cảm thấy chính mình làm sai gì liền tính muốn tránh cũng là hạ gia đám kia không biết xấu hổ tránh nàng ở dương thành trần tích lương đem hạ đại quân mấy người vặn đưa đi đồn công an lưu phân lánh lúc này đây Lưu Phân không nghĩ tránh, tựa như vu nãi nãi nói, nàng không thể thấy chó dữ tới quay đầu liền chạy, tổng muốn cho người nhà họ hạ lọc vào giáo huấn, đối phương nhiều đau vài lần, liền biết nàng không dễ chọc, cùng qua đi không giống nhau, không phải bị bọn họ tùy tiện khi dễ. Vu nãi nãi nghĩ nghĩ, ngươi đi đồng công an tìm mã sở trưởng, chúng ta đến lợi dụng trong tay tài nguyên, hiện tại mã sở trưởng là đứng ở ngươi bên này, lúc này Trương Thúy chính là bị mã sở trưởng trảo vừa vặn không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, không quát xuống một miếng thịt, cũng muốn xé xuống Trương Thúy một tầng da. Vu Nãi Nãi thay đổi kiện quần áo, cùng Lưu Phân cùng nhau ra cửa, Vu Nãi Nãi tuổi tác đại, không làm cho nàng ngồi xe đạp ghế sau, hai người chỉ có thể ngồi giao thông công cộng đi Tây Đan. Chờ xe thời điểm, Vu Nãi Nãi cụ một tiếng, người dựa y trang Mã Dựa An, y trang ngươi có, vì thời điểm nên mua chiếc ô tô, kỵ gì xe đạp, cả ngày lo lắng đề phòng sợ bị lưu manh theo dõi lưu phân nếu là lái xe đi tới đi lui trong nhà cùng hai nơi môn cửa hàng bốn cái bánh xe tiểu ô tô là có thể chấn giống nhau mau tặc không dám hướng lên trên thấu có thể khai lên xe sẽ là người thường sao tặc cũng không ngốc sợ gặp được không thể trêu vào người